Tạ Thiên Hoành đang tại lĩnh hội kiếm đạo, nhưng mà kiếm tâm thông minh cuối cùng mơ hồ một chút, hắn là từ Tạ Lăng Phong trong miệng biết được. Mà Tạ Lăng Phong chính mình cũng không lĩnh hội minh bạch, tự nhiên không cách nào luận thuật ra kiếm tâm thông minh lấy ít. Cho nên, Tạ Thiên Hoành mặc dù biết kiếm tâm thông minh, Tạ Lăng Phong cũng đem biết, toàn bộ đều nói cho hắn, nhưng mà muốn tìm hiểu ra tới, há lại là dễ dàng. Hắn tìm không thấy đầu mối, không khỏi có chút khổ não. Có muốn đi thỉnh giáo vị tiền bối kia một chút không? Tạ Thiên Hoành tâm bên trong suy nghĩ, vị tiền bối kia đức cao vọng trọng, tài đức, trí tuệ siêu phàm. Hắn nếu là tiến đến thỉnh giáo, tất nhiên nguyện ý chỉ điểm mình. Chỉ là, Tạ Thiên Hoành vừa nghĩ tới trước đây, khí thế bộc phát, cuồng ngạo tự phụ, phải hướng cường giả rút kiếm tư thái, hắn liền đỏ mặt, có chút không mặt gặp người. Tạ Thiên Hoành cảm thấy mình da mặt vẫn là mỏng, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục chính mình suy xét cùng lĩnh hội. Kiếm tâm thông minh đầu tiên là muốn trong vắt tâm cảnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu, tâm không có vật gì khác, chỉ có kiếm mà thôi. Ngươi thiên phú kiếm đạo không kém, tu luyện kiếm pháp đông đảo, lại có thể tìm hiểu xuất kiếm tới, cũng thuộc về có kinh nghiệm. Lấy ngươi lĩnh hội kiếm thế lúc tâm cảnh, chìm vào trong đó, hiểu ra trong cái này chi ý, kiếm tâm thông minh cũng không xa. Chợt ở giữa, một thanh âm ở bên tai vang lên. Tạ Thiên Hoành tâm bên trong run lên, có người đi tới bên cạnh, hắn đều không hề có cảm giác. Chợt, trong lòng của hắn kích động không thôi, đạo thanh âm này không phải liền là vị tiền bối kia. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được vị tiền bối kia đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn vân hải cuồn cuộn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tạ Thiên Hoành vội vàng cung kính hành lễ nói, ân. Lý Huyền gật đầu một cái, tiếp tục chỉ điểm Tạ Thiên Hoành một phen. Tạ Thiên Hoành kích động, hắn mơ hồ trong đó có chút hiểu rõ, tự tin bế quan một chút thời gian, tất nhiên có thể kiếm tâm thông minh. Tiền bối này tới, nhưng có dặn dò gì? Tạ Thiên Hoành kích động đi qua, cung kính hỏi. Được đi một chút mà thôi, vô sự phân phó. Lý Huyền lắc đầu, tiền bối nhưng có phân phó, Tạ Thiên Hoành tất nhiên xông pha khói lửa, cũng muốn hoàn thành. Tạ Thiên Hoành trịnh trọng đạo, có lòng. Lý Huyền gật đầu một cái, chỉ điểm Tạ Thiên Hoành. Sau đó, Lý Huyền không có ở kiếm tôn sườn núi dừng lại quá lâu, liền đi xuống núi. Chỗ cần đến tiếp theo, nhưng là đi Thất Tinh học cung, bây giờ gọi làm Lớn Hoang Võ Đạo học viện. Dọc theo đường đi chậm rãi dạo chơi lấy, vui vẻ lấy dọc đường phong quang, nhìn một chút nội vực các nơi phong thổ. Ngẫu nhiên đi qua một chút thôn nhỏ, ngoài ý muốn phát hiện vài tên thiếu niên đang tu luyện, ở vào luyện gia giai đoạn, hứng thú chỉ điểm một phen. Một ngày này chưa đến Đại Hoang Võ Đạo học viện, linh đài phía trên đại đạo kim thư đột nhiên lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm minh ngộ tâm kiếm cảnh phương pháp tu luyện, ngươi đột phá tâm kiếm cảnh. Trong một chớp mắt, Lý Huyền chỉ cảm thấy của mình kiếm đạo xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm kiếm cảnh, vạn vật đều có thể làm kiếm. Bước ra một bước, cỏ dại trôi nổi biến thành lăng lệ sát phạt chi kiếm, giống như vạn kiếm dòng lũ đồng dạng bao phủ mà ra. Phía trước một tòa núi nhỏ sườn núi, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Tâm kiếm cảnh, Lý Huyền kích động trong lòng. Hứa Viêm cuối cùng tìm hiểu ra kiếm đạo đệ nhị cảnh, tâm kiếm cảnh con đường tu luyện, chắc chắn chờ đến hắn đột phá thần ý cảnh sau, kiếm đạo cảnh giới cũng sẽ đột phá tâm kiếm cảnh. Đây mới là cường đại kiếm đạo a. Lý Huyền đối với chính mình biên kiếm đạo phi thường hài lòng. Kiếm đạo đệ tam cảnh cũng nên tìm cơ hội truyền cho Hứa Viêm. Lý Huyền trong lòng có dự định, đồ đệ ngươi Hứa Viêm kiếm tâm thông minh viên mãn, lòng ngươi kiếm cảnh nhận được đề thăng. Hứa Viêm kiếm tâm thông minh viên mãn, kiếm đạo tiến thêm một bước, thực lực mỗi ngày đều đang mạnh lên a. Lý Huyền cảm thán không thôi, Hứa Viêm thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, càng đổi mạnh ở trong. Tiếp tục đi tới Đại Hoang Võ Đạo học viện, vừa tới Thất Tinh thành thời điểm, đại đạo kim thư lại lật mở. Đồ đệ ngươi mạnh trùng, đao hồn đại thành, ngươi đao hồn nhận được đề thăng, chạm đến tảng đao cảnh. Mạnh trùng đao chi đạo cũng cuối cùng có đột phá. Đồ đệ ngươi mạnh trùng, bá tuyệt đao ý viên mãn, ngươi đao ý đề thăng, đạt đến đệ nhị trọng. Mạnh trùng đao ý cũng đột phá. Mạnh trùng hẳn là sắp tìm hiểu ra đại nhật bất diệt kim thân đệ nhất trọng đi. Lý Huyền tràn đầy chờ mong. Tiến vào Đại Hoang Võ Đạo học viện sau đó, hắn vô cùng điệu thấp, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền Bạch Vân đợi không người cũng không biết hắn tồn tại. Đây chính là truyền thụ võ đạo, lấy truyền bá võ đạo làm tôn chỉ trước bảy tinh học cung a. Lý Huyền nhìn qua giáo tập nhóm đang truyền thụ học sinh Đại Hoang Võ Đạo, không khỏi gật đầu. Dạy xong học sinh sau, những thứ này giáo tập chính mình cũng tại lĩnh hội cùng tu luyện Đại Hoang Võ Đạo. Bây giờ giáo tập nhóm phần lớn chuyển tu Đại Hoang Võ Đạo, chỉ là đại tông sư chuyển tu thông huyền chi pháp cũng không có nghiên cứu đi ra, hơn nữa thông huyền cảnh thực lực mạnh hơn đại tông sư, cái này cũng khiến cho đại tông sư không cách nào chuyển tu thông huyền, chỉ có chuyển tu tiên thiên về sau
lại đột phá thông huyền mới được. Mà đỉnh phong đại tông sư ngược lại là có chuyển tu điều kiện, làm gì chuyển tu chi pháp cũng không hoàn thiện. Bất luận là Hứa Viêm vẫn là Tố Linh Tú cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở phương diện này. Hơn nữa thông huyền chi pháp trước mắt chưa truyền ra. Lý Huyền tại Đại Hoang Võ Đạo Học Viện ở lại, mỗi ngày không phải chỉ điểm giáo tập nhóm tu luyện, chính là chỉ điểm đám học sinh tu luyện. Cuối cùng có thân là võ tổ, truyền đạo học nghề cảm giác. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh viên mãn, ngươi thần ý cảnh thực lực nhận được đề thăng. Nửa tháng sau, Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh viên mãn. Đồ đệ ngươi Mạnh Trùng đột phá thông huyền cảnh đại thành, ngươi đại nhật kim thân gấp bội tăng cường. Hứa Viêm đột phá không có mấy ngày, Mạnh Trùng cũng đột phá. Đồ đệ ngươi Tố Linh Tú đột phá thông huyền cảnh tiểu thành, ngươi đan y võ đạo thông huyền viên mãn nhận được tăng thêm một bước. Tố Linh Tú cũng đột phá thông huyền tiểu thành. Lý Huyền tiếp tục tại trong Đại Hoang Võ Đạo Học Viện chỉ điểm lấy giáo tập nhóm đám học sinh tu luyện, phàm là nhận được hắn chỉ điểm người thực lực đều nhanh tốc tăng vụt. Hắn cũng nhìn thấy Đỗ Ngọc Anh cùng với nha hoàn của nàng Thúy Nhi thường thường liền có thể nghe được cái kia khả ái nha hoàn đang lẩm bẩm Hứa công tử. Nàng này thiên phú không kém, huyết mạch không tầm thường, cũng nắm giữ thể chất đặc thù. Lý Huyền yên lặng gật đầu, Đỗ Ngọc Anh đã đại tông sư cảnh. Kể từ tiến vào thiên nhân chi mộ, đền bù thân thể thiếu hụt sau đó, thiên phú tăng thêm một bước, thực lực đột phá rất nhanh. Tại Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Lý Huyền có chút tiếc nuối, không có tìm được thích hợp đồ đệ, cần phải trở về. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ, Hứa Viêm đã thông huyền viên mãn, nếu là không tích lũy nội tình, vì đột phá thần ý cảnh lúc, lần nữa thuế biến bản thân, không sai biệt lắm nên chuẩn bị đột phá thần ý cảnh. Bất quá, Hứa Viêm tất nhiên sẽ không lựa chọn lúc này đột phá. Hắn sẽ tiếp tục góp nhặt tự thân nội tình, vì đột phá thần ý cảnh lúc, tùy theo thuế biến thăng hoa. Hứa Viêm đã là linh thể, lại lột xác thăng hoa, phải chăng liền sẽ siêu việt linh thể. Lý Huyền trong lòng chờ mong, cảnh giới càng cao, góp nhặt tự thân nội tình lại càng tốn thời gian, muốn càng nhanh góp nhặt nội tình, tiêu hao linh dược là ắt không thể thiếu. Tố Linh Tú chỉ sợ cũng tại luyện chế đan dược, chỉ là nội vực linh dược phẩm giai cuối cùng thấp một chút. Lý Huyền rời đi Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, tiếp tục du sơn ngoạn thủy, một bên trở về Thương Lan Đảo. Đồ đệ ngươi Mạnh Trùng lĩnh ngộ đệ nhị trọng đao ý, ngươi đệ nhị trọng đao ý đại thành. Mạnh Trùng đao ý đột phá, đi Thương Bắc chi địa xem một chút đi, linh vực chi môn là ở chỗ này. Lý Huyền nhớ tới linh vực chi môn, từ lần trước một cái tát đập chết cái kia tao bên trong tao khí võ đạo thiên nhân sau đó, không còn nghe có võ đạo thiên nhân xuất hiện tại nội vực. Tựa hồ, ngoại trừ vị kia, không có khác võ đạo thiên nhân tới nội vực. Dù sao trong mắt bọn hắn, thuộc về hạ đẳng chi địa, heo chó chỗ ở, cao cao tại thượng đã quen, đương nhiên sẽ không có cường giả gì tới nội vực. Lý Huyền có chút hiểu rồi, bất luận là Hứa Viêm giết vị kia, vẫn là mình chụp chớt vị kia, tới nội vực cũng là có nhiệm vụ à. Đến nỗi nhiệm vụ gì, những thứ này đều không trọng yếu, người đều đã chết. Lý Huyền ngược lại đi tới Thương Bắc chi địa, linh vực linh khí, chỉ sợ xa không phải nội vực có thể so sánh, chính vì vậy mới có thể xem nội vực vì hạ đẳng chi địa. Biên hoang chi địa, tuy có thiên địa linh khí, nhưng mà thiên địa linh cơ tiêu diệt, thái thương võ đạo không cách nào tại biên hoang tu luyện. Mà nội vực, tất nhiên tồn tại linh khí, lại thiên địa linh cơ tồn tại, nhưng cùng linh vực so sánh, chỉ sợ kém nhiều lắm. Linh vực tu luyện lại càng dễ, đơn giản hơn, Hứa Viêm muốn nhanh chóng tích lũy nội tình, vì đột phá thần ý cảnh thuế biến làm chuẩn bị, chỉ sợ chỉ có đi linh vực mới được. Tại nội vực, mặc dù không ảnh hưởng tu luyện, bất quá góp nhặt nội tình tốc độ còn lâu mới có được tại linh vực nhanh, đây là tất nhiên. Thương Bắc chi địa, tuyết trắng mịt mùng, một tòa sóng nước dạo rực một dạng cự đại môn hộ đứng sừng ở giữa thiên địa. Môn hộ là đóng, thiên bảo các trên ngọn núi, tử quan nam tử chờ thiên bảo các cao tầng, bây giờ hai mặt nhìn nhau, tình huống có chút không đúng. Phía trước một cái tiến vào võ đạo thiên nhân trực tiếp biến mất, không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Sau đó một cái võ đạo thiên nhân, cái kia nữ tử yêu mị, ban đầu còn có tin tức truyền đến, chế tạo một chút sát nghiệt. Vị kia tựa hồ tương đối đãng, một lần cuối cùng tin tức truyền đến, dường như là muốn tìm anh Tuấn, thực lực tương đối mạnh nam tử. Tiếp đó, liền triệt để không còn tin tức, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Đây chính là võ đạo thiên nhân a, phóng nhãn nội vực, ai có thể địch? Hơn nữa, cùng võ đạo thiên nhân giao chiến, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, dù là bị giết, cũng sẽ không lặng yên không tiếng động như thế. Trừ phi, bị người hai ba lần liền giết chết. Thương Lan Đảo, tử quan nam tử bọn người, trong đầu toát ra một cái tên như vậy. Ngoại trừ Thương Lan Đảo bên trên, vị kia thần bí tồn tại, không có ai có thực lực này. Nhưng, hai vị võ đạo thiên nhân cũng không có đi Thương Lan Đảo. Bọn hắn phương hướng sắp đi, đều cùng Thương Lan Đảo không quan hệ.
Hơn nữa cái kia danh nữ thiên nhân cuối cùng biến mất chỗ, khoảng cách Thương Lan đảo quá xa. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Thương Lan đảo bên trên vị kia tựa hồ không hề rời đi qua Thương Lan đảo. Vị tiền bối kia, đức hạnh cao thượng, thực lực thâm bất khả chắc, chưa từng lấy cảnh giới khinh người, võ đạo thiên nhân chưa từng đắc tội Thương Lan đảo, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Một người thấp giọng mở miệng nói, những người còn lại nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Vị tiền bối kia, ra tay chưa từng lấy cảnh giới đè người, chân chính đại đức thánh hiền, cảnh giới cao, chỉ có thể ngước nhìn. Tử quan nam tử cũng tán thành thuyết pháp này. Các ngươi nói, hai vị kia thiên nhân, vì cái gì tiêu thất đâu? Nội vực, chẳng lẽ còn có cái gì bảo địa, đáng giá thiên nhân đi tìm tòi? Huống hồ, dù cho tìm tòi bảo địa, thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra, không nên một điểm động tĩnh cũng không có. Giống như là hư không tiêu thất, chỉ có một loại khả năng, bị người giết. Chẳng lẽ, nội vực ẩn giấu đi ngoại trừ Thương Lan đảo bên ngoài, thứ hai cái cường giả, có khả năng hay không, là ma chủ? Một người vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, tử quan nam tử lắc đầu nói, không thể nào, ma chủ hẳn chính là chết. Trước đây vị kia, tiến vào nội vực giết ma chủ, ngay lúc đó ma chủ cũng không ở vào trạng thái đỉnh phong, sao lại là người kia đối thủ? Chắc chắn phải chết. Vậy chỉ có một khả năng. Một người hít sâu một hơi, phun ra hai chữ, Hứa Viêm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng rung động không thôi, lúc này mới bao lâu à, Hứa Viêm đều giết thiên nhân. Ngoại trừ Hứa Viêm chi, toàn bộ nội vực, tìm không thấy thứ hai cái có thể giết thiên nhân tồn tại. Mạnh trùng mặc dù cực mạnh, cuối cùng kém một chút, có khả năng. Tử quan nam tử thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, tên kia nữ tử yêu mị, tiêu thất phía trước, tại tìm thực lực mạnh, tuấn tú nam tử. Mà Hứa Viêm, phong thần tuấn lãng, thực lực lại mạnh, chỉ sợ là xui xẻo gặp được Hứa Viêm, tiếp đó bị Hứa Viêm giết đi. Hứa Viêm hẳn là sẽ tiến vào linh vực, ta ngược lại muốn nhìn, linh vực bên trong những tên kia, phải chăng còn phách lối được lên. Một người mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, linh vực trong cánh cửa cường giả, khinh người quá đáng, là nên có nhân trị bọn họ. Nếu là bọn họ, cũng đối đãi như vậy Hứa Viêm, chờ đợi bọn hắn, chính là bị diệt lập tức cho đều không thừa. Lý Huyền đi ở Thương Bắc chi địa, xa xa liền thấy cái kia một tòa sóng nước dạo rực một dạng môn hộ. Đó là Thiên Bảo Các cường giả. Lý Huyền nhìn về phía Thiên Bảo Các trên ngọn núi đám người. Hắn thần ý bao phủ bốn phía, khiến cho không người nào có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đi tới linh vực chi môn phía trước, Lý Huyền nhìn chằm chằm sóng nước dạo rực tầm thường cự đại môn hộ. Thiên địa pháp tắc hình thành môn hộ, quá trời xanh địa pháp thì tự nhiên tạo thành, vẫn là nhân tạo. Đối với thiên địa pháp tắc, nhất là quá trời xanh địa pháp thì Lý Huyền đã không xa lạ gì. Thần ý dò xét một phen linh vực chi môn sau, hắn phát hiện tòa này cự đại môn hộ, đó là thiên địa lực lượng pháp tắc hội tụ mà thành. Nếu là người vì chế tạo, ngăn cách linh vực cùng nội vực cường giả, nên cường đại cỡ nào? Thần thông cảnh đều không thể làm đến, luyện thần thiên nhân càng không có thể. Lý Huyền trầm tư, quá trời xanh mà đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dùng một cánh cửa liên thông linh vực cùng nội vực, phảng phất đem thiên địa phân chia thành mấy cái khu vực. Thần ý thu hồi, hắn không có đi đẩy cửa, mặc dù đã thần ý cảnh, một cái tát chụp chết tiểu thiên người, bất quá thực lực cuối cùng còn kém một chút. Linh vực, thế nhưng là có luyện thần thiên nhân, bực này tồn tại cường đại, thậm chí sẽ vượt qua luyện thần thiên nhân cường giả. Bây giờ còn chưa phải là tiến vào linh vực thời điểm. A, à, nơi đó có chút đặc thù. Lý Huyền đột nhiên phát hiện, cách đó không xa hai tòa núi ở giữa hẻm núi, tồn tại một chút đặc thù. Thân hình khẽ động, liền đi tới hẻm núi cửa vào. Ở đây chính là Mạnh Trùng nói săn ma chiến trường. Săn ma chiến trường, năm đó ma chủ trốn vào nội vực, một đám linh vực cường giả vây giết hắn địa phương. Lý Huyền bước vào trong hạp cốc. Ở đây, tựa hồ tồn tại một cái thiên nhiên đại trận, hoặc có lẽ là thiên địa chi thế, hội tụ mà thành kỳ lạ chi địa. Lý Huyền hành tẩu tại trong hạp cốc, càng xem càng là kinh hỉ. Kỳ môn võ đạo bày trận, thiết lập ván cục, có thể từ nơi này tham khảo, ta đem địa hình nơi này địa thế nhập trong đó, xem như một loại cục hoặc trận, mà xem như kỳ môn võ đạo lĩnh hội trận pháp chi tham khảo. Lý Huyền nghĩ như vậy, thần ý bao trùm mà ra, đem săn ma chiến trường hình địa thế ghi chép, vẽ thành một cái đồ văn, sắp xếp trong kỳ môn võ đạo. Giải thích một chút, thiên nhân ba cảnh là ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là tụ thần, hợp thần, luyện thần, gọi chung là thiên nhân ba cảnh. Lại xưng là tiểu thiên người, đại thiên người, luyện thần thiên nhân, tụ thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đây mới là tiểu cảnh giới. Thần ý, thần nguyên, thần thông cũng có thể xưng là thần thông ba cảnh. Lý Huyền đem chiến trường săn ma, địa hình, địa thế, thiên nhiên đại trận chỗ đặc thù, hội chế thành đồ văn, nhập trong kỳ môn võ đạo. Hơn nữa lại đem Thái Thương Thư tờ thứ nhất thiên địa pháp tắc, hái một chút,
dung nhập cái này đồ văn bên trong, tạo thành một cái chân chính thiên địa đại trận, hoặc có lẽ là thiên địa đại cục. Theo thiên địa pháp tắc dung nhập, đại trận này trở nên hoàn thiện hơn, đồ văn nhìn huyền ảo lạ thường. Ta đem nội vực một chút kỳ lạ địa hình hội chế thành đồ văn, lại dung nhập thiên địa pháp tắc, tạo thành trận đồ, mà có trận đồ, ngộ kỳ môn võ đạo thì càng dễ dàng một chút. Lý Huyền trong đầu linh quang lóe lên, có ý nghĩ, nội vực kỳ lạ địa hình, Thương Bắc chi địa nhiều nhất. Từ săn ma chiến trường đi ra, Lý Huyền nhìn về phía Thương Bắc chi địa từng tòa cao phong, phảng phất nội vực biên giới, mà linh vực chi môn ở chỗ này chứng minh những thứ này cao phong cũng là tồn tại một chút đặc thù, chính là giới sơn. Lý Huyền hành tẩu tại trong Thương Bắc từng tòa cao phong, đem địa hình, địa thế hội chế thành đồ văn, chỉ đợi sau khi trở về, lại lấy thiên địa pháp tắc lấp vào trong đó, từng bước tận khả năng hoàn thiện, vẽ ra từng cái trận đồ tới. Trận đồ một thành, kỳ môn võ đạo cũng liền không sai biệt lắm biên sáng tạo hoàn thành. Chỉ cần nhập môn, sau này kỳ môn võ đạo, biên liền tương đối dễ dàng, dù sao có một cái phương hướng tu luyện. Tại Thương Bắc chi địa dạo qua một vòng, Lý Huyền nhìn về phía cái kia từng tòa cao phong, có chút hiếu kỳ, vượt qua cao phong, sẽ tới nơi nào? Kết quả là, hắn leo núi mà lên, vượt qua một ngọn núi cao, đứng tại đỉnh núi, gió lạnh gào thét, băng hàn thấu xương, dù cho là đỉnh phong đại tông sư, đều không thể tại đỉnh núi đợi bao lâu. Từ trên đỉnh núi nhìn lại, sơn phong sau đó, càng là một đám mây sương mù tốt tươi. Bước ra một bước, đã vượt qua sơn phong, tiến nhập mây mù tốt tươi bên trong. Lý Huyền thần ý bao phủ bốn phía, không khỏi nhíu mày, thấy chỗ, cũng là mây mù, một đoạn thời khắc đột nhiên vui tươi, đã xuất hiện ở một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Ở đây không có hàn phong tuyết trắng, chỉ có thương thúy cỏ cây, côn trùng kêu vang điểu ngữ truyền đến, không thích hợp. Lý Huyền hít sâu một hơi, hắn từ cao phong bay tới, bất quá nháy mắt, khoảng cách cao phong sẽ không vượt qua 10 dặm. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được phía chân trời có cao phong cao vút. Nơi đó là Thương Bắc chi địa cao phong chỗ, nơi đây khoảng cách cao phong vô cùng xa xôi, sớm đã vượt qua 10 dặm chi địa, giống như là bị truyền tống rời đi. Lý Huyền mày nhăn lại, đột nhiên hứng thú. Thương Bắc chi địa cao phong thuộc về nội vực biên giới, là nội vực phần cuối, mà vượt qua cao phong, phảng phất bị truyền tống đến rời xa cao phong chi địa. Là người làm bố trí truyền tống loại trận pháp, vẫn là thiên địa pháp tắc tác dụng. Lý Huyền có khuynh hướng cái sau, thân hình khẽ động, hướng về cao phong mà đi, chỉ chốc lát sau hắn về tới Thương Bắc chi địa. Lại một lần vượt qua cao phong, kết quả vẫn như cũ xuất hiện ở cách sơn phong xa xôi chi địa. Dù là hắn hết sức chăm chú, thần ý bao trùm bốn phía, vẫn như cũ không thể bắt được biến hóa. Lần nữa đứng tại đỉnh núi, lần này Lý Huyền từng bước hướng về dưới ngọn núi đi đến, lấy đi bộ phương thức vượt qua. Xuống đến giữa sườn núi thời điểm, Lý Huyền ánh mắt khẽ động, thần ý bao trùm ở giữa, phảng phất bắt được một loại biến hóa, phảng phất sơn dưới đỉnh địa hình, tại biến hóa rất nhỏ lấy. Loại biến hóa này, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Thiên địa pháp tắc ở đây lưu chuyển. Lý Huyền hít sâu một hơi, hắn đột nhiên có một loại ngờ tới, quá trời xanh địa pháp thì có thể ra một chút vấn đề, nơi đây chính là vấn đề, dẫn đến thiên địa lực lượng pháp tắc tiết lộ, tạo thành truyền tống chi lực, có thể đem người nháy mắt truyền tống đến nơi xa. Ta mặc dù chỉ là thần ý cảnh, nhưng thần ý ngưng hóa thiên địa chi ý, cho nên ta thần ý mới có thể phát giác được những thứ này thiên địa pháp tắc bộc lộ chi lực. Lý Huyền trong lòng hiểu ra, dù cho là luyện thần thiên nhân, đều chưa hẳn có thể quan sát được những thứ này thiên địa pháp tắc tiết lộ chi lực, mà hắn sở dĩ có thể phát giác được ở chỗ thần ý cảnh thần ý, luyện thiên địa chi ý ngưng mà hợp nhất có liên quan, đây mới là có thể quan sát được thiên địa lực lượng pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu hơn, hắn nghiên cứu Thái Thương Thư tờ thứ nhất thiên địa pháp tắc đã lâu, đã ghi nhớ trong lòng, cái này cũng là hắn có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc nhân tố. Cả hai chỉ sợ thiếu một thứ cũng không được. Lý Huyền để ấn chứng chính mình suy đoán, từng bước đi xuống núi, yên lặng quan sát đến thiên địa lực lượng pháp tắc biến động. Cái kia biến hóa rất nhỏ, lộ ra tại trong hắn thần ý, lại hướng phía trước mấy bước, liền sẽ chạm đến truyền tống. Lý Huyền hai con ngươi sáng lên, mấy bước tiến lên, bước vào hắn quan sát được phạm vi bên trong. Một đoạn thời khắc, bước ra một bước, phảng phất rất tự nhiên, không chút nào đột ngột, đã xuất hiện ở sơn phong bên ngoài. Nếu như ta có thể đem ngọn núi này ở dưới địa hình cùng cái kia biến hóa rất nhỏ, hội chế thành trận đồ, phải chăng có thể tìm hiểu ra tới truyền tống trận? Lý Huyền kích động trong lòng không thôi, nghĩ đến liền làm, hắn lần nữa trở về sơn phong, tiếp tục từng bước hướng phía dưới đi đến, thần ý bao trùm, ghi khắc cái kia biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà, loại này biến hóa rất nhỏ, đề cập tới thiên địa lực lượng pháp tắc, muốn nhớ kỹ là phi thường khó khăn. Cũng may,
Lý Huyền ghi khắc Thái Thương Thư tờ thứ nhất đầu văn, thuộc về có cơ sở, ghi nhớ những thứ này biến hóa rất nhỏ, đơn giản là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Lý Huyền cũng không gấp tại trở về Thương Lan Đảo, mà là một lần lại một lần, không ngừng đi tới đi lui Sơn Phong, ghi chép cái kia biến hóa rất nhỏ, không ngừng hội chế thành đồ văn. Nhất thiết phải vẽ ra cái trận đồ này, kỳ môn võ đạo cũng gần như biên tốt, chỉ đợi tìm cái thích hợp đồ đệ, đem kỳ môn võ đạo cho tìm hiểu ra tới. Lý Huyền nội tâm kích động, vẽ trận đồ mặc dù khó khăn, nhưng cái này cũng không hề là khó khăn nhất là tìm được một cái thích hợp đồ đệ. Thiên phú yêu nghiệt giả, vốn là thưa thớt, mà kỳ môn võ đạo, bất luận là trận pháp, thiết lập ván cục, luyện khí trở, đều phi thường chú trọng thiên phú. Người thiên phú là có thiên về, tỷ như Mạnh Trùng thiên phú thiên về nhục thân võ đạo, Tố Linh Tú thiên phú thiên về đan y. Nội vực tìm không thấy, liền đi linh vực tìm, chung quy có thể tìm tới thích hợp đồ đệ. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ, lại một lần trở lại đỉnh núi. Trận đồ đã hội chế bảy thành, tiếp tục đi tới đi lui vài chục lần, liền có thể vẽ đi ra. Đột nhiên, linh đài phía trên, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Đồ đệ ngươi Mạnh Trùng, hiểu ra ngươi biên đại nhật bất diệt kim thân đệ nhất trọng, ngươi đột phá đại nhật bất diệt kim thân. Mạnh Trùng cuối cùng lĩnh hội hiểu rồi đại nhật bất diệt kim thân đệ nhất trọng. Lý Huyền mừng rỡ không thôi, thực lực lại tăng mạnh. Bây giờ theo đột phá đại nhật bất diệt kim thân, Lý Huyền mới biết được bất diệt kim thân cường đại. Một ý niệm, bất diệt thần giáp hiện lên, toàn bộ giống như thiên thần lâm phàm, ta liền là đứng bất động, tiểu thiên người cũng không đả thương được ta một cọng tóc. Lý Huyền nhìn mình giáp trụ bao trùm quanh thân, thần uy bất phàm dáng vẻ, trong lòng kích động không thôi. Ý niệm khẽ động, thân hình hắn chợt bành trướng, hóa thành 6 trượng cự nhân. Bất diệt thần giáp bao trùm, 6 trượng bất diệt kim thân, coi là thật như thiên thần hạ phàm, thần võ vô địch. Cái này vân hoàn tàm ti quần áo, coi là thật không tệ, chịu đựng lấy biến thành 6 trượng chi cự. Lý Huyền một bộ quần áo này, sớm đã đổi thành vân hoàn tơ tằm chế tác. Hắn vừa hóa thân 6 trượng kim thân, vân hoàn tơ tằm cũng không có đứt gãy, quần áo không có phá toái, vẫn như cũ dán vào tự thân, không khỏi cảm thán. Cái này vân hoàn tơ tằm làm quần áo, thật sự không tệ. Thu hồi bất diệt kim thân chi pháp, Lý Huyền lần nữa đi xuống núi, mau chóng đem trận đồ vẽ hoàn tất, tiếp đó liền nên trở về Thương Lan Đảo. Đi ra thời gian dài như vậy, mà Hứa Viêm cũng đã đột phá thông huyền viên mãn, đến bây giờ chưa đột phá thần ý cảnh, rõ ràng vẫn chưa hoàn thành nội tình tích lũy. Không cách nào cam đoan tại đột phá lúc, thăng hoa thuế biến bản thân, cho nên mới đè lên cảnh giới không có đột phá. Tới lui lui vài chục lần sau, Lý Huyền kích động nhìn qua một cái huyền ảo đồ văn. Cái này chính là truyền tống trận đồ, mặc dù chỉ là sơ cấp, hơn nữa có chút đơn sơ, nhưng nếu là có thể tìm hiểu ra tới, bố trí ra, tiến hành truyền tống cần phải không có vấn đề gì cả. Một khi truyền tống trận xuất hiện, đem thay đổi cực lớn võ đạo giới. Dù là cách khoảng cách rất xa, mở ra truyền tống trận, chớp mắt là có thể đến. Kỳ môn võ đạo cũng biên ra được, cần phải trở về. Lý Huyền lần nữa liếc mắt nhìn linh vực chi môn, liền quay người rời đi. Trở về Thương Lan Đảo, sư phụ đi nơi nào à? Tố Linh Tú nhìn qua trên ghế, nguyên bản thân ảnh không có ở đây, meo meo, Xích Miêu chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất, giả ngây thơ mà kêu, Xích Miêu, hôm nay không có đan dược. Tố Linh Tú chừng Xích Miêu một cái nói, có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng là đường đường đại yêu a, làm sao lại giống con mèo tựa như đâu. Nhưng không thể không nói, Xích Miêu mập mạp, nhìn qua chính xác rất manh. Xích Miêu cua cái đuôi đi, chạy đến Hứa Mẫu nơi đó đi. Tố Linh Tú ở đây không có đan dược, Hứa Mẫu nơi đó nhất định là có. Hứa Quân Hà một mặt bất đắc dĩ nhìn mình thê tử, phu nhân, ngươi trước đó một ngày tu luyện một cái nửa canh giờ, làm sao còn rút ngắn, bây giờ liền tu luyện một canh giờ đâu. Hứa Mẫu trong tay nắm lấy mấy cái đan dược, chờ lấy Xích Miêu tới, lười biếng nói, phu quân, một canh giờ không ngắn, mỗi ngày kiên trì tu luyện như vậy, cảnh giới cũng sẽ không tăng lên đi. Chậm là chậm một chút, nhưng ổn a, chém chém giết giết sự tình lại không thích hợp ta. Huống chi ta dù thế nào cố gắng tu luyện, cũng đuổi không kịp ngươi cùng Viêm Nhi. Có ngươi cùng Viêm Nhi tại, ta cũng không biết gặp nguy hiểm. Huống hồ còn có Xích Miêu đâu, nó rất lợi hại. Nói xong, vừa hay nhìn thấy Xích Miêu, chạy chậm đến tới. Lập tức lộ ra nụ cười, Xích Miêu tới rồi, nhanh ăn đi, đừng đói bụng, gầy sẽ không tốt. Hứa Mẫu xoa Xích Miêu đầu, đem đan dược nhét vào trong miệng nó. Hứa Quân Hà bó tay rồi, liếc mắt nhìn, mỗi ngày tới cọ đan dược ăn Xích Miêu, hận không thể một cước đạp bay nó, làm gì mình không phải là đối thủ. Hơn nữa, còn có Hứa Mẫu che chở nó, thật sự đem cái này đại yêu xem như mèo. Đường đường đại yêu, vậy mà không biết liêm sỉ như thế, ăn nhờ ở đậu. Hứa Quân Hà mặt đen lại nói, Xích Miêu không thèm để ý hắn, ăn nhờ ở đậu mới là chính đồ,
gần nhất ăn nhiều đan dược như vậy, thực lực lại tăng lên. Chẳng lẽ còn muốn đích thân đi săn mồi? Cái kia nhiều mệt mỏi a, nó Xích Miêu cũng không phải ngốc yêu, làm sao qua phải thoải mái, sẽ không biết sao. Trực tiếp trên mặt đất một nằm, lật lên cái bụng, giống con mèo khoe mẽ. Hứa Quân Hà không nhìn nổi, mặt đen lên đi. Ngọn núi bên trên, Mạnh Trùng cùng Hứa Viêm đang tại giao lưu võ đạo, lẫn nhau ấn chứng với nhau. Thông huyền cảnh nội tình, tích lũy quá chậm, khuyết thiếu linh vật ẩn dưỡng bản thân. Hứa Viêm thở dài một hơi đạo, hắn thông huyền viên mãn, đã nhiều ngày, nhưng mà nội tình tích lũy lại là chậm chạp không cách nào đạt đến cực hạn. Đan dược cũng ăn, chỉ là linh dược phẩm giai kém một chút, hơn nữa những linh dược này đặc tính cũng không quá thích hợp ẩn dưỡng tích lũy nội tình, luyện chế thành đan dược sau đó, hiệu quả cũng không đủ đủ. Y theo này tốc độ tích lũy xuống đi, sợ rằng phải thời gian không ngắn mới có thể tích lũy đầy đủ. Nhục thể của ta võ đạo, nếu là đến thông huyền viên mãn, muốn tích lũy đầy đủ nội tình cũng sẽ rất chậm. Mạnh Trùng cũng thở dài một hơi, đại sư huynh, thế nhưng là muốn đi linh vực. Mạnh Trùng trầm giọng hỏi, linh vực, một cái mới võ đạo thiên địa, nơi đó có cường đại võ đạo thiên nhân, linh vật phẩm giai cao hơn, lại càng dễ tích lũy nội tình, đi linh vực sau đó, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tích lũy đầy đủ. Không tệ, nhưng nội vực bên này, cha mẹ ta người nhà bọn hắn, thực lực còn yếu, ta không thể mọi chuyện đều dựa vào sư phụ. Hứa Viêm gật đầu một cái, hắn bây giờ cũng có thể đột phá thần ý cảnh, nhưng mà hắn không cam lòng như thế. Mỗi một cảnh giới cũng là thuế biến thăng hoa cơ hội của mình, cho nên hắn muốn tích lũy nội tình, vì đột phá lúc thăng hoa làm chuẩn bị. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tại trên võ đạo chi lộ, càng chạy càng xa, hất ra những cái kia cổ chi thiên kiêu. Cũng chỉ có như thế, mới có hy vọng đem thực lực tăng lên tới sư phụ cùng cảnh chừng năm thành. Sư huynh, ta khoảng cách đi nội vực, còn có một chút thời gian, Thương Lan đảo bên trên có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề, dù cho thiên nhân đột kích, ta cũng có thể chém giết. Mạnh Trùng tự tin nói, sư huynh đi linh vực, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá, đến lúc đó ta lại đi linh vực cũng không muộn. Hứa Viêm nghe vậy, có chút tâm động. Sư đệ, đa tạ, chờ sư phụ trở về, ta liền đi linh vực một chuyến. Hứa Viêm hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, chỉ có đi linh vực mới có thể nhanh chóng hơn tích lũy nội tình, sớm ngày đột phá thần ý cảnh, mà đột phá thần ý cảnh sau đó, thần nguyên cảnh cũng không xa. Một khi đột phá thần nguyên cảnh, hắn có thể lưu lại thần nguyên hóa thân cho phụ mẫu. Đã như thế, an toàn liền có bảo đảm, dù cho nội vực dung chuyển, hắn thần nguyên hóa thân cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp xuống dưới. Linh vực đông đảo cường giả, hơn nữa đối với chúng ta nội vực võ giả, không lớn thân mật, bất quá cầm ngọc lệnh tiến vào, tựa hồ có thể tránh cho một chút phiền toái. Mạnh Trùng lo nghĩ mở miệng nói ra, ngọc lệnh, đơn giản là sở thuộc thế lực tuyển nhận vào dưới trướng mà thôi, đi linh vực không cần thiết chịu này gò bó, đến nỗi linh vực trong cánh cửa người, không đáng để lo. Hứa Viêm lắc đầu nói, sư huynh nói có lý, linh vực hành trình, cẩn thận chính là, chỉ cần không phải luyện thần thiên nhân, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Linh vực luyện thần thiên nhân mới thật sự là vô cùng cường đại. Tiểu thiên người cùng đại thiên người, dù cho không địch lại, trốn chạy là không có vấn đề. Mà luyện thần thiên nhân, tại linh vực thuộc về đứng đầu tồn tại, sẽ không đem phòng thủ linh vực chi môn. Gặp phải xác suất phi thường thấp, Lý Huyền trở về, đặt mông ngồi ở quen thuộc trên ghế, cả người đều khoan thai. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Tố Linh Tú hưng phấn mà chạy tới, cho sư phó pha một bình linh trà. Xích Miêu cũng chạy tới, chủ nhân trở về, nó không tiền lời một chút ngoan, dễ dàng gây chủ nhân bất mãn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Meo meo, Xích Miêu cọ sát Lý Huyền bắp chân, một mặt thân mật bộ dáng khôn khéo. Lý Huyền khóe miệng co quắp một quất, cái này chỉ béo hổ, thật sự càng ngày càng tinh, cũng càng ngày càng không có đại yêu phong phạm, vậy mà ưa thích giả ngây thơ. Xích Miêu a, ngươi là hổ a, là đại yêu a, tính toán, chỉ cần ngươi cố gắng tăng cao thực lực là được. Còn nghĩ dạy dỗ một chút Xích Miêu, để nó đề chấn một chút đại yêu phong phạm. Bất quá, thấy nó thực lực tăng lên ngược lại cũng không chậm, cũng lười nói gì. Xích Miêu gặp chủ nhân tựa hồ có chút bất mãn, lúc này thân thể lắc một cái, lộ ra đại yêu khí thế, gầm nhẹ một tiếng, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, biểu thị chính mình không có lười biếng, một mực đang cố gắng tu luyện. Sư phụ, Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng đi tới, cung kính hành lễ. Lý Huyền gật đầu một cái, nói, muốn đi linh vực đúng không? Hắn đã nhìn ra, Hứa Viêm muốn đi vào linh vực chi môn, đi linh vực tích lũy tự thân nội tình, tranh thủ sớm ngày đột phá thần ý cảnh. Đúng vậy, sư phụ, Hứa Viêm cung kính nói. Lý Huyền thưởng thức trà, không có mở miệng, mà là tại tự hỏi. Linh vực, võ đạo hạn không phải nội vực có thể so sánh, luyện thần thiên nhân chưa chắc đã là tối cường. Hứa Viêm thông huyền viên mãn, kiếm đạo, kiếm ý đều có tăng lên to lớn,
nhất là Tốn Phong kiếm ý, đây chính là sát phạt thần hồn kiếm ý. Đối với võ đạo thiên nhân mà nói, thuộc về khó mà chống cự sát chiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Viêm mặc dù chỉ có thông huyền viên mãn, nhưng mà giết tiểu thiên người không có vấn đề gì cả. Dù là gặp phải đại thiên nhân, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đại thiên nhân thuộc về hợp thần giai đoạn, hắn tinh thần ý thức càng cường đại hơn, có nhất định chống cự Tốn Phong kiếm ý năng lực, bất quá vẫn như cũ sẽ phải chịu ảnh hưởng, thực lực không cách nào phát huy ra. Hứa Viêm cảnh giới bây giờ, Tốn Phong kiếm ý nghĩ muốn tiến thêm một bước, có mạnh hơn sát phạt chi lực, tạm thời mà nói không cách nào làm được. Cho nên, Hứa Viêm thực lực trước mắt, có thể giết tiểu thiên người, thậm chí là một chút rác rưởi đại thiên nhân, nếu là gặp phải đại thiên nhân bên trong cường giả, thì chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Mặc dù như thế, Hứa Viêm muốn chạy trốn mà nói, vẫn là không có vấn đề. Nhưng vạn nhất, gặp phải vây công đâu. Lý Huyền vốn nghĩ, Hứa Viêm đột phá thần ý cảnh sau đó, lại tiến vào linh vực, như thế mới có thể đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Thôi, võ giả chi lộ, sao lại đường bằng phẳng, Hứa Viêm thiên phú, khí vận, thực lực đều không kém, đi linh vực sông sáo có lợi cho hắn càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Chính như, trước đây tiến vào nội vực, thực lực nhanh chóng đề thăng. Lý Huyền nghĩ hiểu rồi, Hứa Viêm tại nội vực tích lũy nội tình, hao phí thời gian tương đối nhiều, chẳng bằng tiến vào linh vực, sông sáo một phen, rất nhanh liền có thể tích lũy đầy đủ, đột phá thần ý cảnh. Linh vực cường giả nhiều, tao ngộ cường địch, tất nhiên là trốn chui, chỉ dựa vào tốc độ nhanh không an toàn, phải hiểu được ẩn núp tự thân mới là mấu chốt. Ta hơi kém quên, biên liễm tức nặc hình loại công pháp, có thể tránh cường giả dò xét, gặp như vậy nguy hiểm, cũng có thể tránh thoát đi. Lý Huyền đột nhiên nghĩ đến, chính mình bỏ sót liễm tức nặc hình loại công pháp. Đây là sông sáo võ đạo giới, ắt không thể thiếu, thường thường có thể biến nguy thành an, chạy thoát, là ứng đối cường địch, thế lực cường đại truy sát, ắt không thể thiếu công pháp. Linh vực, ngươi thực lực hôm nay mà nói là tồn tại một chút nguy hiểm, trêu chọc thế lực cường đại cũng là bình thường sự tình. Nhưng bất kỳ một cái nào cường giả, cũng là đạp từng cái cường giả, từng cái thế lực cường đại mà quật khởi. Những cái kia cũng là bàn đạp, nhưng đối mặt thế lực cường đại, một cái sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Huyền đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Đồ nhi, sông sáo võ đạo giới kinh nghiệm, ngươi cũng phải có, thiên kiêu không tranh nhất thời chi thắng bại, cần lui thì lui, khi tránh thì tránh, nhân thế mà làm, nắm chặt tự thân ưu thế. Vi sư truyền cho các ngươi võ đạo chi pháp, sát phạt chi thuật, chưa từng truyền các ngươi như thế nào ẩn núp tự thân để tránh cường địch. Hôm nay vi sư liền truyền cho các ngươi liễm tức nạc hình chi đạo. Hứa Viêm, Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Lý Huyền trước đó chưa từng chuẩn bị liễm tức nạc hình chi pháp, chỉ có thể hiện trường viện, giờ khắc này trong đầu hắn đã nổi lên vài câu khẩu quyết. Lại nghe cho kỹ, liễm tức nạc hình hảo, ẩn núp tự thân cũng được, đều ở trong đạo này, thật tốt dụng tâm đi tìm hiểu. Lý Huyền nghiêm túc mở miệng, là sư phụ. Hứa Viêm sư huynh đệ muội ba người cung kính mở miệng, cùng Kỳ Quang, cùng Hán Trần, hỗn tại vật dung vu hư, thân ở thiên địa mà thiên địa không biết ta. Lý Huyền trầm giọng nói, cùng Kỳ Quang, cùng Hán Trần. Hứa Viêm chấn động trong lòng, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, chỉ cảm thấy ngắn ngủi vài câu ẩn chứa cao thâm huyền diệu. Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú cũng rơi vào trong trầm tư, đi tìm hiểu a, lúc nào tìm hiểu ra Gia Long có thể liễm tức nạc hình lại đi linh vực. Lý Huyền phất tay một cái nói, là sư phụ. Hứa Viêm ba người khom người rời đi. Ngồi ở đỉnh núi, Hứa Viêm lẩm bẩm, cùng Kỳ Quang, cùng Hán Trần, hỗn tại vật dung vu hư, thân ở thiên địa mà thiên địa không biết ta. Càng là suy xét, càng là cảm thấy thâm ảo, thân ở thiên địa mà thiên địa cũng không biết sự tồn tại của mình, đây là bực nào nạc hình chi đạo a. Lý Huyền thở ra một hơi, đem liễm tức nạc hình chi pháp truyền cho Hứa Viêm ba người. Sau đó hắn lật ra Đại Đạo Kim Thư, đem khẩu quyết nhập trong đó, thu hoạch Đại Đạo Kim Thư phản hồi tin tức. Khẩu quyết có chút mơ hồ, bất quá lấy Hứa Viêm yêu nghiệt, cũng không lo lắng không cách nào tìm hiểu ra cái gì tới. Hứa Viêm tìm hiểu ra tới, Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú cũng có thể tu luyện đi. Hắn không yêu cầu Hứa Viêm một bước đúng chỗ, trực tiếp đem nạc hình chi đạo lĩnh hội khắp nơi ở thiên địa mà thiên địa không thể nhận ra, cảm thấy tình cảnh, chỉ cần có thể liễm tức nạc hình, tránh đi cường giả dò xét liền có thể. Nếu là đạt đến tình cảnh thiên địa pháp tắc đều không thể phát giác, cái này nạc hình chi đạo cũng quá kinh khủng, lấy Hứa Viêm thực lực trước mắt không cách nào lĩnh hội đến cảnh giới này. Liễm tức nạc hình chi nói, công pháp hoàn thiện độ cao, tu luyện độ khó cao, lĩnh hội độ khó cực cao. Nhìn qua Đại Đạo Kim Thư cho ra phản hồi tin tức, Lý Huyền có chút ngoài ý muốn, công pháp hoàn thiện độ lại là cao, cùng Kỳ Quang, cùng Hán Trần sao?
Lý Huyền như có điều suy nghĩ, mà tu luyện độ khó, đồng dạng là cao, lĩnh hội chẳng lẽ trực tiếp đạt đến cao nhất đánh giá, cực cao. Đối với cái này Lý Huyền không ngoài ý muốn, dù sao quá mơ hồ, lĩnh hội độ khó tự nhiên là cực cao. Nhưng hắn đối với Hứa Viêm có lòng tin, ta lại biên một môn liễm tức chi pháp A, Hứa Viêm bọn hắn không dùng được, Thạch Nhị bọn hắn có thể dùng phải bên trên. Dù sao cái này liễm tức nặc hình chi đạo, dù là Hứa Viêm tìm hiểu ra tới, tu luyện độ khó vẫn như cũ rất cao. Thạch Nhị thiên phú của bọn hắn, chỉ sợ là không cách nào tu luyện được. Nghĩ trong lòng như thế lấy, thế là Lý Huyền bắt đầu vắt hết óc, biên một môn liễm tức nặc hình chi pháp, biên một môn liễm tức công pháp. Đối với bây giờ Lý Huyền tới nói, độ khó không tính lớn. Đương nhiên, biên ra liễm tức công pháp, đương nhiên sẽ không quá cao cấp, bất quá đối với Thạch Nhị chờ người mà nói, cũng đủ rồi. Hắn khí huyết cảnh 100% trưởng khống, tiên thiên cảnh chân khí 100% trưởng khống. Cho nên như thế nào thu liễm khí tức, như thế nào biên một môn dễ dàng công pháp đi ra, đã coi như là có trụ cột. Mặc dù kém một chút, dù sao cũng là có thể liễm tức, không cách nào tu luyện Hứa Viêm tìm hiểu ra tới liễm tức chi đạo, tu luyện cái môn này liễm tức chi pháp, cũng đủ rồi. Lý Huyền nhìn về phía đại đạo kim thư phản hồi tin tức, liễm tức chi pháp, công pháp hoàn thiện độ, cao, tu luyện độ khó, thấp, lĩnh hội độ khó, bên trong. Lý Huyền thỏa mãn gật gật đầu, tạm thời đem công pháp giữ lại, không có lập tức chuyển đi. Nếu là Hứa Viêm chậm chạp không có tìm hiểu ra tới, lại truyền cho hắn cái này liễm tức chi pháp, lấy Hứa Viêm thiên phú, nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Kỳ môn võ đạo, tạm thời xem như biên ra được, nên tìm cái người thích hợp, cho tìm hiểu ra tới. Lý Huyền nhìn về phía biên kỳ môn võ đạo, kỳ môn võ nói, công pháp hoàn thiện độ, trung thượng, tu luyện độ khó, cao, lĩnh hội độ khó, cao. Đại đạo kim thư cho ra phản hồi, công pháp hoàn thiện độ, chỉ là trung thượng, tu luyện độ khó cùng lĩnh hội độ khó, yêu cầu đều không thấp. Cái này tại trong dự liệu Lý Huyền. Dù sao, kỳ môn võ đạo, dính tới luyện khí, trận cung cục, cấm chế trở, bao quát tương đối nhiều, đối với người tu luyện thiên phú yêu cầu, tự nhiên cũng tương đối cao. Hơn nữa, thiên phú thiên về phi thường trọng yếu. Cái này cũng đã chú định, kỳ môn võ đạo không cách nào giống thuần khiết võ đạo, nhục thân võ đạo như vậy, có thể rộng truyền phổ cập. Tu luyện kỳ môn võ đạo thiên phú, vốn là tương đối thiên môn một chút. Đương nhiên, nếu là đem toàn bộ kỳ môn võ đạo tháo gỡ ra tới, chỉ tu luyện một loại trong đó, thiên phú yêu cầu liền tương đối thấp, nhưng đã như thế, thực lực cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Hơn nữa, muốn tu luyện một loại trong đó tiền đề là có người đem kỳ môn võ đạo cho tìm hiểu ra tới, khiến cho trong đó luyện khí cũng tốt, trận pháp cũng được, có thể chia tách đi ra đơn độc tu luyện. Bằng không, hết thảy đều là nói suông, tìm đồ đệ tương đối khó, có này thiên phú giả, chưa chắc có thể vừa vặn gặp phải, cho nên còn có thể phải nghĩ biện pháp, tiến hành bước đầu sàng lọc. Lý Huyền trầm ngâm, tất nhiên kỳ môn võ đạo đã biên ra được, tự nhiên là muốn tìm đồ đệ tu luyện ra được. Kỳ môn võ đạo một trong những hạch tâm là trận pháp cùng cục, nếu là có này thiên phú giả, tự nhiên có tìm hiểu điều kiện, nội vực không có trận pháp tồn tại. Thương Bắc chi địa, có thiên địa lực lượng pháp tắc tiết lộ, mà hình thành tự nhiên đại trận. Cho nên, nếu là có người có thể lĩnh hội trận đồ, cũng liền mang ý nghĩa, có thiên phú tu luyện kỳ môn võ đạo. Lý Huyền đột nhiên có chủ ý, thế là từ biên mấy cái trong trận đồ, chọn lựa một cái so sánh đơn giản, bắt đầu tìm hiểu tới độ khó hơi thấp trận đồ. Đem tấm này trận đồ truyền đi, ai nếu là tìm hiểu ra tới, nhưng phải cơ duyên. Đồ đệ chưa hẳn cần tự mình đi tìm kiếm. Hơn nữa, thiên phú yêu nghiệt giả chưa hẳn đều có thể gặp phải. Chẳng bằng truyền ra trận đồ, nếu là có người có thể lĩnh hội minh bạch một chút, tự nhiên mang ý nghĩa hắn có thiên phú, thông qua khảo nghiệm sau đó liền có thể thu làm đồ đệ, truyền hắn kỳ môn võ đạo, hoàn chỉnh trận đồ, bắt đầu tìm hiểu tới, cuối cùng độ khó cao một chút liền vẽ một ba a. Nếu ngay cả một ba đều không thể lĩnh hội, không cách nào từ trong ngộ ra một ít gì, hoàn chỉnh trận đồ càng không khả năng lĩnh hội minh bạch. Lý Huyền trong lòng có ý nghĩ, thế là tìm đến một trang giấy, đem đơn giản nhất cái kia trận đồ vẽ lên một ba đi ra. Trận đồ nhìn qua phảng phất một loại kỳ diệu địa hình địa thế, lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó diệu lý, giống như cạm bẫy lại không phải cạm bẫy, hỗn tạp mà huyền diệu. Thạch Nhị sau khi vẽ xong, Lý Huyền mở miệng kêu lên, chủ thượng, ngươi có phân phó gì? Thạch Nhị hưng phấn mà chạy tới, cuối cùng có nhiệm vụ của mình. Mà có chủ thượng nhiệm vụ, Xích Miêu cũng không dám vào lúc này ở giữa giày vò hắn. Đem cái này đồ văn để cho người ta phục khắc sau đó truyền đi Đại Hoang, truyền đi Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, ai nếu là lĩnh hội minh bạch sẽ có một phen cơ duyên. Lý Huyền đem trận đồ giao cho Thạch Nhị đạo, là chủ thượng. Thạch Nhị tâm bên trong chấn động, ai lĩnh hội minh bạch sẽ có cơ duyên. Hắn nhìn về phía trận đồ,
cẩn thận nhìn chằm chằm, mỗi một cây vẽ tuyến đều tỉ mỉ quan sát. Thật lâu, ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức chi sắc, mới nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy thật là huyền ảo, lại nhìn thời điểm, cái này đồ văn có chút hỗn tạp, tựa hồ có chút loạn, nhìn tiếp trong chốc lát, hoàn toàn không nhớ được đồ văn. Thạch Nhị một mặt vẻ xấu hổ, ta thiên phú quá kém, hoàn toàn xem không hiểu a. Cầm trận đồ, đi tìm người khác lại, đưa đi Đại Hoang cùng Đại Hoang Võ Đạo Học Viện. Xích Miêu chạy tới, Xích Miêu, ngươi đọc được sao? Nếu là nhìn hiểu, chủ thượng sẽ cho ngươi một cơ duyên to lớn, ngươi cũng không thể bỏ lỡ, ta phen này dụng tâm lương khổ, hy vọng ngươi minh bạch. Xích Miêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, Thạch Nhị gia hỏa này, thật sự hảo tâm như vậy. Trong đầu, lại nổi lên, trước đây cầm roi lớn tử quất chính mình, nói là vì tốt cho mình. Nhìn về phía Thạch Nhị tay bên trong trận đồ, Xích Miêu thấy mơ hồ. Như thế nào? Rất huyền ảo a, đây chính là đại cơ duyên, hiểu được, nhưng rất khó lường. Thạch Nhị giật dây Xích Miêu, đem trận đồ ghi nhớ, tốn thêm thời gian ngộ ngộ. Chỉ cần Xích Miêu, đây trong đầu cũng là lĩnh hội cái này đồ văn, liền không có tâm tư giày vò hắn. Trận đồ phục khắc sau đó, Thạch Nhị phân phó người, đưa cho Đại Hoang cùng Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, đây chính là đại cơ duyên a. Đương nhiên, không có lộ ra, đây là đến từ Thương Lan đảo tiền bối đưa đi đồ văn, chỉ làm cho người truyền lời, ngộ hiểu rồi, sẽ thu hoạch được đại cơ duyên, một bước lên trời. Nếu là có người lĩnh hội minh bạch, có thể đưa tin trở về. Lý Huyền vẽ lên trận đồ, truyền đi để cho người ta lĩnh hội sau đó, cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lĩnh hội minh bạch 1/3 này trận đồ, chỉ là cửa thứ nhất, sau này còn có khảo nghiệm, sau khi thông qua, mới có thể bái hắn làm thầy, trở thành hắn cái thứ tư đồ đệ. Cũng không biết nội vực, có hay không tu luyện kỳ môn võ đạo thiên phú người. Lý Huyền thở dài một tiếng, nếu là nội vực tìm không thấy, chỉ có thể gửi hy vọng ở linh vực. Nhìn về phía lĩnh hội liễm tức nạc hình chi đạo Hứa Viêm, Lý Huyền chờ mong Hứa Viêm đem liễm tức nạc hình chi đạo cho tìm hiểu ra tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Huyền nhìn qua thần ảnh số lượng đang không ngừng đề thăng ở trong, cái này ý vị nội vực Đại Hoang võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, ngàn võ thần ảnh gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, cách vạn võ thần ảnh đã không xa. Thủy Tinh Cung, Đường Kim Yến sắc mặt đỏ lên, giận không kìm được điện nói, Tiêu Minh vừa đi chậm chạp không trở về, Bình Nhi đi đã lâu như vậy cũng không trở về nữa, bọn hắn ở đó hạ đẳng chi địa làm cái gì? Không khỏi nàng không tức, đây hoàn toàn là tại không nhìn nàng hạ đạt nhiệm vụ. Nha hoàn trần chờ nói, tiểu thư, Tiêu Minh dĩ vãng làm việc đều tương đối lanh lẹ, lần này chậm chạp không về, có thể nội vực có đồ vật gì hấp dẫn hắn, hoặc tao ngộ nguy hiểm. Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng nói, nguy hiểm, hạ đẳng chi địa còn có thể uy hiếp được hắn cái này tiểu thiên người võ giả, cái kia Bình Nhi đâu, như thế nào cũng không trở lại. Nha hoàn bất đắc dĩ nói, ta nói còn chưa dứt lời, Bình Nhi liền đi tới nội vực, cũng không biết muốn bắt ai, có thể nàng còn không có tìm được Tiêu Minh. Bất quá Bình Nhi nàng khá lãng, có thể nội vực có tuấn tú nam tử hấp dẫn nàng, cho nên mới chậm chạp không về. Gặp tiểu thư tức giận đến không được, nha hoàn nói khẽ, tiểu thư, muốn không để Tĩnh bà bà đi một chuyến nội vực. Tĩnh bà bà thế nhưng là hợp thần cảnh đại thiên nhân cường giả. Đường Kim Yến hít sâu một hơi, bình phục một chút nộ khí sau đó, lắc đầu nói, Tĩnh bà bà đi, quá làm cho người chú mục. Tạm thời đợi chút đi, Tiêu Minh cùng Bình Nhi sau khi trở về, cần phải nghiêm trị, bằng không trong mắt còn có hay không ta. Là, tiểu thư, nha hoàn gật đầu nói. Thủy Tinh trong cung, Đường Kim Yến bởi vì Tiêu Minh cùng Bình Nhi chậm chạp không về, không có đem người mang về, mà tức giận không thôi. Trong lòng quyết tâm lấy, bọn người sau khi trở về, cần phải nghiêm trị, bằng không uy nghiêm ở đâu. Lại là hoàn toàn không biết, Tiêu Minh cùng Bình Nhi cũng đã chết. Ngọc Châu, linh vực 18 châu một trong. Trịnh Quốc chính là Ngọc Châu đệ nhất đại vương triều, thực lực tại Ngọc Châu, mặc dù cũng không phải tối cường, nhưng mà bởi vì Trịnh Quốc hoàng thất, chính là trấn thủ linh vực chi môn gia tộc. Bởi vì cái này một cái đặc thù nhiệm vụ, Trịnh Quốc cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào linh tông thống ngự, mà là từ linh vực mấy cái siêu nhiên linh tông trực tiếp thống ngự. Cũng chính vì như thế, Trịnh Quốc thực lực tại Ngọc Châu, mặc dù không phải tối cường, lại là không có bất kỳ cái gì một thế lực cùng linh tông có can đảm phá vỡ Trịnh Quốc vương triều. Đương nhiên, Trịnh Quốc hoàng thất cũng là phi thường thức thú, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, linh tông thế lực yêu cầu, bọn hắn đều đáp ứng. Hơn nữa làm việc khiêm tốn, phảng phất chỉ để ý linh vực chi môn nhiệm vụ, chỉ nghe từ mấy cái siêu nhiên linh tông hạ đạt nhiệm vụ. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái siêu nhiên linh tông, cũng không có khác linh tông dám cho Trịnh Quốc hoàng thất hạ đạt nhiệm vụ, đây chính là chuyên thuộc về siêu nhiên linh tông quyền hạn. Thế lực nào nếu là dám làm như thế, tương đương mạo phạm siêu nhiên linh tông uy nghiêm, chờ lấy bị diệt a. Linh vực chi môn mở ra,
tại Trịnh Quốc không có gây nên chú ý gì, nửa cái Ngọc Châu võ đạo giới đều bị một chỗ bảo địa hấp dẫn lực chú ý. Nghe đồn, đó là Thanh Thiên Giao trì mộ. Thanh Thiên Giao, linh thú nhất tộc chí cường giả, đã từng uy danh hiển hách, hắn chết ở nơi nào, không người biết được. Gần đây truyền ra, Thanh Thiên Giao mộ tại Trịnh Quốc cảnh nội, hơn nữa trong mộ tựa hồ lớn lên ra tam phẩm linh vật Bích Giao cây, thậm chí nghe đồn, trong mộ còn có nhị phẩm linh vật Mắt Rồng quả. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Thiên Giao mộ, muốn thu được trong đó bảo tàng. Sau một phen tranh đoạt sau đó, tại Trịnh Quốc hoàng thất cân đối phía dưới, các phương đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi võ giả mới có thể tiến nhập Thanh Thiên Giao mộ, hạn chế niên linh nhưng không hạn chế thực lực. Mặc dù trên danh nghĩa không có hạn chế thấp tầng thế lực võ giả tiến vào, nhưng dưới mặt đất tầng võ giả căn bản vốn không có thế lực tiến vào, tiến nhập cũng sẽ thứ trong lúc nhất thời bị đào thải đi. Cái này tại linh vực cơ hồ là chung nhận thức. Mỗi khi gặp loại đại sự này, đông đảo thấp tầng thế lực võ giả đều biết ăn ý không tham dự đi vào, bởi vì chỉ cần đi vào sẽ bị cao cao tại thượng linh tông thế lực võ giả liên hợp nhằm vào đào thải, sẽ không cho đám dân quê tham dự tranh đoạt cơ hội. Thanh Thiên Giao mộ bốn phía tràn ngập một tầng độc chướng, tạm thời không đến tiến vào thời cơ. Mà tham dự chuyến này Trịnh Quốc các đại thế lực thiên kiêu đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại hiển thần uy, danh dương Ngọc Châu. Thậm chí không thiếu thiên kiêu đi tìm thấp tầng võ giả, xem như dò đường pháo hôi sử dụng. Trịnh Quốc đái gia, mặc dù chỉ là nhị lưu thế gia, nhưng thế hệ này trong hậu bối, đương đại đái gia gia chủ tôn nữ, đái Oánh Oánh thiên phú ưu việt, sinh nhi có bảo thể, khiến cho đái gia phong quang không ít. Hơn nữa, đái Oánh Oánh càng là cùng Trịnh Quốc hoàng thất nhị hoàng tử, có hôn ước tại người, cùng Trịnh Quốc hoàng thất thông gia, khiến cho đái gia cùng Siêu Nhiên Linh Tông liên lụy một đầu, gạt mấy cái cong tuyến. Dù vậy, đái gia cũng vô cùng vinh dự, ánh mắt đều cao hơn một chút, dù sao cùng Siêu Nhiên Linh Tông có như vậy một chút xíu yếu ớt ngọn nguồn. Còn lại nhị lưu thế gia cùng nhị lưu Linh Tông đều không ngừng hâm mộ, gặp mặt đều khuôn mặt tươi cười chào đón. Mặc dù đái gia trước mắt cùng Siêu Nhiên Linh Tông tựa hồ không có cái gì liên quan, nhưng mà cùng Trịnh Quốc hoàng thất thông gia, ai biết có thể hay không bỗng dưng một ngày cơ duyên tới, coi là thật liên lụy Siêu Nhiên Linh Tông đâu. Thế gian này sự tình cuối cùng sẽ ngoài dự đoán của mọi người. Một số thời khắc cơ duyên tới, cản cũng đỡ không nổi. Đã từng cũng có tam lưu thế gia hoặc Linh Tông cơ duyên tới leo lên trên đỉnh tiêm Linh Tông, liền như vậy nhất phi trùng thiên, độc bá nhất phương. Đài Oánh Oánh thiên phú cao, lại có một cái Trịnh Quốc nhị hoàng tử vị hôn phu, toàn cả gia tộc đều nâng vì hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên sủng ra kiêu hoành tính tình. Nhất là đối với thấp tầng võ giả, càng là cao cao tại thượng, đều là khinh bỉ. Thanh Thiên Giao mộ nàng cũng tham dự đi vào, muốn đi vào trong đó. Bây giờ, đang tìm thấp tầng võ giả, xem như dò đường pháo hôi, làm cho tiếng oán than dậy đất. Thậm chí nghe đồn có tán tu thiên nhân, phẫn nộ dị thường, muốn liều mình vì tầng dưới võ giả tranh một cái tôn nghiêm. Truyền ngôn sau khi đi ra, đái gia vội vàng điều động thiên nhân tộc lão che chở đái Oánh Oánh, hơn nữa vì chiêu mộ tầng dưới chót võ giả thanh toán linh tinh, như thế mới từ từ lắng xuống sự cố. Đương nhiên, đái gia cường giả đang tìm tên kia tán tu thiên nhân, chỉ có đem người giết mới có thể yên tâm, hơn nữa chỉ là đám dân quê dám uy hiếp thế gia, chán sống. Đái Oánh Oánh rất phẫn nộ, nàng nghe linh vực chi môn mở ra, thế là nghĩ tới đi bắt nội vực người hạ đẳng xem như dò đường pháo hôi. Nghĩ đến liền làm, Đái Oánh Oánh lúc này liền lên đường đi tới linh vực chi môn. Thương Lan đảo bên trên, Hứa Viêm tại tu luyện cùng lĩnh hội công pháp bên trong. Lệnh Lý Huyền bất ngờ là Hứa Viêm còn chưa có tìm hiểu ra liễm tức nạc hình chi đạo, ngược lại chưa đột phá thần ý cảnh lúc liền đem thần nguyên cảnh võ đạo chi pháp cho tìm hiểu ra tới. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, hiểu ra ngươi biên thần nguyên cảnh võ đạo chi pháp, ngươi đột phá thần nguyên cảnh. Linh đài phía trên, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Trong chớp nhoáng này, Lý Huyền chỉ cảm thấy cả người đều tựa đồng dạng như tại thuế biến. Hắn híp mắt, tinh tế thể ngộ thần nguyên cảnh huyền diệu, tâm niệm khẽ động ở giữa, phân ra một bộ phận thần nguyên, biến thành thần nguyên hóa thân. Một đạo cùng hắn giống nhau như đúc người từ trong cơ thể hắn đi ra, bước ra một bước, liền biến mất ở tại chỗ, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thương Giang phía trên, thần nguyên hóa thân dạo bước đi lại. Đây chính là thần nguyên hóa thân a, quả nhiên là huyền diệu, nếu là tìm tòi một ít địa phương nguy hiểm, căn bản vốn không cần chân thân tiến vào, đã như thế, dù là xuất hiện nguy hiểm, cũng sẽ không uy hiếp được chân thân. Lý Huyền nội tâm kích động, chính mình biên ra thần nguyên cảnh, huyền diệu lạ thường, bỏ xa thái thương võ đạo. Thần nguyên hóa thân tại chân thân trong phạm vi nhất định, tư duy ý thức, thấy chỗ xem, cùng bản tôn không khác,
Lý Huyền mặc dù ngồi ở trên ghế của Thương Lan Đảo, nhưng hắn thần ý lại là cùng thần nguyên hóa thân tương liên. Thần nguyên hóa thân tiếp tục đi lại, rời đi Thương Lan Đảo càng ngày càng xa. Lý Huyền muốn thử một chút, thần nguyên hóa thân khoảng cách bao xa mới có thể cùng bản tôn mất đi ý thức tương liên. Một khi cùng bản tôn mất đi ý thức tương liên, thần nguyên hóa thân liền chỉ còn lại có bản tôn ban cho một chút năng lực cùng bản năng chiến đấu, không có ý thức tự chủ cùng tư duy, lộ ra tương đối cứng nhắc, không đủ linh hoạt. Đương nhiên, đợi đến đột phá thần thông cảnh, nguyên thần ngưng luyện mà ra, thần nguyên hóa thân phân ra một tia nguyên thần rót vào sau đó, cũng sẽ không cứng ngắc như thế. 20 dặm, thần nguyên hóa thân rời đi khoảng 20 dặm, Lý Huyền cảm giác thần nguyên hóa thân thấy sự vật, tại trong ý hắn thức dần dần trở nên mơ hồ, đã đến cực hạn. Một ý niệm, thần nguyên hóa làm tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo thần nguyên, nháy mắt quay về trong cơ thể của hắn. 20 dặm, đầy đủ, hắn mới nhập môn thần nguyên cảnh mà thôi, theo thực lực đề thăng, khoảng cách cũng sẽ càng xa. Ta nếu là cho Thiên Vũ thần ảnh dung nhập thần nguyên hóa thân, sẽ như thế nào? Lý Huyền đột nhiên trong lòng hơi động, một thân ảnh đi ra, thần nguyên hóa thân tan nhập thần ảnh chi bên trong. Giờ khắc này Lý Huyền phát hiện biến hóa, Thiên Vũ thần ảnh tựa hồ không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ hư ảo như cái bóng, nhưng mà dung nhập thần nguyên hóa thân sau đó, thực lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cũng có một chút thần nguyên cảnh chi lực. Thần ảnh càng nhiều, ta có thể phân ly thần nguyên hóa thân càng nhiều, mang ý nghĩa ta hóa thân thì càng nhiều, càng mạnh hơn. Hơn nữa nếu là tìm tòi hiểm địa, thần ảnh cùng thần nguyên hóa thân tan hợp, một khi ta ngộ nguy hiểm, có thể bỏ thần ảnh bảo đảm hóa thân. Lý Huyền kích động trong lòng, phát hiện Thiên Vũ thần ảnh cùng thần nguyên hóa thân tan hợp thi triển cường đại một mặt. Thần nguyên cảnh, bằng vào ta thực lực hôm nay, luyện thần thiên nhân cũng không sợ. Lý Huyền trong nháy mắt cảm thấy cảm giác an toàn tăng nhiều. Dù cho là luyện thần thiên nhân đột kích, hắn cũng không lo lắng, thần nguyên cảnh mạnh, so với hắn dự đoán còn cường đại hơn một chút. Thần nguyên chi lực, lại lấy diệt thần nhất đao, dựa vào Tốn Phong kiếm ý, giết luyện thần thiên nhân, cũng sẽ không quá khó à. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan đảo đỉnh núi, Hứa Viêm tiếp tục tại nơi đó tu luyện cùng lĩnh hội võ đạo, trong lòng chờ mong, nếu là Hứa Viêm lại đem thần thông cảnh cho tìm hiểu ra tới. Một khi đột phá thần thông cảnh, không nói linh vực vô địch, ít nhất giết luyện thần thiên nhân, bất quá là trong nháy mắt. Thần thông vừa ra, ai có thể ngăn? Thần thông cảnh, tạm thời là không cách nào tìm hiểu ra tới, trừ phi đột phá thần ý cảnh sau, ngược lại là có khả năng. Lý Huyền âm thầm lắc đầu, Hứa Viêm lại yêu nghiệt, cũng không khả năng tại thông huyền cảnh, liền lĩnh hội minh bạch thần thông võ đạo phương pháp. Thần thông cảnh cuối cùng quá huyền ảo một chút, có thể dưới tình huống không đột phá thần ý cảnh, tìm hiểu ra thần nguyên cảnh công pháp, đã vô cùng yêu nghiệt. Liễm tức nặc hình chi đạo, còn không có tìm hiểu ra tới, muốn hay không đem môn này liễm tức chi pháp, chuyển cho Hứa Viêm. Lý Huyền trầm ngâm, chờ một chút đi, môn này liễm tức chi pháp, cuối cùng có chút kém. Lý Huyền quyết định chờ một chút nhìn, Hứa Viêm đều có thể đem thần nguyên cảnh võ đạo chi pháp, đều cho tìm hiểu ra tới, liễm tức nặc hình chi đạo, hẳn là cũng có thể hiểu ra một chút tới mới là. Một ngày này, Lý Huyền đang nhìn Thái Thương Thư trang thứ hai, không ngừng nghiên cứu lấy, muốn đem phía trên thiên địa pháp tắc chi văn, đều cho ghi khắc xuống. Xích Miêu đi nơi nào? Đột nhiên nghĩ tới, những ngày này Xích Miêu như thế nào không có gì thanh âm, mọi khi cũng là lấy vì ngươi hảo danh nghĩa, trợ giúp Thạch Nhị tôi luyện võ đạo, dày vò Thạch Nhị, tìm Tố Linh Tú muốn đan dược ăn, đi Hứa Mẫu trước mặt giả ngây thơ, lại đến trước chân bán một chút ngoan. Thần ý tản ra, có chút kinh ngạc nhìn qua Xích Miêu, đang ngó chừng một ba trận đồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Móng vuốt nhỏ còn cầm bút, để cho Hứa Mẫu dạy nó viết chữ, biết chữ. Nó muốn làm một cái văn hóa mèo không đúng, là văn hóa hổ. Ngươi muốn thật lĩnh ngộ ra cái gì tới, vậy coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lý Huyền nhịn không được cười lên, chắc chắn là Thạch Nhị bị dây vò phiền, liền lấy trận đồ lừa gạt Xích Miêu. Hứa Mẫu tại vui sướng hài lòng mà đang dạy Xích Miêu biết chữ, một bên nhìn qua cái kia không trọn vẹn trận đồ, tò mò nói, Xích Miêu, ngươi lĩnh ngộ ra cái gì tới rồi sao? Xích Miêu lắc đầu, móng vuốt nhỏ cầm bút, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo mà viết, ta biết chữ quá ít, mới không thể lĩnh ngộ chân ý. Lý Huyền thấy vui vẻ nở nụ cười, biến thành mèo lớn nhỏ Xích Miêu, cầm bút tại viết chữ, vẫn là rất manh, rất nhận người yêu thích. Không phải sao, Hứa Mẫu thấy vui vẻ, một bên xoa Xích Miêu đầu mập, một bên hướng về trong miệng nó nhét đan dược. Xích Miêu ăn có thể an tâm. Tất nhiên Xích Miêu do đấu đồ cảm thấy hứng thú, Lý Huyền tâm niệm khẽ động, cũng có một chút ý nghĩ, có thể Xích Miêu thật có thể có thu hoạch, đem đại yêu võ đạo thêm một bước mở rộng đầu. Thế là, đem hoàn chỉnh trận đồ vẽ ra tới. Xích Miêu, đây là hoàn chỉnh trận đồ, ngươi phải thật tốt đi ngộ, ngươi là đại yêu, nếu là có thể hiểu ra một chút, đem trận đồ tuyệt diệu đặt vào bản thân,
ngươi đem lại có một phen tạo hóa. Lý Huyền đem trận đồ kín đáo đưa cho Xích Miêu, vỗ đầu của nó đạo. Xích Miêu nhìn qua trận đồ, càng xem đầu càng lớn, nhưng chủ nhân phân phó, lại không thể không đi nghiên cứu. Nó cảm giác chính mình khả năng bị thạch nhị hố. Cầm trận đồ đi, tiếp tục đi biết chữ nhận thức chữ, thuận tiện bớt chút thời gian, ma luyện một chút thạch nhị võ đạo. Lý Huyền ngồi ở trên ghế, thưởng thức linh trà, nhìn qua Thái Thương Thư, không ngừng ghi khắc trang thứ hai thiên địa pháp tắc đồ văn. Trang thứ hai đồ văn, so tờ thứ nhất khó nhớ, cũng càng huyền diệu, rõ ràng đề cập tới cấp độ càng sâu thiên địa pháp tắc. Trận đồ truyền đi, đã nhiều ngày, vậy mà không ai có chỗ hiểu ra. Lý Huyền thở dài một hơi, muốn tìm tu luyện kỳ môn võ đạo đồ đệ, trong thời gian ngắn không cách nào tìm được. Đột nhiên, linh đài phía trên, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, từ bên trong biên liễm tức nặc hình chi đạo, tìm hiểu ra ẩn giật thuật, ngươi ẩn giật thuật đại thành. Hứa Viêm cuối cùng tìm hiểu đi ra, ẩn giật thuật. Lý Huyền lộ ra nụ cười, đại đồ đệ chưa bao giờ sẽ để cho chính mình thất vọng. Dù là lĩnh hội độ khó là cực cao công pháp, cũng có thể tìm hiểu ra tới. Ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ đỉnh núi Hứa Viêm đã bất đồng rồi. Nếu không phải hắn ẩn giật thuật đại thành, chợt nhìn một cái, chỉ sợ đều biết xem nhẹ đi qua, phảng phất đây chẳng qua là một khối đá mà thôi. Thần ý lan tràn mà đi, Lý Huyền lộ ra nụ cười, Hứa Viêm ngồi ở chỗ đó, phảng phất cùng cỏ cây, tảng đá hòa vào nhau, không cảm giác được võ giả khí tức. Khí tức cùng cỏ cây một thể, cùng tảng đá một thể. Đây chính là ẩn giật thuật. Lý Huyền thu hồi thần ý, trên mặt mang mỉm cười, tiếp tục nghiên cứu chính mình Thái Thương Thư thiên địa pháp tắc. Hứa Viêm muốn đi linh vực, ẩn giật thuật tại, dù cho trêu chọc thế lực lớn bị đuổi giết, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Sư phụ, liễm tức nặc hình chi đạo, quá mơ hồ, quá thâm ảo, ta tìm không thấy đầu mối, làm như thế nào lĩnh ngộ? Tố Linh Tú mái tóc đều bị bắt lộn xộn, nắm vuốt bả vai Lý Huyền, khuôn mặt khổ tâm nói. Lý Huyền nhịn không được cười lên, Tố Linh Tú thiên phú dù sao không ở nơi này, khó mà tìm hiểu ra tới, cũng là tình có thể hiểu. Mạnh Trùng cho dù muốn tìm hiểu ra tới, chỉ sợ đều phải tốn thời gian rất lâu, hơn nữa tìm hiểu ra tới liễm tức nặc hình chi thuật, sợ rằng cũng phải yếu hơn Hứa Viêm. Môn này liễm tức pháp, ngươi tìm hiểu một chút, đây là rất thông thường pháp môn. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, đem biên liễm tức pháp chuyển cho Tố Linh Tú. Môn này liễm tức pháp, bắt đầu tìm hiểu tới, kỳ thực cũng không khó, lấy Tố Linh Tú thiên phú, không bao lâu liền lĩnh hội hiểu rồi. Đồ đệ ngươi Tố Linh Tú, hiểu ra ngươi biên liễm tức pháp, ngươi liễm tức pháp đại thành. Tố Linh Tú khí tức trên người thu liễm, nhìn bình thường, liền trên người nàng khí chất cũng biến thành bình thường, sẽ không để người chú ý. Sư phụ, ta học xong. Tố Linh Tú híp mắt, nàng chạy chậm đến rời đi, nói, ta đi thử xem sư huynh có thể hay không phát giác được tung tích của ta. Lý Huyền lắc đầu, Hứa Viêm ẩn giật thuật tìm hiểu đi ra, Tố Linh Tú cùng Mạnh Trùng cũng không cần phải tiếp tục tham ngộ đi xuống. Dù sao, dù là tìm hiểu ra tới, cũng không sánh được Hứa Viêm, tội gì lãng phí những thời giờ kia cùng tâm tư. Tố Linh Tú thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Mạnh Trùng, kết quả còn không có tới gần. Mạnh Trùng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, sư muội, ngươi lĩnh hội liễm tức thuật. Tố Linh Tú lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, nói, là sư phụ truyền ta, cái này liễm tức pháp quá bình thường, xa như vậy sư huynh liền phát hiện ta. Mạnh Trùng cười ha ha, nói, sư muội, ta lĩnh ngộ đao ý, đã thức tỉnh đao hồn, ngươi cái này liễm tức pháp không thể gạt được ta, bất quá những võ giả khác ngược lại là chưa chắc có thể phát giác được ngươi. Ta đi tìm đại sư huynh. Tố Linh Tú hướng về đỉnh núi đi đến. A, đại sư huynh đâu? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Đại sư huynh bình thường ngay ở chỗ này lĩnh hội võ đạo, như thế nào không có ở đây? Từ bên cạnh Hứa Viêm đi qua, ánh mắt rõ ràng từ trên thân Hứa Viêm quét tới, lại là trực tiếp không để ý đến, vô ý thức cho rằng đây chẳng qua là một khối đá. Tại đỉnh núi vừa đi vừa về hai ba lượt, không có hai lần từ bên cạnh Hứa Viêm đi qua, cũng không có phát giác. Sư phụ, sư phụ, đại sư huynh rời đi. Tố Linh Tú vội vàng chạy đến trước mặt Lý Huyền nói, một mặt vẻ lo lắng, ta chuẩn bị những đan dược kia, đại sư huynh đều không mang theo, làm sao lại không từ mà biệt đâu, sư phụ ngươi biết đại sư huynh rời đi sao? Nàng vô ý thức cho là Hứa Viêm tiến vào linh vực chi môn, đặc biệt vì tiến vào linh vực chi môn luyện chế đan dược đều chưa kịp cho đại sư huynh đâu, không khỏi có chút uể oải. Lý Huyền yên lặng nở nụ cười, nói, đại sư huynh của ngươi ở trên núi? Không có ở đây, sư phụ, ta vừa từng đi tìm. Tố Linh Tú lắc đầu nói, các ngươi tìm tinh tường, ngươi lại đi tìm xem một chút. Lý Huyền cười ha hả, thật sao, ta lại đi tìm xem một chút. Tố Linh Tú nháy mắt, lại chạy chậm lấy đến đỉnh núi. Lần này, nghiêm túc mà tìm một lần, mỗi một tảng đá đều không lọt,
thậm chí mỗi cây đều lượn quanh một vòng, kết quả vẫn không có phát hiện thân ảnh đại sư huynh. Sư phụ, ta mỗi tảng đá đều thấy một lần, trên cây cũng nhìn, không thấy đại sư huynh. Tố Linh Tú lại chạy về tới nói, ngươi cũng đem người xem như tảng đá không để ý đến, làm sao có thể phát hiện. Lý Huyền trong lòng không thể không cảm thán, Hứa Viêm tìm hiểu ra tới ẩn dật thuật, coi là thật huyền diệu lạ thường. Tố Linh Tú thông huyền cảnh tiểu thành thực lực, so Hứa Viêm kém quá nhiều, muốn phát hiện Hứa Viêm chỗ, căn bản cũng không khả năng. Sư phụ làm sao lại gạt ngươi chứ, mới hảo hảo tìm xem. Lý Huyền vừa cười vừa nói, Tố Linh Tú như có điều suy nghĩ, chạy chậm đến rời đi, đi tới Mạnh Trùng trước mặt, nói, nhị sư huynh, sư phụ nói đại sư huynh ngay tại trên núi, ta tìm khắp cả cũng không thấy đến người, ngươi theo ta cùng đi tìm xem. Mạnh Trùng khẽ giật mình, đứng lên nói, hảo. Hai người tới đỉnh núi, Tố Linh Tú nhìn bốn phía, hỏi, nhị sư huynh, ngươi thấy đại sư huynh sao? Mạnh Trùng trầm ngâm nói, không có. Tại đỉnh núi dạo qua một vòng, hỏi, ngươi xác định sư phụ nói, đại sư huynh ngay tại trên núi. Sư phụ là nói như vậy. Tố Linh Tú buồn bực gật đầu. Mạnh Trùng đứng tại chỗ, tinh tế quan sát đến đỉnh núi một ngọn cây cọng cỏ, đao ý tràn ngập tại đỉnh núi, mỗi một chỗ đều không bỏ sót. Nhưng mà, hắn vẫn không có phát hiện, hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không thôi, đại sư huynh đây là lĩnh ngộ ra được. Cái này liễm tức nạc hình chi đạo, coi là thật huyền diệu. Thân ở thiên địa, mà thiên địa cũng không biết, nếu là thật sự đến cái này một cảnh giới, hắn không phát hiện được, cũng là không ly kỳ. Dù sao, đại sư huynh thực lực, thế nhưng là ở trên hắn. Lý Huyền một mực chú ý đỉnh núi, Mạnh Trùng lấy đao ý dò xét đỉnh núi, phương pháp là chính xác, chỉ bất quá hắn gặp phải là Hứa Viêm, thực lực vốn là mạnh hơn hắn, kiếm ý càng là vượt qua hắn. Hứa Viêm đệ tam trọng kiếm ý, dung nhập trong hoàn cảnh, lấy kiếm ý thay thế vị trí hoàn cảnh, Mạnh Trùng đao ý, yếu hơn kiếm ý của hắn, tự nhiên không cách nào phát hiện đầu mối trong đó. Hơn nữa, bây giờ Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú, kỳ thực cũng đã bước vào Hứa Viêm trong kiếm ý, cho dù là Mạnh Trùng, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại chưa từng phát hiện trong đó cất giấu nguy hiểm. Đây nếu là ám toán, đánh lén, trừ phi mạnh rất nhiều, bằng không căn bản là không có cách tránh đi. Lý Huyền trong lòng cảm thán, Hứa Viêm nếu là làm đánh lén một bộ này, dù là thực lực mạnh hơn hắn, cũng không cách nào tránh khỏi. Trên đỉnh núi, Hứa Viêm kiếm ý thu hồi, hiện ra thân hình. Ta ở đây. Tố Linh Tú trừng lớn hai con ngươi nhìn lại, giật mình nói, đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi một mực đều ở nơi này? Đúng vậy. Hứa Viêm cười gật đầu, ta vậy mà không có phát hiện. Tố Linh Tú trong lòng chấn kinh, nàng vừa đi vừa về nhiều lần, dò xét cũng tốt mấy lần, nhưng mà lại là từ đầu đến cuối bỏ quên đi. Đại sư huynh, ngươi tìm hiểu ra tới. Mạnh Trùng ngạc nhiên đạo. Hứa Viêm lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói, tìm hiểu ra một chút a, nhưng còn chưa hiểu ra trong đó chân ý. Đại sư huynh, nhanh dạy ta. Tố Linh Tú hưng phấn nói, hảo, Hứa Viêm sẽ cùng quang cùng trần thuật, truyền cho Tố Linh Tú cùng Mạnh Trùng. Quá huyền ảo, khó trách sư phụ nói, truyền ta chính là rất thông thường liễm tức chi pháp. Tố Linh Tú cảm thán không thôi, ẩn dật thuật, nàng cần bỏ chút thời gian lĩnh hội mới được. Tất nhiên Hứa Viêm đã tìm hiểu ẩn dật thuật, cũng đến đi tới linh vực thời điểm. Mấy ngày sau, Hứa Viêm chuẩn bị đi tới linh vực, Lý Huyền một đoàn người chuẩn bị tiễn hắn đến Thương Bắc chi địa, linh vực chi môn phía trước. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ mà đến, lại là rất lâu không thấy Mạnh Thư Thư. Bản gia, thời gian dài như vậy không gặp ngươi, không phải là trốn nợ đi à? Mạnh Trùng nhìn qua phong trần phó phó Mạnh Thư Thư, kinh ngạc mở miệng nói. Đương nhiên không phải, ta là phát hiện một chỗ bảo địa, ở bên trong chậm trễ một chút thời gian. Mạnh Thư Thư nhìn qua đám người, trong lòng rung động không thôi. Hắn mới từ bảo địa đi ra, liền nghe thấy nội vực một loạt biến cố, biến hóa chi lớn, khiến cho hắn có một loại thương hải tang điền cảm giác. Cường đại Đại Việt quốc, vậy mà không còn, đại hoang thay vào đó, bảo địa. Mạnh Trùng hai mắt sáng lên, ôm lấy Mạnh Thư Thư bả vai, toe toét hỏi, bản gia, thu hoạch rất lớn. Đối với Mạnh Thư Thư thiếu hắn túi đựng đồ những thứ này, hắn đã không chút nào để ý, dù sao túi đựng đồ đã có, cũng không thiếu tiền, rất lớn. Mạnh Thư Thư thần sắc kích động gật đầu, hắn từ trong ngực, bảo trọng lấy ra 5 cái túi đựng đồ, hơn nữa những thứ này túi đựng đồ, nhìn qua tựa hồ có chút cổ lão dáng vẻ. Nhìn, túi đựng đồ, so với bình thường túi đựng đồ, không gian càng lớn, có thể cất giữ càng nhiều đồ vật. Mạnh Thư Thư nhếch môi, hưng phấn không thôi. Chuyến này, thu hoạch cực lớn a, người gỗ một cái cổ di tích. Cái này, đưa cho ngươi, cái này cho Hứa sư huynh. Mạnh Thư Thư đem 2 cái túi đựng đồ, phân biệt nhét vào Mạnh Trùng cùng trong tay Hứa Viêm. Còn lại 3 cái túi đựng đồ, hắn lại đem bên trong một cái, nhét vào Tố Linh Tú trong tay, nói, trong này, là ta chuyến này thu hoạch, thấp nhất cũng là lục phẩm linh dược,
trong đó một gốc dường như là tứ phẩm linh dược. Hứa Viêm mấy người đều kinh ngạc, Mạnh Thư Thư đi cái gì bảo địa, vậy mà thu hoạch khổng lồ như thế. Ngay cả nội vực chưa bao giờ xuất hiện qua tứ phẩm linh dược, vậy mà đều phát hiện một gốc. Ngay sau đó, Mạnh Thư Thư thần thần bí bí, kích động không thôi nói, các ngươi biết không, lần này ta thu hoạch lớn nhất, không phải linh dược, không phải túi đựng đồ, mà là cái này. Hắn từ một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra một bản dùng một loại nào đó ra thú, chế tạo thành cổ thư sách. A, à, là cái gì? Mạnh Trùng đầu lông mày nhướng một chút, lộ ra vẻ tò mò đạo. Thiên nhân công pháp. Mạnh Thư Thư thần sắc trang nghiêm điện nói, đại tông sư phía trên, võ đạo thiên nhân công pháp, hoàn chỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hứa Viêm mấy người, chờ lấy nhìn Hứa Viêm mấy người, đều một mặt vẻ khiếp sợ. Kết quả, toàn bộ đều thần sắc bình tĩnh, thậm chí không để bụng, phảng phất cái này thiên nhân công pháp, còn không có linh dược có giá trị. Đây chính là thiên nhân công pháp, các ngươi không kích động. Mạnh Thư Thư có chút mộng, Hứa Viêm giơ tay lên, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, thiên nhân đi, biết, ta đều giết một cái, cũng liền như vậy à. Mạnh Thư Thư, giết một cái. Mạnh Thư Thư trợn tròn mắt, nuốt nước miếng một cái, nói, Hứa sư huynh, ngươi không có nói đùa. Nói đã giết thì đã giết, chưa từng nói đùa, ta đang chuẩn bị đi linh vực đâu, linh vực chi môn, đều xuất hiện, ngươi không biết à. Hứa Viêm vui vẻ cười nói. Mạnh Thư Thư khẽ giật mình, linh vực chi môn, xuất hiện. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tố Linh Tú, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mạnh Thư Thư khi nghe đến linh vực chi môn sau, vô ý thức nhìn về phía Tố Linh Tú, không khỏi không khiến người ta hoài nghi, hắn có biết hay không thứ gì? Tố Linh Tú đôi mi thanh tú nhíu một cái mà hỏi thăm, a, à, ta liền là muốn cho ngươi xem một chút, đó có phải hay không tứ phẩm linh dược a? À, thiên nhân công pháp chẳng lẽ không sánh được tứ phẩm linh dược? Mạnh Thư Thư buồn bực mở miệng, cưỡng ép nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, linh vực chi môn, ta tại cái nào đó bảo địa thấy qua, cụ thể không hiểu. Mạnh Trùng vỗ bờ vai của hắn, nói, bản gia, ngươi tựa hồ biết không ít đồ vật a, cũng không cần gạt. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Mạnh Thư Thư bỗng nhiên lắc đầu, tính toán, nhị sư huynh. Tố Linh Tú lắc đầu nói, không cần thiết bức Mạnh Thư Thư nói ra. Nàng nghĩ tới rồi, gia gia của mình cùng Mạnh Thư Thư gia gia, tương giao tâm đầu ý hợp, trước đây cũng là bởi vì ẩn lâu sự tình mà vẫn lạc. Mạnh Thư Thư biết một vài thứ, thậm chí thân thế của nàng cũng không đủ là lạ. Nhưng tất nhiên Mạnh Thư Thư không nói, cũng không có bức bách tất yếu. Thân thế cái gì, Tố Linh Tú đã coi nhẹ, chỉ muốn tăng cường chính mình thực lực. Nếu là còn có cừu nhân, vậy liền đem cừu nhân giết chính là. Mạnh Thư Thư thở dài một hơi, cầm cổ thư sách lúng túng nói, thiên nhân công pháp, coi là thật không có giá trị. Hứa Viêm tay khẽ vẫy, đem sách cầm tới, lật ra nhìn một lần, toàn tức nói, không có cái gì giá trị quá lớn, muốn đột phá võ đạo thiên nhân, nhất thiết phải tiến vào linh vực, tại nội vực không cách nào tu luyện tới võ đạo thiên nhân. Bây giờ nội vực, lấy đại hoang võ đạo làm chủ, bất quá nhìn một chút, cũng có thể hiểu rõ hơn võ đạo thiên nhân tu luyện. Cái này thiên nhân công pháp, vậy mà bao gồm thiên nhân ba cảnh. Mạnh Thư Thư nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Bản gia, ngươi ở đâu tìm được thiên nhân mộ? Mạnh Trùng vừa lật nhìn qua thiên nhân công pháp, một bên tò mò nói, ta là lỡ đi vào bên trong, đó là một chỗ chôn dưới đất di tích cổ, dường như là một cái tông môn. Bất quá lưu lại đồ vật không nhiều lắm, quyển công pháp này là ở trong đó một cái túi đựng đồ phát hiện. Mạnh Thư Thư đem bảo địa chỗ nói ra. Mạnh Trùng sau khi xem xong, đưa cho Tố Linh Tú, vỗ Mạnh Thư Thư bả vai, nói, bản gia, chuyển tu đại hoang võ đạo a, bằng không ngươi muốn đi vào linh vực mới có thể đột phá, mà linh vực. Hắn không có nói tiếp, Mạnh Thư Thư dường như là biết một chút, ta hiểu. Mạnh Thư Thư hít sâu một hơi trịnh trọng gật đầu nói, thiên nhân công pháp, quanh đi quẩn lại, đã đến Lý Huyền trong tay. Mạnh Thư Thư đột nhiên trở về, chậm trễ một chút thời gian, tiếp lấy liền lên đường, đi tới Thương Bắc Chi Địa. Thương Bắc Chi Địa, linh vực chi môn phía trước, Lý Huyền một đoàn người đến, sư phụ, đệ tử đi linh vực. Hứa Viêm hít sâu một hơi, nhìn về phía sư phụ, cung kính nói, ân, Lý Huyền gật đầu. Đây chính là linh vực chi môn à? Tố Linh Tú cảm thán không thôi. Mạnh Thư Thư nhìn qua linh vực chi môn, thần sắc ở giữa có chút phức tạp, có chút hoài niệm, có chút bi thương cùng thất lạc. Hứa Viêm cất bước tiến lên, hướng đi linh vực chi môn. Thiên bảo các trên ngọn núi, một đám thiên bảo các cường giả yên lặng nhìn chăm chú lên. Hứa Viêm muốn đi linh vực. Các ngươi nói, Hứa Viêm đi linh vực sẽ như thế nào? Hắn thiên phú xuất chúng, đi linh vực tất nhiên sẽ bị một chút thế lực thu lưu. Tử quan nam tử cảm thán một tiếng nói, chưa hẳn, Hứa Viêm rất kiêu ngạo, vị tiền bối kia càng là thâm bất khả trắc, nên sẽ không gia nhập vào thế lực khác. Đương nhiên Hứa Viêm đi linh vực, đãi ngộ tự nhiên sẽ tốt một chút. Thiên kiêu ở nơi nào,
đều biết nhận được một chút ưu đãi. Càng là yêu nghiệt, càng là xuất thân thấp hèn thiên kiêu, những đại thế lực kia càng muốn mời chào, bồi dưỡng thành vì cường lực tay chân. Lĩnh vực chi môn, sóng nước dạo rực, đọng thật chặt. Hứa Viêm đi tới lĩnh vực chi môn phía trước, một cỗ lực lượng tuôn ra, khuấy động tại trên lĩnh vực chi môn, như nước gợn môn hộ, trở nên dâng trào lên. Lĩnh vực chi môn phía trước trong đại điện, phòng thủ hai tên tụ thần thiên nhân võ giả, riêng phần mình khoanh chân ngồi ở hai bên, yên lặng tu luyện. Phòng thủ lĩnh vực chi môn thuộc về Nhàn Xoa, kể từ huyết ma sự tình sau, lĩnh vực chi môn không giống trước kia, mở ra thường xuyên, đến nay hết thảy mở ra số lần rải rác. Tiến vào nội vực giả, càng là một cái tay đều đếm ra. Gần nhất mở ra là bởi vì Thủy Tinh cung Tiêu Minh cùng cái kia Bình Nhi. Nếu không phải hai người này, còn tại nội vực chưa về, bọn hắn đều nghĩ trực tiếp triệt để đóng lại lĩnh vực chi môn. Đến nỗi để cho nội vực võ giả đi vào, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lĩnh vực Linh Tông cũng không có nhắc đến nội vực võ giả tới lĩnh vực sự tình. Tựa hồ triệt để, đem cái kia hạ đẳng chi địa lên cao thông đạo đóng lại, liền có thể xuất hiện một chút ưu tú thiên kiêu, đều không cần. Chợt ở giữa, ông một tiếng, trong đại điện hai cây cây cột chấn động lên, một tầng như nước gợn sức mạnh, tại trên cây cột nhộn nhạo, một tầng nhàn nhạt quang hoa, tại trên cây cột lập lòe. À, là Tiêu Minh vẫn là cái kia lãng nữ lấy trở về. Từ cây cột ba động có thể đánh giá ra, muốn mở ra lĩnh vực chi môn người, thực lực không kém, cũng không phải là nội vực những cái kia võ giả có thể so. Mở ra ha, hai người này sau khi trở về, liền có thể triệt để đóng lại lĩnh vực chi môn. Một người khác mở miệng nói, giơ tay lên một đạo sức mạnh, rót vào cây cột bên trong, kéo theo cây cột hơi hơi chuyển động. Lĩnh vực chi môn mở ra, Hứa Viêm quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ bọn người, hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào lĩnh vực cánh cửa bên trong. Lý Huyền đột nhiên tâm niệm khẽ động, một đạo thần nguyên hóa thân trong nháy mắt đi theo Hứa Viêm tiến nhập lĩnh vực trong cánh cửa. Vừa tiến vào lĩnh vực chi môn, liền thấy được lĩnh vực chi môn ở vào hai ngọn núi lớn ở giữa, mà lĩnh vực chi môn phía trước là một tòa cung điện to lớn. Thần nguyên hóa thân chính muốn tiếp tục tiến lên xuyên qua cung điện, chợt theo lĩnh vực chi môn đóng lại, cùng bản tôn liên hệ, đột nhiên thấp xuống. Thần nguyên hóa thân thấy cảnh tượng, trong đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ muốn mất đi tương liên. Lý Huyền tâm niệm khẽ động, vốn chuẩn bị xuyên qua cung điện thần nguyên hóa thân, lúc này lui trở về lĩnh vực chi môn phía trước. Lĩnh vực chi môn đóng lại, khiến cho cùng thần nguyên hóa thân tương liên khoảng cách trên diện rộng rút ngắn. Lĩnh vực cùng nội vực phảng phất ở vào hai cái thiên địa. Lĩnh vực chi môn đóng lại, thần nguyên hóa thân phạm vi khống chế rút ngắn, cũng hợp tình hợp lý. Muốn đi vào cung điện, chỉ có Lý Huyền bản tôn tới gần lĩnh vực chi môn, cùng thần nguyên hóa thân rút ngắn khoảng cách mới được. Lĩnh vực chi môn phía trước, thần nguyên hóa thân tan vào cách đó không xa một khối đá bên trong, trở nên yên lặng. Tại lĩnh vực lưu cái thần nguyên hóa thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tỉ như có thể mở ra lĩnh vực chi môn. Dù sao, lĩnh vực chi môn chỉ có thể tại lĩnh vực mở ra, nếu là triệt để đóng lại, chẳng lẽ không phải không cách nào tiến vào lĩnh vực, đi thôi. Lý Huyền quay người rời đi, trở về Thương Lan đảo, lĩnh vực, Hứa Viêm từ lĩnh vực chi môn đi ra, lập tức tinh thần hơi rung động, lộ ra vẻ giật mình. Lĩnh vực linh khí vậy mà đầy đủ như thế, vượt qua nội vực 3 lần trở lên. Hắn là Sơn Hà linh thể, đối với linh khí cảm ứng càng mẫn cảm, vừa mới đi vào lĩnh vực cũng cảm giác được thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, thiên địa linh cơ cũng càng vì hoạt động mạnh. Hứa Viêm có chút hiểu rõ, nội vực không cách nào đột phá võ đạo thiên nhân cũng không phải là linh khí chưa đủ nguyên nhân. Dù sao tồn tại linh khí, tồn tại linh tinh, không có khả năng bởi vì linh khí nguyên nhân dẫn đến không cách nào đột phá. Đỉnh phong đại tông sư, cái nào thiếu linh tinh, đem linh tinh chất đống, sao lại thiếu linh khí? Cho nên, tại nội vực không cách nào đột phá võ đạo thiên nhân căn bản nguyên nhân, ngoại trừ công pháp, nguyên nhân căn bản nhất là thiên địa linh cơ không đủ hoạt động mạnh. Biên hoang bởi vì thiên địa linh cơ tiêu diệt, linh khí cuồng bạo, sinh linh không cách nào dẫn đường thiên địa linh khí, cho nên không cách nào tu luyện thành vì võ giả. Mà nội vực, bởi vì thiên địa linh cơ không đủ hoạt động mạnh, bởi vậy không cách nào đột phá võ đạo thiên nhân. Nội vực cùng lĩnh vực võ đạo tu luyện đều cùng thiên địa linh cơ cùng một nhịp thở, thiên địa linh cơ mạnh yếu quyết định võ đạo cảnh giới đề thăng. Vẫn là sư phụ truyền võ đạo cường đại, Hứa Viêm trong lòng cảm thán một câu, không có thiên địa linh cơ cũng có thể tu luyện, sẽ không nhận hạn chế. Cất bước tiến lên, rời đi lĩnh vực chi môn, nhất thiết phải từ đại điện đi qua. Đại điện bên trong, trấn thủ lĩnh vực chi môn hai vị võ giả đang muốn xem là Tiêu Minh vẫn là Bình Nhi trở về, hoặc hai người đồng thời trở về. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp vội vã chạy vào. Nhanh cho ta mở lĩnh vực chi môn, ta phải đi mấy người chi địa, chảo một chút giò đường heo chó. Đai Oánh Oánh vội vã chạy vào đại điện liền la hét đạo. Ở sau lưng nàng, một cái lão ẩu theo sát.
nguyên lai là Đái cô nương, một cái trấn thủ võ giả, ngơ ngác một chút nói, Đái Oánh Oánh, Đái gia thiên kiêu, trời sinh bảo thể, chính là Đái gia hòn ngọc quý trên tay, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Đoạn thời gian trước, chảo tầng dưới chót võ giả, chuẩn bị đi tìm tòi Thanh Thiên giao mộ, kết quả chọc chúng nộ. Một cái thiên nhân tán tu, tuyên bố muốn giết nàng, dọa đến Đái gia cường giả, một bên gia linh tinh, lấy tự nguyện làm thuê danh nghĩa, cho chụp tới tầng dưới chót võ giả đền bù, một bên phái người đuổi theo giết tên kia thiên nhân. Mà Đái Oánh Oánh cũng yên tĩnh một chút, không ngờ tới, nàng vậy mà chuẩn bị đi nội vực bắt người làm pháo hôi. Không tệ, là ta. Đái Oánh Oánh ngẩng lên đầu đạo, nội vực người hạ đẳng, có thể được bản cô nương vừa ý, làm gốc cô nương đi dò đường, là vinh hạnh của bọn hắn. Hai tên trấn thủ võ giả, không cảm thấy lời này có vấn đề gì. Đái cô nương nói là, vừa rồi linh vực chi môn mở ra, hẳn là thủy tinh cung người trở về, chờ một chốc lát, ta lại mở ra linh vực chi môn, để cho đái cô nương đi vào. Trấn thủ võ giả cười ha hả nói, hai người đều là tới từ Trịnh Quốc, mà Đái Oánh Oánh thế nhưng là Trịnh Quốc nhị hoàng tử vị hôn thê, thuộc về tương lai hoàng phi, thân phận cũng không bình thường. Nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh từ mặt hướng linh vực chi môn cửa điện bên ngoài đi đến. A, à, Đái Oánh Oánh hai con ngươi hơi hơi sáng lên, thiếu niên này thật tuấn lãng a, à, ngươi là người phương nào? Trấn thủ võ giả có chút mộng, nhìn về phía cửa điện bên ngoài, không nhìn thấy Tiêu Minh cùng Bình Nhi thân ảnh, chỉ có cái này một thiếu niên. Nội vực người, hắn không khỏi kinh ngạc, vừa rồi linh vực chi môn ba động, gõ cửa giả thực lực không kém, tuyệt không phải nội vực võ giả có thể làm được. Chẳng lẽ là Bình Nhi gõ cửa, để cho thiếu niên này đi vào? Thủy tinh cung vị kia, xưa nay rất đãng, nếu là nhìn thấy như thế tuấn lãng thiếu niên, sao lại không động tâm? Thế nhưng là Bình Nhi đưa ngươi vào tới, trấn thủ võ giả ngưng lông mày hỏi. Cái gì Bình Nhi? Không biết. Hứa Viêm nhìn về phía người trong đại điện, hai tên người canh giữ, thực lực tiểu thiên người, so Tiêu Minh không mạnh hơn bao nhiêu. Một thiếu nữ, thực lực đỉnh phong đại tông sư, cái tuổi này đỉnh phong đại tông sư, hẳn là thiên kiêu không thể nghi ngờ. Tên kia lão ẩu, thực lực tối cường, tiểu thiên người hậu kỳ, không có ở trong đại điện lưu lại ý tứ. Hứa Viêm cất bước liền hướng bên ngoài đại điện đi đến, những thứ này người không liên quan, hắn mới không để ý tới. Ngươi là nội vực võ giả? Trấn thủ võ giả sắc mặt có đen một chút, mở miệng hỏi, ngươi có ý kiến? Hứa Viêm hay hắn một cái, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Hai tên trấn thủ võ giả mặt đen lên, nhìn nhau, không khỏi kinh nghi. Nội vực, như thế nào sẽ có thực lực như thế võ giả? Chẳng lẽ, một cái ý tưởng đáng sợ, tại trong đầu của bọn họ nổi lên, huyết ma, trong lúc nhất thời. Hai người không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Hứa Viêm rời đi, không dám như phía trước như vậy, đối đãi nội vực tiến vào võ giả. Nếu thật là huyết ma, hai người nếu là ra tay, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Là huyết ma sao? Hắn không phải là bị Thái Miểu Tông vị kia giết sao? Hơn nữa, khá dài như vậy thời gian trôi qua, vẫn luôn chưa từng có tin tức của hắn, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Có khả năng hay không? Huyết ma thay đổi thân phận, điệu thấp làm việc, mới không có tin tức của hắn. Huyết ma Đông Sơn tái khởi, không phải lần đầu tiên. Không thể nào, huyết ma cũng không phải là người khiêm tốn. Hắn trương cuồng tự ngạo, hơn nữa tu luyện chính là sát sinh công pháp. Cái này cũng khó mà nói, dù sao huyết ma bị vây giết nhiều lần, nói không chừng hắn thay đổi ngày xưa phong cách hành sự đâu. Hai tên trấn thủ võ giả truyền âm cho nhau trò chuyện với nhau, càng là trò chuyện càng là cảm thấy kinh hãi. Huyết ma lần nữa Đông Sơn tái khởi, linh vực lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Đái Oánh Oánh nhìn một chút rời đi Hứa Viêm, vội vàng hỏi, hắn là nội vực võ giả? Đúng, không phải từ linh vực người tiến vào, nội vực võ giả không thể nghi ngờ. Một cái người canh giữ gật đầu nói, vừa định nhắc nhở một chút Đái Oánh Oánh không nên trêu chọc đối phương, kết quả Đái Oánh Oánh quay người liền đuổi theo, lão ẩu theo sát phía sau. Hai tên trấn thủ võ giả nhìn nhau, vô cùng ăn ý khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nếu thật là huyết ma, bọn hắn có thể trêu chọc không đi, liên lụy trong đó chắc chắn phải chết. Nếu không phải huyết ma, cái kia Đái Oánh Oánh đem người giết cũng liền giết dừng lại. Hứa Viêm mới từ trong đại điện đi ra, linh vực chưa quen cuộc sống nơi đây, đang suy nghĩ kế tiếp làm như thế nào hành động. Sau lưng một thanh âm truyền đến, có việc. Hứa Viêm ôm kiếm vào lòng phía trước, quay người lại nhìn lại đạo. Hắn đã nghĩ tới nhập môn nội vực, gặp phải Đỗ Ngọc Anh sự tình. Ngươi là nội vực võ giả? Đái Oánh Oánh ngẩng lên đầu, kêu căng hỏi. Không tệ, có gì chỉ giáo? Hứa Viêm lông mày khẽ nhíu một chút, thiếu nữ này thái độ có chút làm cho người phản cảm. Bản tiểu thư coi trọng ngươi, đi với ta một chuyến A, nếu là có thể sống sót, ngươi cái người hạ đẳng, liền có đại cơ duyên, bản tiểu thư sẽ phá lệ, nhờ ngươi tiến vào ta Đái gia vì tay sai. Đái Oánh Oánh cao cao tại thượng địa đạo.
Hứa Viêm ánh mắt do dự, hắn đã nghĩ tới Tiêu Minh, cũng là ngữ khí như vậy, bất quá hắn cho đều bị chính mình dương, muốn hay không đem đối phương cho đều dương. Hứa Viêm nhìn một chút Đái Oánh Oánh, lại nhìn một chút bên người nàng lão ẩu, một cái tiểu thiên người hậu kỳ võ giả che chở, có thể thấy được có chút bối cảnh. Ta mới tới linh vực là vì tích lũy nội tình, đột phá thần ý cảnh, không cần thiết gây phiền toái. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm quyết định không để ý tới đối phương, xoay người rời đi, tạm thời nhớ kỹ nàng, chờ chính mình đột phá thần ý cảnh sau, nếu là gặp lại, vẫn như cũ cao cao tại thượng như thế, miệt thị lấy chính mình, liền đem nàng cho đều cho dương. Đái Oánh Oánh gặp một lần Hứa Viêm trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không thấy nàng, từ trước đến nay cao cao tại thượng, bị cương triều đã quen, nơi nào chịu được khí này. Nhất là, đối phương là từ nội vực hạ đẳng chi địa mà đến. Làm càn, ngươi dám không nhìn bản tiểu thư, vốn là muốn mang ngươi đi Thanh Thiên Giao mộ, dò xét một chút lộ, nếu là may mắn không chết, ban thưởng ngươi cơ duyên, đã ngươi càn rỡ như thế, vậy thì đừng trách bản tiểu thư cho ngươi chút giáo huấn. Tức giận Đái Oánh Oánh, trực tiếp từ túi đựng đồ bên trong, lấy ra một cây roi tới. Ngươi cái này hạ đẳng chi địa tới, heo cho thứ đồ thông thường, bản tiểu thư thấy ngươi túi ra còn có thể. Phá lệ dẫn ngươi đi Thanh Thiên Giao mộ dò đường, ban thưởng ngươi cơ duyên, dám như thế không nhìn bản tiểu thư, cho ta xem đánh. Ngang tàng hống hách đã quen Đái Oánh Oánh, trường tiên hất lên, bộp một tiếng, quăng một cái roi hoa, liền hướng về Hứa Viêm cổ quấn quanh mà đi. Đầu này roi, không biết giáo huấn bao nhiêu không nghe lời hạ đẳng võ giả, quất chết không phải một cái hai cái. Sớm đã thông thạo vô cùng, trực tiếp liền hướng Hứa Viêm cổ quấn đi, chuẩn bị đem người kéo tới, lại hung hăng quật. Hứa Viêm vốn đã không muốn tính toán, kết quả đối phương chẳng những há miệng chính là heo chó thứ đồ thông thường nhục mạ mình, càng là trực tiếp động thủ, muốn quất chính mình, lập tức liền nổi giận. Nàng này đi lên đường đến chỗ chết, vậy thành toàn cho nàng. Thanh Thiên Giao mộ chẳng lẽ là bảo địa? Đái Oánh Oánh trong miệng Thanh Thiên Giao mộ đưa tới chú ý của hắn, đưa tay một chảo, bắt được phất tới trường tiên, bỗng nhiên kéo một cái, Đái Oánh Oánh kinh hô một tiếng, thân hình hướng hắn bay tới, làm càn, tên kia lão ẩu giận dữ, ầm vang ra tay, đánh tới Hứa Viêm. Nàng rất tự tin, lấy chính mình tiểu thiên người hậu kỳ thực lực, đối phương làm bị thương tiểu thư phía trước, liền sẽ bị nàng diệt đi. Hứa Viêm đang mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, thậm chí ngay cả kiếm đều không rút ra, đưa tay một chưởng vỗ ra, kim long gào thét mà ra, long uy cuốn lấy một cỗ tinh tế gió nhẹ, nhào về phía lão ẩu. Tốn Phong kiếm ý, ông, lão ẩu chợt chỉ cảm thấy ý thức kịch liệt đau nhức, phảng phất yếu ớt ánh nến, bị cùng phong thổi tắt, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Kim long gào thét, trong nháy mắt đem lão ẩu công kích, đều oanh diệt, thuận thế đem thần hồn ý thức biến mất lão ẩu, oanh sát thành cho. Mà giờ khắc này, Đái Oánh Oánh cổ đã rơi vào Hứa Viêm trên bàn tay. Cứu, Đái Oánh Oánh vừa mở miệng chuẩn bị hô cứu mạng, kết quả phát hiện, lão ẩu đã hóa thành cho bụi. Lập tức sắc mặt trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn qua Hứa Viêm, cái này nội vực tới người hạ đẳng, vì cái gì mạnh như thế? Không, tuyệt đối không phải nội vực tới, hai tên khốn kiếp kia lừa chính mình. Đừng có giết ta, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ta là Đái gia đại tiểu thư Đái Oánh Oánh, vị hôn phu ta là Trịnh Quốc nhị hoàng tử. Bây giờ, Đái Oánh Oánh chỉ có thể chuyển ra bối cảnh tới dọa người. Nói một chút, nàng đột nhiên lại kiêu ngạo, tựa hồ đột nhiên ý thức được, bối cảnh của chính mình rất đáng sợ, đối phương nếu là giết nàng, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên không dám đối với nàng như thế nào. Ngươi mau thả ta, nếu là thả ta, chuyện này xóa bỏ, bằng không đả thương ta, liền muốn đối mặt Đái gia cùng Trịnh Quốc hoàng thất truy sát. Nàng còn không có hoàn toàn cuồng đến cùng, làm ra thỏa hiệp, thả nàng ân oán liền xóa bỏ. Đương nhiên, trong lòng suy nghĩ, thoát đi sau đó, nhất định muốn giết người này, hành hạ chết hắn. Chợt, trên cổ tay lực đạo căng thẳng, bóp sắc mặt nàng đỏ lên, dãy dụa thân thể mềm mại, lại là dãy dụa không nổi, một thân thực lực, đều tựa như biến mất. Bây giờ, nàng hoảng sợ không thôi, Hứa Viêm bàn tay hơi hơi buông lỏng, nói, Thanh Thiên Giao mộ, là cái gì, ở nơi nào? Ta nói, Thanh Thiên Giao mộ tại Trịnh Quốc. Đái Oánh Oánh vội vàng đem Thanh Thiên Giao mộ sự tình, rõ ràng mười mươi mà tất cả đều nói hết. Đây là linh vực nơi nào? Giới thiệu một chút. Hứa Viêm hỏi tiếp. Đái Oánh Oánh kinh nghi mà nhìn qua hắn. Đối phương thật là từ nội vực tới võ giả. Nhưng, hạ đẳng chi địa, làm sao có thể có như thế thực lực khủng bố? Đây là linh vực 18 châu một trong Ngọc Châu, Trịnh Quốc vị trí. Đái Oánh Oánh run giọng giới thiệu. Hứa Viêm cũng không trông cậy vào, nàng có thể giới thiệu bao nhiêu. Hắn chỉ muốn hiểu rõ đại khái một chút, thân ở linh vực chỗ nào mà thôi. Ngươi mau thả ta đi. Bằng không ta Đái gia, Trịnh Quốc hoàng thất, sẽ không tha người. Đái Oánh Oánh đem Đái gia thực lực, cùng Trịnh Quốc thực lực, phóng đại giới thiệu một phen. Trong đôi mắt,
lại khôi phục mấy phần kiêu căng, lời nói mang theo uy hiếp địa đạo. Hứa Viêm mặt không biểu tình, đem nàng trên người túi đựng đồ lấy tới, đem nàng thả ra. Đại Oánh Oánh vội vàng hướng đại điện chạy tới, vừa tức giận oán độc đạo: "Ngươi cái người hạ đẳng, heo chó thứ đồ thông thường, chờ đó cho ta." Hứa Viêm xoay tay lại một chưởng vỗ ra, liền cất bước rời đi. Oanh, Đại Oánh Oánh hóa thành cho bụi tiêu tán, mà Hứa Viêm thân hình đằng không mà lên, đi tới Thanh Thiên Giao mộ. Vừa vào linh vực, liền gặp phải loại này bảo địa muốn mở ra, bích giao cây, mắt rồng quả, đều là đồ tốt a, có thể tích lũy nội tình, đột phá lúc thăng hoa thuế biến bản thân. Nếu là bên trong có giao long huyết nhục, vừa vặn thích hợp sư đệ uẩn dưỡng nhục thân, tích lũy nhục thân nội tình, vì đột phá bất diệt kim thân tăng thêm nội tình. Thanh Thiên Giao mộ hắn nhất định phải được. 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể tiến vào bên trong, hắn đều điều kiện phù hợp. Đến nỗi, tán tu đều không tham dự quy tắc ngầm, Hứa Viêm không nhìn thẳng. Đại Oánh Oánh nàng này, ngang ngược phách lối, tất nhiên muốn tự tìm đường chết, vậy thành toàn cho nàng. Đến nỗi sau lưng Đái Gia, cùng Trịnh Quốc Hoàng thất, Hứa Viêm cũng không quá quan tâm, ẩn giật thuật vừa thi triển, tránh thoát truy sát không có vấn đề gì cả. Chỉ có linh vực trong cánh cửa trấn thủ võ giả mới thấy qua chính mình mà thôi, huống hồ tất yếu thời điểm, có thể thay đổi một chút dung mạo. Đến nỗi không giết linh vực chi môn người canh giữ, chủ yếu là đối phương không có đắc tội hắn, cũng không có xuất thủ cứu Đái Oánh Oánh, tất nhiên không đắc tội chính mình, Hứa Viêm cũng không phải lạm sát người. Trong đại điện, hai tên trấn thủ võ giả bây giờ một mặt mồ hôi lạnh. Kẻ này có thể là huyết ma không thể nghi ngờ. May mắn không có ra tay, bằng không chết chắc, ngay cả cho đều không để lại tới loại kia. Đái Oánh Oánh ngang ngược quen rồi, có đường đến chỗ chết, cho nên lần này chết, muốn hay không báo lên, hư hư thực thực huyết ma trở về. Bên trái người canh giữ trầm giọng hỏi, hắn phải chăng huyết ma, chỉ là ngươi ta ngờ tới, huống chi liền xem như huyết ma, hắn chỉ sợ đã không có tu luyện sát sinh chi pháp. Phải biết, trước đây Thái Miểu Sơn vị kia, tiến nhập nội vực. 20 năm trước, Mộc Gia Phong Lưu Tử cũng tiến vào nội vực, nếu là huyết ma coi là thật sống sót, ngươi cảm thấy thế nào? Bên phải người canh giữ trầm giọng nói, tê, bên trái người canh giữ mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ giật mình, nói, ngươi nói là, huyết ma nếu là quả thật sống sót, lại không lại tu luyện sát sinh công pháp, cái này sau lưng. Càng nghĩ càng kinh hãi, trong này nước rất sâu. Bên phải người canh giữ nói tiếp, cho dù không phải như thế, ngươi ta thả huyết ma trở về, mặc dù sai không ở ngươi ta, nhưng ngươi cảm thấy, những cái kia cao cao tại thượng luyện thần thiên nhân, sẽ tha thứ ngươi ta, chắc chắn phải chết. Chính như ngươi ta, dù là biết những tông sư kia võ giả, chưa hẳn liền phạm sai lầm, nhưng phiền muộn phía dưới, cũng sẽ tiện tay giết. Mà ngươi ta, tại trước mặt luyện thần thiên nhân, chẳng lẽ không phải như thế? Bên trái người canh giữ thần sắc căng thẳng, hai người xuất thân bình thường, thuộc về Trịnh Quốc trong Hoàng Thất Vệ, phụ trách trấn thủ linh vực chi môn người một trong. Cùng những cái kia linh tông thiên nhân so sánh, thân phận chênh lệch quá lớn. Huyết ma cho linh vực đông đảo linh tông cường giả, lưu lại bóng tối, thế nhưng là rất lớn. Nói là chết, không nói có thể cũng chết, nhưng bây giờ nói, sống không được mấy ngày, mà giấu giếm thẳng đến sự việc đã bại lộ, còn có thể sống được lâu một chút. Huống hồ, thời gian kéo dài lâu, chưa hẳn không có đổi đến, dù sao Thủy Tinh Cung hai vị tiến nhập nội vực, chưa trở về. Bên phải người canh giữ tiếp tục nói, đúng, giấu giếm. Bên trái người canh giữ hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Đái Oánh Oánh cái chết, nên như thế nào? Hắn cau mày lại hỏi, người ta gặp qua nàng, tới một chuyến, cảm thấy nội vực người hạ đẳng, quá rác rưới, không xứng dò đường, cho nên lại đi, đến nỗi chết ở đâu, người ta làm sao biết? Không phải có một vị tán tu thiên nhân tuyên bố muốn tiêu diệt nàng đi, coi như chuyện này là đối phương làm. Bên phải người canh giữ chấn định mà đạo, Đái Oánh Oánh cùng nàng hộ đạo thiên nhân cũng đã chết, cho đều không thừa, trừ bọn họ hai người, cùng hung thủ bên ngoài, không có những người khác biết. Vậy liền như thế đi. Bên trái người canh giữ trịnh trọng gật đầu. Hai người tiếp tục tu luyện, quyền đương vô sự phát sinh, linh vực chi môn cũng chưa từng mở ra. Chỉ là, trong lòng hai người đã có ăn ý, về sau nếu là có nội vực người đi vào, nhất định không thể tùy tiện đánh chửi. Vạn nhất cùng huyết ma có liên quan, chẳng lẽ không phải giống như Đái Oánh Oánh, có đường đến chỗ chết. Đồng thời trong lòng thầm mắng Tiêu Minh cùng Bình Nhi, đi nội vực, vậy mà chậm chạp không về. Nếu không phải hai người này cũng là linh tông người, tất nhiên nhốt linh vực chi môn, để cho bọn hắn tại nội vực ngốc đủ. Hứa Viêm tiến vào linh vực sau, Lý Huyền một đoàn người liền trở về Thương Lan đảo. Vừa rời đi Thương Bắc chi địa, Lý Huyền nhìn thấy đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Đồ đệ ngươi một trưởng diệt sát tiểu thiên người, ngươi kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm. Lý Huyền lúc này mới vừa tiến vào linh vực a, liền giết một cái tiểu thiên người, không sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến đây đi.
Lý Huyền nhớ tới Hứa Viêm trước đây tiến vào nội vực, không bao lâu liền bắt đầu giết tông sư, mà lần này tiến vào linh vực là biết bao tương tự à, sẽ không theo tiến vào nội vực một dạng, thường thường giết tiểu thiên người à. Lý Huyền đột nhiên có chút tê, tu luyện ẩn dật thuật, dù là gặp phải luyện thần thiên nhân truy sát, cũng có thể tránh thoát được, vấn đề không lớn. Hứa Viêm không phải nhập môn vũ đạo giới tiểu bạch, xông xáo vũ đạo giới kinh nghiệm tương đối phong phú. Hơn nữa, Hứa Viêm không phải thẳng thắn người, đánh không lại lập tức liền sẽ chuồn đi. Một đoàn người trở lại Thương Lan đảo, Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú đều tiếp tục tu luyện, chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày lần sau tiến vào linh vực. Mà Hứa Mẫu lần này cũng nảy sinh ác độc, lần nữa chăm chỉ tu luyện. Vì không trở thành nhi tử bảo bối liên lụy, nàng bây giờ lần đầu tiên một ngày tu luyện 2 canh giờ. Thạch Nhị, Chu Anh cũng tại cố gắng tu luyện, đã phân biệt đột phá tiên thiên tiểu thành, tiên thiên đại thành. Hứa Quân Hà thực lực cũng tăng lên tới tiên thiên cảnh đại thành. Lý Huyền cũng bớt thì giờ, chỉ điểm một chút hắn, linh vực, Ngọc Châu, Trịnh Quốc. Toàn bộ Trịnh Quốc lớn nhất thịnh sự, tự nhiên là Thanh Thiên Giao mộ phát hiện. Linh Tông, Thế Gia nhao nhao phái ra thế hệ trẻ tuổi, chuẩn bị tiến vào Thanh Thiên Giao mộ, thu hoạch bảo vật bên trong. Thanh Thiên Giao trong mộ, ngoại trừ bích giao cây cùng mắt rồng quả, tất nhiên còn có những bảo vật khác, thậm chí vô cùng có khả năng có Thanh Thiên Giao cả đời cất giữ. Thân là linh thú nhất tộc, uy danh hiển hách tồn tại, Thanh Thiên Giao đã từng ngang ngược 18 châu, từng thôn phệ luyện thần thiên nhân, vô cùng cường đại. Nghe đồn, hắn muốn lột xác trở thành trong truyền thuyết chân long, tựa hồ thất bại, cuối cùng không biết tung tích, không có ai biết hắn vẫn lạc tại nơi nào. Linh vực vũ đạo giới, chợt có nghe đồn Thanh Thiên Giao, tại lúc sắp chết, cho mình kiến tạo một ngôi mộ lớn, lại vẫn luôn không cách nào xác nhận. Bây giờ Thanh Thiên Giao mộ bị phát hiện, lập tức đưa tới Ngọc Châu vũ đạo giới các đại linh tông cùng thế gia chú ý, liền Ngọc Châu đệ nhất linh tông, Ngọc Thần Tông đều phái thiên kiêu đến đây. Thậm chí có nghe đồn, linh thú nhất tộc cũng có ý tham dự vào, nhưng Ngọc Châu không phải linh thú phạm vi thế lực, nếu là tham dự vào, đối với linh thú mà nói là tồn tại nguy hiểm. Linh thú đối với nhân tộc võ giả mà nói cũng là một loại bảo vật, tỉ như túi đựng đồ, chính là dùng thôn sơn thiềm chế tạo thành, mà thôn sơn thiềm liền thuộc về linh thú một loại, chỉ là phần lớn phẩm giai không cao, hơn nữa sinh sôi nhanh, càng có linh tông cùng thế gia nuôi dưỡng, lúc này mới có thể cung ứng bên trên cần khổng lồ túi đựng đồ số lượng. Trịnh Quốc, Hắc Vân Đầm lầy phía trước, một đám linh tông cùng thế gia thiên kiêu lần lượt mà đến, riêng phần mình chiếm giữ vị trí có lợi, chờ đợi tiến vào Thanh Thiên Giao mộ. Có thể tới đây võ giả cũng là 30 tuổi trở xuống thiên kiêu, ngoại trừ giải rác mấy cái thiếu niên mười mấy tuổi nam nữ bên ngoài, những người còn lại thực lực yếu nhất cũng là tiểu thiên người sơ kỳ. Tại 30 tuổi phía trước đột phá võ đạo thiên nhân tụ thần cảnh, tại linh vực cũng là nhân vật thiên kiêu, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra đều là đại thiên nhân võ giả. Đến nỗi luyện thần thiên nhân cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều có thể đạt tới. Bên trên đầm lầy Hắc Vân mọc đầy tinh tế màu đen độc thảo, gió thổi phật mà qua, giống như hắc vân phiêu động. Toàn bộ đầm lầy bên trên hắc vụ nhiễu, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong ao đầm một tòa núi lớn đứng sừng sững, đó là Hắc Nham Sơn, toàn thân màu đen nham thạch, ẩn chứa kịch độc. Nghe đồn là quanh năm suốt tháng bị độc chướng nhuộm dần mà đã biến thành màu đen. Thanh Thiên Giao mộ chính là tại Hắc Nham Sơn. Hắc Vân Đầm lầy độc chướng tràn ngập, dù cho là đại thiên nhân võ giả cũng không cách nào thời gian dài dừng lại. Những độc chất này chướng sẽ ăn mòn võ giả sức mạnh, đối với tiến vào võ giả mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Độc chướng đã bắt đầu trở thành nhạt, dựa theo ghi chép, Hắc Vân ao đầm độc chướng mỗi năm đều có thời gian 10 ngày sẽ thành nhạt tiêu thất, mà 10 ngày sau mới có thể một lần nữa tràn ngập ra. Này 10 ngày chính là tiến vào Thanh Thiên Giao mộ cơ hội. Theo Thanh Thiên Giao mộ bị phát hiện, Hắc Vân ao đầm tạo thành, phần lớn hoài nghi là Thanh Thiên Giao lưu lại bố trí tạo thành. Căn cứ vào ghi chép, Thanh Thiên Giao thực lực cường hãn, lại thể nội ẩn chứa một cái túi độc. Chính là hắn tu luyện được một loại cường đại độc công, dù cho là luyện thần thiên nhân cũng có thể hạ độc chết, phi thường khủng bố. Mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Vân đầm lầy nơi nào đó. Đây là một khối nhô ra dốc núi, khoảng cách Hắc Vân đầm lầy khá gần, lại độc chướng sẽ không tràn ngập đến nơi đây. Là một chỗ có lợi chi địa, đó là Đái Gia người. Nhìn thấy buông xuống mấy thân ảnh, có võ giả thấp giọng đường rẽ. Đái Gia, muốn quật khởi, chỉ sợ có cơ hội trở thành Ngọc Châu nhất lưu thế gia. Có người cảm thán một tiếng nói, Đái Gia, tại Ngọc Châu chỉ là nhị lưu thế gia, nhưng mà thế hệ này hậu bối, ra đài oánh oánh cái này một cái thiên kiêu, lại leo lên trên Trịnh Quốc hoàng thất. Ý vị này, Đái Gia có như vậy một chút xíu cơ hội, có thể leo lên trên siêu nhiên linh tông. Trịnh Quốc hoàng thất, bởi vì trấn thủ linh vực chi môn nhiệm vụ, trực tiếp nghe lệnh mấy cái siêu nhiên linh tông, dù cho tại Ngọc Châu, thực lực không phải tối cường,
lại là không có thế lực nào dám đắc tội. Bao nhiêu nhị tam lưu thế gia, Linh Tông muốn cùng Trịnh Quốc Hoàng thất thông gia, nhưng mà Trịnh Quốc Hoàng thất ánh mắt quá cao, sẽ không tùy tiện cùng với những cái khác thế lực thông gia. Đài Oánh Oánh sinh nhi có bảo thể, tiện sát vô số thiên kiêu, Trịnh Quốc Hoàng thất cũng ưu ái nàng này, cho nên Đái gia thuận lợi cùng Trịnh Quốc Hoàng thất đám hỏi. Oánh Oánh thế nào còn chưa tới? Đái Tuấn đảo mắt một vòng, cau mày nói, tiểu thư nói là đi nội vực hạ đẳng chi địa, chảo một số người tới dò đường. Bên cạnh một cái người hầu mở miệng nói, hạ đẳng chi địa bên trong võ giả, thực lực chênh lệch kình, chụp tới có ích lợi gì? Đái Tuấn lắc đầu, cái kia cuồng ngôn muốn giết Oánh Oánh gia hỏa đã tìm được chưa? Phát hiện tung tích, đang bị trong đuổi giết, hắn sống không được bao lâu. Đái Tuấn nghe vậy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn ra xa hắc vân đầm lầy, xuyên thấu qua tràn ngập độc trướng, mơ hồ có thể thấy được cái kia một tòa núi cao. Hắc vân đầm lầy phía trước, có một tảng đá lớn, khoảng cách hắc vân đầm lầy gần nhất. Nhưng độc trướng lại không có tràn ngập đến trên đá lớn, chỗ này vị trí là hắc vân đầm lầy bên cạnh, cao nhất vị trí một trong. Tại chỗ Linh Tông cùng thế gia, cũng không có người chiếm giữ một khối này cự thạch, tựa hồ chấp nhận, đây là thuộc về một thế lực vị trí. Tại linh vực, đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi khi có thịnh sự, một khi xác định có nhất lưu Linh Tông hoặc thế gia tham dự, như vậy còn lại hai tam lưu thế lực đều biết ăn ý đem nên thuộc về nhất lưu thế lực vị trí để chống, tuyệt đối sẽ không bởi vì tới sớm mà đi chiếm giữ dạng này vị trí, bằng không tất nhiên sẽ rước họa vào thân. Cái này tại linh vực đã là quy củ bất thành văn. Cũng chính là như thế, một khối này cự thạch mặc dù vị trí tuyệt hảo lại bằng phẳng, lại không có còn lại thế lực đem hắn chiếm giữ. Hứa Viêm từ Đái Oánh Oánh trong miệng biết được Thanh Thiên Giao mộ, hắn lúc này quyết định tham dự tìm tòi Thanh Thiên Giao mộ, chỗ này bảo địa tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu là thuận lợi, hắn rất nhanh liền có thể góp nhặt đầy đủ nội tình đột phá thần ý cảnh. Linh vực thật sự giàu có a. Hứa Viêm tra xét túi đựng đồ Đái Oánh Oánh, sau đó không khỏi cảm thán một tiếng. Bên trong kém nhất linh dược cũng là lục phẩm linh dược, trong đó tứ phẩm linh dược đều có mấy gốc, đến nỗi những cái kia bình bình lọ lọ cũng là linh dược chế tác dược hoàn, tại trong mắt Hứa Viêm thuộc về phung phí của trời. Mặc dù dùng các loại linh dược cấp không thấp, nhưng công hiệu thua xa trên người hắn mang theo đan dược. Linh vực tựa hồ cũng có giống linh phiếu đồ vật, bất quá cũng không phải là xuất từ một thế lực, mà là mấy cái thế lực. Hứa Viêm tại trong Đái Oánh Oánh túi đựng đồ phát hiện ba loại khác biệt linh phiếu. Linh phiếu số lượng không nhiều, mà càng nhiều hơn chính là linh tinh. Linh vực linh tinh so nội vực muốn tốt không ít, ẩn chứa linh khí càng nhiều. Hứa Viêm chật chật không thôi, những thứ này linh tinh một cái so ra mà vượt nội vực 5-6 mai linh tinh lượng linh khí, bên người mang theo hơn vạn linh tinh, quả nhiên là cái tiểu phú bà, đáng tiếc có đường đến chỗ chết. Nếu là giống Đỗ cô nương khẳng khái, sẽ không phải chết đi. Hứa Viêm lắc đầu, phía trước chính là đầm lầy hắc vân, xa xa liền thấy phía trước một mảnh đen thùi lùi, cần phải chính là Đái Oánh Oánh trong miệng nói tới Thanh Thiên Giao mộ địa điểm hắc vân đầm lầy. Những độc chất này chướng có chút lợi hại a. Đi tới hắc vân đầm lầy phía trước, Hứa Viêm không khỏi líu lưỡi, dù cho lấy trước mắt hắn thực lực, tiến vào bên trong ngây ngốc một ngày một đêm, chân nguyên cũng sẽ tiêu hao hơn phần nửa. Khó trách, linh vực võ giả đều đang đợi chờ lấy độc trướng tiêu tan mới tiến vào Thanh Thiên Giao mộ đâu. Hứa Viêm nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ mấy cái trẻ tuổi thiếu niên nam nữ, những người còn lại cũng là gần tới 30 tuổi, lại thực lực yếu nhất cũng là tiểu thiên người sơ kỳ. Tối cường một người là một tên thanh niên mặc áo bào xanh, tiểu thiên người hậu kỳ. Đối phương chỉ có một người, tự mình chiếm giữ một nơi đẹp đẽ. Hứa Viêm nhìn thấy cái kia một khối trống không cự thạch, lúc này liền rơi vào trên đá lớn. Nơi này, hắn muốn, đến nỗi quy củ gì, Hứa Viêm không biết. Hắn đối với linh vực hiểu rõ cũng không nhiều, Đái Oánh Oánh mặc dù giới thiệu một chút, nhưng quá thô sơ giản lược. Hơn nữa, Đái Oánh Oánh cũng không biết cái gì đều nói. Hứa Viêm đến, lập tức đưa tới tại chỗ một đám võ giả chú ý, mà nhìn thấy hắn chiếm giữ khối cự thạch này, cũng là khẽ giật mình. Hắn là nhất lưu linh tông hoặc là thế gia thiên kiêu. Nhìn hắn mặc, ta Ngọc Châu chưa từng có như thế một cái thế gia cùng linh tông. Sẽ không phải là tán tu à? Nói mò gì, tán tu sao dám chiếm giữ chỗ kia chỗ? Một đám võ giả đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Linh vực vũ đạo giới thế gia cùng linh tông đều có riêng phần mình trang phục tiêu chí, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là đến từ cái nào thế gia, đến từ cái nào linh tông. Đối với Ngọc Châu tất cả thế lực mà nói, lẫn nhau trang phục tiêu chí đều đã quen thuộc. Mà Hứa Viêm, mặc dù không tính phổ thông, nhưng mà không có chút nào bất luận cái gì linh tông cùng thế gia trang phục tiêu chí, phảng phất là một kẻ tán tu. Thịnh sự như thế, không có thế lực nào thiên kiêu sẽ không mặc thuộc về bản thế lực phục sức. Đến nỗi tán tu giả mạo, cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà những tán tu này, cho cốt đều bị dương.
mà có thể có này gan giả mạo thế gia cùng Linh Tông tán tu, phóng nhãn Ngọc Châu, cũng không có mấy người có can đảm này. Chẳng lẽ là Ngọc Châu bên ngoài thế lực? Có võ giả nghi ngờ nói, không giống a, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thế gia cùng Linh Tông tiêu chí, nhìn thế nào đều giống như tán tu a. Có khả năng hay không, hắn không có mặc bản gia trang phục đâu. Bực này thịnh sự, đông đảo thế lực hội tụ, sao lại không mặc? Thứ nhất có thể uy hiếp thế lực nhỏ, thứ hai dù là chết, cũng có thể bị người ta biết thuộc về thế lực nào, để cho bản thế lực cường giả là hắn báo thủ. Còn lại võ giả nghe xong, cảm thấy có đạo lý, cho nên vị này thật là tán tu. Trịnh Quốc, lúc nào ra một cái tán tu, cuồng vọng như thế? Trong lúc nhất thời, các đại thế lực thiên kiêu đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Khối cự thạch này, ngầm thừa nhận thuộc về Ngọc Châu nhất lưu thế gia, Thẩm gia vị trí. Một cái tán tu, dám chiếm giữ vị trí nhất lưu thế gia, đây là ngại sống được quá lâu à. Hơn nữa, thực lực thiếu niên này, tựa hồ mới đại tông sư cảnh. Tu vi như thế, cũng dám tham dự Thanh Thiên Giao mộ tìm tòi, đây là tới chịu chết à. Hứa Viêm không biết linh vực những quy củ này, gặp cự thạch không người chiếm giữ, hắn lúc này liền chiếm cứ xuống. Đối với hắn mà nói, tới trước tới sau, hắn tới trước, nơi này liền về hắn. Đến nỗi quy củ, đó là kẻ yếu mới tuân thủ, mặc dù hắn tại linh vực không tính là mạnh cỡ nào, nhưng phóng nhãn Hắc Vân đầm lầy, tại chỗ những thứ này, không một là đối thủ của hắn. Hắn là người mạnh nhất, chiếm giữ chỗ này đất lành, rất hợp lý. Nhìn về phía độc chướng lượn quanh Hắc Vân đầm lầy, Hứa Viêm không khỏi trầm ngâm. Ta có sư muội luyện chế giải độc đan, tị độc đan, những độc chất này chướng cũng có thể chống lại, muốn hay không trước một bước tiến vào Thanh Thiên Giao mộ. Những độc chất này chướng nhìn như kịch liệt, có thể ăn mòn chân nguyên, trong độc chướng, thời thời khắc khắc đều phải tiêu hao chân nguyên chống cự, không cách nào ngốc thời gian quá dài. Hơn nữa, một khi gặp phải nguy hiểm, lại muốn chống cự độc chướng, lại muốn ứng đối nguy hiểm, sẽ bận tíu tít, một thân thực lực không cách nào thi triển ra. Cái này cũng là các đại thế lực muốn chờ độc chướng tán đi thời điểm mới tiến vào Thanh Thiên Giao mộ nguyên nhân. Hứa Viêm mang theo Tố Linh Tú luyện chế giải độc đan cùng với tị độc đan, có thể không tiêu hao chân nguyên chống cự độc chướng, một khi tao ngộ nguy hiểm cũng có thể ra tay toàn lực, không thể lỗ mãng. Nhập môn linh vực, những thứ này bảo địa tồn tại cái uy hiếp gì còn không hiểu rõ, vẫn là chờ một chút à. Hứa Viêm nghĩ lại, liền từ bỏ sớm tiến vào Thanh Thiên Giao mộ dự định. Hắn nhìn về phía linh vực các đại thế lực thiên kiêu, cơ hồ tất cả mọi người đều mang theo vài tên đỉnh phong đại tông sư thực lực võ giả, hơn nữa những võ giả này từng cái sắc mặt trắng bệch, một bộ đụng một cái thần sắc. Nếu là đoán không lầm, những võ giả này chính là Đái Oánh Oánh nói tới dùng để dò đường võ giả. Thanh Thiên Giao mộ hẳn là tồn tại một chút nguy hiểm, trong đó nguy hiểm nhất hẳn là kịch độc, cho nên để cho người ta sớm dò đường, cùng cái này một số người cùng một chỗ tiến vào, có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Ngược lại ở đây không có ai có thể tranh đến qua ta. Hứa Viêm nghĩ như thế, liền tại trên đá lớn ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ võ đạo. Không phải hắn tự phụ, đang ngồi tất cả mọi người dù cho liên thủ cũng không làm gì được hắn. Sau một ngày, Hắc Vân ao đầm độc chướng lại trở thành nhạt một chút. Lại có 3 năm ngày, độc chướng sẽ tạm thời tiêu tan, đến lúc đó chính là tiến vào Thanh Thiên Giao mộ thời cơ. Hai thân ảnh bay tới, một người cầm đầu chính là thanh niên nam tử mặt hơi tròn, một người khác nhưng là một cái tùy tùng tới Hắc Vân đầm tất cả thế lực thiên kiêu. Lập tức tinh thần hơi rung động, nhìn về phía Hứa Viêm khoanh chân ngồi ở trên đá lớn, không khỏi lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê. Không ít người dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết. Ngọc Châu nhất lưu thế gia Thẩm gia, lần này đến đây Thanh Thiên Giao mộ thiên kiêu Thẩm Hải Chu. Khối cự thạch này, đó là thuộc về vị trí Thẩm gia. Thẩm Hải Chu mang theo tùy tùng, ngạo nghễ mà đến, phóng nhãn toàn bộ Hắc Vân đầm lầy, ngoại trừ Ngọc Thần Tông, không một cái thế lực có thể so ra mà vượt Thẩm gia. Ở đây, hắn cao cao tại thượng, hướng về đã ngầm thừa nhận thuộc về Thẩm gia vị trí bay đi, đột nhiên khẽ giật mình. Trên đá lớn, khoanh chân ngồi một người. Cái nào Linh Tông hoặc thế gia người, chẳng lẽ so ta Thẩm gia càng mạnh hơn? Thẩm Hải Chu khẽ giật mình, dám đem nguyên bản thuộc về vị trí của hắn chiếm lấy, đối phương sở thuộc thế lực, tất nhiên là muốn mạnh hơn Thẩm gia mới là. Bằng không, đây là tại phá hư quy củ, mục vô tôn tì. Chỉ là trên đá lớn thiếu niên, dường như là một kẻ tán tu, hơn nữa thực lực chẳng ra sao cả. Hắn không khỏi lông mày nhíu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ không vui. Chỉ là một kẻ tán tu, dám can đảm chiếm giữ nguyên bản thuộc về nhất lưu thế gia vị trí. Đây là tự tìm đường chết. Tán tu sẽ có lá gan lớn như vậy. Thẩm Hải Chu tính tình cẩn thận, khiến cho hắn không có thứ trong lúc nhất thời, chấn áp thô bạo mà đi. Thiếu gia, ta đi rớt hắn, vậy mà làm bẩn thiếu gia đất lành. Bên người hắn tùy tùng tức giận nói, tiên phong trục, không cần hạ sát thủ.
Thẩm Hải Chu trầm ngâm một chút phân phó nói, thiếu gia là, tùy tùng muốn nói điều gì, bất quá vừa nghĩ tới thiếu gia nhát gan tính tình cẩn thận, lời đến khóe miệng, chỉ có thể nghe theo phân phó. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đá lớn, đang tại lĩnh hội võ đạo Hứa Viêm, lông mày nhíu một cái, nói, nơi này có người, tiểu tử, đây là ta Thẩm gia chỗ, ngươi quá phận quy củ, lăn ra ngoài, khác tìm địa phương à. Thẩm gia tùy tùng lạnh giọng mở miệng, đồng thời khí thế phun trào, thiên nhân chi uy trấn áp mà đến, tiểu thiên nhân trung kỳ võ giả. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lãnh đạm nói, ở đây khác ngươi Thẩm gia tên, nơi vô chủ, xem trọng cái tới trước tới sau, ta tới trước tự nhiên thuộc về ta, không muốn chết liền lăn, bằng không đừng trách ta ra tay không lưu tình. Đối phương mưu toàn lấy khí thế đè người, Hứa Viêm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thẩm gia tùy tùng lập tức giận dữ, hắn nhìn một chút trang phục Hứa Viêm, tuyệt đối là tán tu không thể nghi ngờ. Vậy mà cuồng vọng như thế, nếu là không lôi đình chấn sát, Thẩm gia nhất lưu thế gia uy nghiêm ở đâu? Tiểu tử, dám can đảm mạo phạm nhất lưu thế gia chi uy, ngươi phải bị tội gì, chết đi. Cái gì khu trục, cẩn thận, đã sớm bị tùy tùng quên đi. Đưa tay một chảo, một đạo chảo ấn ầm vang xuống, đánh tới Hứa Viêm. Hứa Viêm ánh mắt lạnh lẽo, những thứ này linh vực võ giả, coi là thật trương cuồng phách lối, cũng ý thức được, linh vực tôn ti đẳng cấp xâm nghiêm, thế gia, linh tông cao cao tại thượng, miệt thị tán tu. Có thể thấy được linh vực tán tu, tầng dưới chót võ giả tình cảnh có bao nhiêu gian nan, tự tìm đường chết, vậy thì thành toàn ngươi. Tất nhiên đối phương muốn hạ sát thủ, Hứa Viêm cũng sẽ không cố kỵ đối phương thế lực sau lưng mà lưu tình. Khoanh chân ngồi ở trên đá lớn, Hứa Viêm thậm chí đều chẳng muốn đứng lên, kiếm đều khinh thường nhổ, đưa tay chính là nhất chảm, oanh, sơn hà kiếm ý mang theo tốn phong kiếm ý, ầm vang chém ra. Tại Thẩm Hải Chu hai người hạ xuống cự thạch, một đám thế lực thiên kiêu đều nhìn lại, bao quát Ngọc Thần Tông tên thanh niên kia. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Viêm chết chắc, tất nhiên sẽ bị lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát, để mà biểu thị công khai nhất lưu thế gia Thẩm gia chi uy. Luôn có một chút tự cao tự đại, cuồng vọng vô cùng tán tu tự tìm đường chết. Đái Tuấn lắc đầu, tỷ như trước đó không lâu tuyên bố muốn rớt hắn muội muội Đái Oánh Oánh cái vị kia thiên nhân tán tu, tự cho là thực lực không kém, liền dám khiêu khích Đái gia, nên đón hắn tất nhiên là Đái gia lôi đình lửa giận, chắc chắn phải chết. Thiếu niên ở trước mắt cũng là như thế, chỉ sợ mới ra đời, tự cho là thực lực không kém, mới cuồng vọng như thế, cảm thấy mình có thể không nhìn thế gia cùng linh tông à. Loại chuyện này tại Ngọc Châu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Quả nhiên, Thẩm Hải Chu đều chẳng muốn động thủ, mà là tùy tùng ra tay. Trên đá lớn, theo Hứa Viêm đưa tay nhất chạm, Thẩm gia tùy tùng chợt thần sắc đại biến, gầm nhẹ một tiếng, một tầng hoàng quang từ trong cơ thể hắn nổi lên. Nhưng mà, chợt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy ý thức đau xót, mắt tối sầm lại, một thân thực lực đột nhiên liền tiết, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn, tử vong buông xuống, phốc. Thẩm gia tùy tùng thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không phát ra được, thân thể vỡ nát, hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tan, ưng ực. Khoảng cách gần nhất Đái Tuấn, nuốt nước miếng một cái, một mặt vẻ kinh ngạc, chết, hơn nữa, hài cốt không còn. Hắc vân đầm lầy bên cạnh, một đám thiên kiêu tất cả đều hãi nhiên, khiếp sợ nhìn qua trên đá lớn, ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối cũng không có đứng lên thiếu niên. Tiện tay vung lên, liền chém rớt Thẩm gia tùy tùng. Đây chính là tiểu thiên nhân trung kỳ võ giả. Dù là thực lực hơi yếu, cũng là tiểu thiên người võ giả. Càng làm đang ngồi thiên kiêu khiếp sợ là, không phải Thẩm gia tùy tùng thực lực mạnh yếu, mà là thiếu niên kia cũng dám rớt Thẩm gia tùy tùng. Ngay trước Thẩm gia thiếu gia, Thẩm Hải Chu mặt, Thẩm gia, thế nhưng là Ngọc Châu nhất lưu thế gia, không ít hơn 3 tôn luyện thần thiên nhân tọa trấn, chớ nói một kẻ tán tu, dù cho là nhị lưu thế gia, linh tông cũng không dám bởi vì một điểm nhỏ xung đột liền rớt Thẩm gia tùy tùng, nhất là ngay trước mặt Thẩm gia thiếu gia. Đây là đang gây hấn với Thẩm gia uy nghiêm à? Không ít người trong lòng nghiêm nghị suy nghĩ. Thẩm Hải Chu tại Hứa Viêm xuất thủ một khắc này, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình vừa thối lui đến cự thạch bên cạnh, tùy tùng liền chết, ngay cả cho đều không lưu lại. Hứa Viêm lạnh lùng con mắt nhìn tới, Thẩm Hải Chu trong nháy mắt có loại tử vong buông xuống cảm giác. Mặc dù tùy tùng thực lực không bằng hắn, nhưng mà đối phương chỉ là tiện tay vung lên, liền đem người rớt, muốn rớt hắn cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tỉnh táo, tỉnh táo, vị huynh đệ kia, ngươi phải tỉnh táo a, tuyệt đối không nên xúc động. Thẩm Hải Chu vội vàng mở miệng nói, hơi mập trên mặt tròn, nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn là người của ngươi ha? Hứa Viêm lãnh đạm nói, ta cùng hắn kỳ thực không quen, trên nửa đường chiêu mộ tới tùy tùng, ai biết hắn vậy mà vì lấy lòng ta, làm ra như thế hỗn trướng sự tình, chớ chưa hết tội, nhưng không liên quan gì đến ta đó a.
Thẩm Hải Chu vội vàng phủi sạch quan hệ đạo. Đái Tuấn cùng một đám thế lực thiên kiêu, bây giờ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Thẩm Hải Chu. Chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, cái này Thẩm gia Tuấn Kiệt, thật ném thế ra khuôn mặt a, sợ phải triệt để như vậy. Hứa Viêm giơ tay lên, nói, nhưng hắn là tùy tùng ngươi, đây là sự thật a, nhiễu ta thanh tu, dù sao cũng nên cho một cái thuyết pháp a. Thẩm Hải Chu khuôn mặt đều tái rồi, tim gan phát run, một tay lau mồ hôi lạnh, một tay vội vàng khoát tay, vị huynh đệ kia, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo a, là ta tùy tùng không đúng, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta Thẩm Hải Chu, từ trước đến nay thiện chí giúp người, chưa từng ức hiếp tán tu. Ta bồi thường, ta bồi thường, huynh đệ ngươi thấy thế nào? Đái Tuấn cùng một đám thiên kiêu đều có một loại khuôn mặt bị Thẩm Hải Chu ném đi cảm giác, xấu hổ cùng với làm bạn a. Vậy mà sợ một cái tán tu, bồi thường như thế nào? Nhìn qua Thẩm Hải Chu, lại sợ lại hoảng, không có chút nào thế ra đại thiếu ngạo mạn cùng trương cuồng, lại như thế thức thời. Hơn nữa nguyện ý bồi thường, vừa rồi cũng không có lộ ra bất kỳ địch ý nào, Hứa Viêm trong lúc nhất thời đều không có ý tốt hạ sát thủ. Một bình ta Thẩm gia tụ thần hoàn như thế nào? Thẩm Hải Chu tiểu tâm hừng hực nói. Một đám thiên kiêu lập tức hít vào một hơi. Thẩm gia tụ thần hoàn tại Ngọc Châu rất có danh khí, chế biến không dễ, một bình tụ thần hoàn giá trị không thấp, chớ nói một chai, bao nhiêu tán tu cuối cùng cả đời có thể thu được một hai cái tụ thần hoàn cũng là cực lớn vinh dự. Đái Tuấn nhịn không được mở miệng nói, tụ thần hoàn cũng không phải dễ cầm như vậy, Thẩm gia thế nhưng là có luyện thần thiên nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thẩm Hải Chu quá mẹ nó mất thể diện. Hứa Viêm cười nhạt một tiếng, khinh bỉ nói, tụ thần hoàn, đồ chơi rác rưởi gì, chà đạp linh dược thôi, cái này bồi thường không được. Tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía Đái Tuấn, lạnh lùng cười nói, luyện thần thiên nhân, hù dọa được ai, ở đây không có ngươi nói chuyện phần, nhờ ngươi luyện thần thiên nhân tới. Ngữ khí không nói ra được cuồng vọng. Đái Tuấn chờ thiên kiêu lập tức trong lòng cả kinh, luyện thần thiên nhân đều không sợ, mà đối phương tuổi còn trẻ như thế, lại có thực lực cường đại như vậy, tán tu há có thể tại cái tuổi này liền có thực lực như thế, hơn nữa không sợ chút nào luyện thần thiên nhân. Chẳng lẽ đối phương đến từ đỉnh Tiêm Linh Tông, không mặc tông môn trang phục là khinh thường sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, Đái Tuấn vội vàng ngậm miệng. Hứa Viêm cười nhạt một tiếng, hắn biết đến ưu thế, tuổi nhỏ mà thực lực cường đại, cái này một số người trong thời gian ngắn không cách nào biết được hắn tán tu thân phận, tự nhiên sẽ hoài nghi hắn xuất từ thế lực lớn, cho nên lúc này liền muốn cường thế, liền muốn cuồng. Túi đựng đồ giao ra, Hứa Viêm nhìn về phía Thẩm Hải Chu đạo, đây là thế lực lớn thiên kiêu, tất nhiên rất giàu, huynh đệ, cái này túi đựng đồ ta hoàn, huynh đệ ngươi lấy được, ngươi lấy được. Thẩm Hải Chu một mặt xoắn xuýt chi sắc, mắt thấy Hứa Viêm thần sắc trầm xuống, vội vàng đem túi đựng đồ nộp ra. Như thế nào, ngươi không phục? Hứa Viêm tiếp nhận túi đựng đồ, tiện tay nhét vào trong ngực, nhìn vẻ mặt lưu luyến không rời, vô cùng xoắn xuýt Thẩm Hải Chu, đầu lông mày nhướng một chút nói, phục, ta phục, huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm. Thẩm Hải Chu vội vàng lộ ra nụ cười, không còn dám dừng lại, vội vàng rời đi cự thạch, đi thẳng tới Đái Tuấn chiếm cứ chỗ. Lăn, ở đây bản thiếu muốn. Thẩm Hải Chu quát lạnh một tiếng đạo, mà mẹ nó, Đái Tuấn khí được sủng ái đều tái rồi, ngươi một cái sợ hàng cũng dám ức hiếp chính mình. Thẩm Thiểu, đây chính là ta Đái gia. Thẩm Hải Chu sầm mặt lại, hiển thị rõ nhất lưu thế gia đại thiếu phong phạm, phẫn nộ quát, ngươi Đái gia nhị lưu thế gia, ở đâu ra khuôn mặt, tại trước mặt ta Thẩm gia làm càn, trong mắt ngươi còn có hay không thế gia tôn ti, như thế nào, là cảm thấy ta Thẩm gia luyện thần lão tổ không đủ uy nghiêm, ta hắn sao? Đái Tuấn khí đến kém chút nổ, vừa rồi như thế nào không thấy ngươi Thẩm Hải Chu như thế run uy phong, thế lực khác thiên kiêu cũng là trợn mắt hốc mồm, lấn yếu sợ mạnh đúng không? Hảo, ta đi. Đái Tuấn mặt âm trầm, cắn răng nói, nhị lưu thế gia tự nhiên không dám mạo hiểm phạm nhất lưu thế gia, dù là Đái gia leo lên trên Trịnh Quốc hoàng thất, lúc này cũng trêu chọc không nổi Thẩm gia. Thẩm gia dù sao cũng là Ngọc Châu lâu năm nhất lưu thế gia, nội tình không phải phổ thông nhất lưu thế gia có thể so. Đái Tuấn mang theo tùy tùng quay người rời đi. Thẩm Hải Chu lại là ra tay, một cái đè lại một cái tùy tùng bả vai, túi đựng đồ giao ra. Trên người hắn túi đựng đồ không có, tiến vào Thanh Thiên giao mộ, nếu là có thu hoạch, lấy cái gì trang? Tên kia Đái gia tùy tùng, khuôn mặt cũng là xanh. Thẩm Hải Chu không nói lời gì, trực tiếp đem đối phương túi đựng đồ móc ra, nhét vào trong lồng ngực của mình. Thẩm Hải Chu, ngươi không nên quá phận. Đái Tuấn khí đến tròng mắt đều đỏ. Thẩm Hải Chu mập mạp trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, đầu lông mày nhướng một chút, lãnh đạm nói, như thế nào, ngươi không phục? Mà mẹ nó. Đái Tuấn suýt nữa tức nổ tung, cắn răng trừng Thẩm Hải Chu,
cuối cùng không dám ra tay, hơn nữa cũng chưa hẳn là Thẩm Hải Chu đối thủ. Đi, mang theo tùy tùng rời đi. Hắc Vân Ao đầm một đám thiên kiêu đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn qua Thẩm Hải Chu. Hỗn đản này, nơi nào có thế gia đại thiếu phong phạm a? À, một khắc trước nịnh nọt mà sợ dáng vẻ, một điểm uy phong cũng không dám hiển lộ, sau một khắc liền đi khi dễ Đái Gia Đái Tuấn đi. Hứa Viêm đem Thẩm Hải Chu khi dễ quá trình Đái Tuấn tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng có chút trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng ý thức được linh vực tôn ti đẳng cấp chi xâm nghiêm, Thẩm gia nhất lưu thế gia, Đái gia người đông thế mạnh, thật đánh nhau Thẩm Hải Chu chưa hẳn chiếm được lợi, cho dù ra tay chiếm cứ lấy không rời đi, Thẩm Hải Chu cũng không làm gì được hắn. Kết quả Đái Tuấn lại chỉ có thể tức giận đem chỗ nhường lại. Có thể thấy được linh vực tôn ti quy củ tại không có triệt để trở mặt, ngươi chết ta sống tình huống phía dưới, trước công chúng bên trong đều sẽ tuân thủ. Thẩm Hải Chu nhìn thấy Hứa Viêm ánh mắt nhìn hắn, vội vàng lộ ra nụ cười nói, Đái Tuấn cái này quy tôn tử, dám cầm ta nhà luyện thần lão tổ uy hiếp huynh đệ ngươi, đơn giản lẽ nào lại như vậy, ta há có thể ngồi yên không để ý đến, tất nhiên muốn cho hắn một bài học. Hứa Viêm khóe miệng co quắp một quất, quay đầu đi, tiếp tục tham ngộ võ đạo. Trải qua này phong ba, Hắc Vân đầm lầy một đám thiên kiêu đều âm thầm chú ý Hứa Viêm, vị này thiếu niên thần bí, thực lực không thể nghi ngờ, phi thường cường đại. Suy đoán, hắn đến tột cùng là cường đại linh tông thiên kiêu hay là thật một kẻ tán tu. Tán tu cũng không phải là không có thiên kiêu, chỉ là Ngọc Châu chưa từng nghe có như thế một vị tuổi nhỏ thiên kiêu. Chẳng lẽ là những châu khác tới tán tu thiên kiêu? Như thế thiên kiêu tán tu, nói chung đều sẽ bị thế lực lớn mời chào. Ngoại trừ cực thiểu số, vô cùng kiêu ngạo tán tu bên ngoài, cơ bản đều sẽ bằng thiên phú gia nhập vào thế lực lớn, dù sao lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Hơn nữa, nhất cử thoát ly tầng dưới chót võ giả, hoàn thành thân phận nhảy lên. Tại chỗ chúng thiên kiêu, bắt đầu hoài nghi Hứa Viêm có phải là loại này thiên kiêu, bởi vì thiên phú xuất chúng mà bị thế lực lớn chiêu mộ. Chỉ là, hắn trong xương cốt vẫn như cũ có chút ngạo khí, cho nên dù cho là ở đây thịnh sự bên trong, cũng không mặc sở thuộc thế lực tiêu chí trang phục. Bằng không, lại kiêu ngạo tán tu, cũng tuyệt đối không dám không sợ nhất lưu thế gia luyện thần thiên nhân chi uy. Thẩm Hải Chu ngồi dưới đất, nhìn qua Hứa Viêm trên đá lớn, một mặt phiền muộn cùng xoắn xuýt chi sắc, thỉnh thoảng lộ ra vẻ đau lòng. Lần này thiệt hại có chút lớn a, chính mình những vật phẩm quý giá kia góp nhặt thời gian rất lâu, vậy mà liền không còn như vậy. Phong ba lấy Thẩm Hải Chu rút đi, chiếm giữ Đái Tuấn chi địa mà kết thúc. Còn lại thế lực thiên kiêu, mặc dù cảm thấy Thẩm Hải Chu mất mặt, nhưng dù sao rớt không phải là mặt của mình. Huống chi, Hứa Viêm thực lực mạnh, vừa nghi giống như đỉnh tiêm linh tông đệ tử, cho nên tại không có xác thực chứng thực. Cái này là vị tán tu sau, chúng thiên kiêu thì sẽ không từng làm ra kích thích hành vi. Đái Tuấn mặt đen lên, nhìn qua Thẩm Hải Chu nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, đợi đến Đái Gia leo lên trên siêu nhiên linh tông sau đó, nhất định phải tìm trở về cái này chàng tử. Chợt lại nghĩ tới muội muội của mình, làm sao còn chưa tới. Thanh Thiên Giao Mộ còn có 3 năm ngày liền muốn tiến nhập, chẳng lẽ từ bỏ tiến vào Thanh Thiên Giao Mộ? Đái Tuấn trong lòng nghi ngờ. 3 ngày sau, Hắc Vân đầm lầy bên trên độc trướng đã trở nên rất nhạt, trong ao đầm Hắc Nham Sơn đã có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, chuẩn bị tiến vào Thanh Thiên Giao Mộ tranh đoạt bảo vật bên trong. Hứa Viêm kết thúc tiếp tục tham ngộ võ đạo, khẽ chau mày. Cái kia Thẩm Hải Chu thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, thần sắc trên mặt lại là xoắn xuýt, lại là thịt đau, một bộ thiệt hại cực lớn bộ dáng. Hắn túi đựng đồ bên trong mang theo chân quý bảo vật, trong lòng Hứa Viêm vui mừng, lúc này lấy ra Thẩm Hải Chu túi đựng đồ mở ra xem xét, không khỏi cảm thán, không hổ là nhất lưu thế gia đại thiếu, linh tinh chỉ sợ có hơn 10 vạn khối, giống linh phiếu đồ vật cũng có mấy chồng, ngũ phẩm linh dược mấy chục gốc, lục phẩm linh dược trên trăm, tứ phẩm linh dược đều có mười mấy gốc, bình bình lọ lọ cũng không ít, trong đó hai cái trong bình trang hẳn là trong miệng hắn tụ thần hoàn. Nhìn thấy những thứ này bình bình lọ lọ, Hứa Viêm đã cảm thấy thịt đau, cái này cần trà đạp bao nhiêu linh dược à? Trừ cái đó ra, túi đựng đồ bên trong còn có một thanh trường đao, một bộ hộ giáp, phẩm giai đều bất phàm, tựa hồ đã vượt ra khỏi bảo khí cấp bậc. Nhất là gây nên Hứa Viêm chú ý là bên trong có một cái màu tím hòm gỗ, tựa hồ đồ vật bên trong nhất là chân quý. Hứa Viêm tinh thần hơi rung động, đây chính là Thẩm Hải Chu thịt đao đồ vật. Hắn không khỏi tò mò, đem cái dương màu tím lấy ra ngoài. Màu tím hòm gỗ, không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tác, có một cỗ nhàn nhạt hình tượng, điêu khắc hai cái xinh đẹp dáng múa bức vẽ cô gái án. Đem dương gỗ mở ra một đường nhỏ, Hứa Viêm không khỏi sững sờ. Trong dương, đầu tiên đập vào tầm mắt là màu tím, màu hồng, màu trắng, nửa trong suốt kiểu nữ thiếp thân tiểu y.
thần sắc trên mặt dần dần trở nên cổ quái, một cái mở cặp táp ra, lay mở những cái kia các loại tiểu y, liền thấy phía dưới từng quyển sách nhỏ, còn có một quyển cuốn bức họa. Cầm lấy một quyển sách nhỏ, mở ra xem, đập vào tầm mắt, là một đôi nam nữ dán vào ở chung với nhau bức họa, bên cạnh còn viết một chút miêu tả. Thả xuống lấy thêm lên một bản, Hứa Viêm thần sắc càng ngày càng trở nên cổ quái. Sách nhỏ, cũng là một chút mang đồ ham muốn văn. Hắn cầm lấy một bức tranh mở ra, trên bức tranh là những mỹ nữ xinh đẹp, cử chỉ quyến rũ, màu tóc rõ ràng, bên trong bức họa mấy mỹ nữ với tư thế khác nhau. Mở ra một bức tranh khác, cũng là hình vẽ mỹ nữ tư thái khác, mỗi một vị mỹ nữ cũng là dung mạo tuyệt lệ, hoặc vũ mị, hoặc khả ái, hoặc thanh thuần. Hứa Viêm sắc mặt cổ quái, không có tiếp tục xem tiếp, đem cái dương khép lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hải Chu đang tỏ ra thịt đau, vô cùng xoắn xuýt, hắn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đối phương thịt đau, có thể không phải những cái linh tinh kia, những linh dược kia, mà là trong cái dương đồ vật này. Thẩm Hải Chu gặp Hứa Viêm nhìn qua, vội vàng trên mặt nở nụ cười, hết khả năng để cho chính mình cười chất phác. Hứa Viêm nhấc lên dương gỗ, nói, trong này cũng là thứ đồ chơi gì. Làm bộ muốn ném vào Hắc Vân đầm lầy, Thẩm Hải Chu lập tức liền gấp, nhảy dựng lên, nói, huynh đệ, chậm đã a, đây chính là ta chân tàng a. Không lo được nguy hiểm, vội vàng đi tới trên đá lớn, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy nụ cười xu nịnh, nói, huynh đệ a, ngươi không cần, liền còn cho ta thôi, vì những thứ này, ta thế nhưng là hoa thật là lớn thời gian, mới thu vào tay, rất trọng yếu. Hứa Viêm đầu lông mày nhướng một chút địa đạo, đúng, rất trọng yếu. Thẩm Hải Chu vội vàng gật đầu, nhưng đây là ngươi bồi thường cho ta đồ vật, là thuộc về của ta. Hứa Viêm bình tĩnh nói, ta mua, ta mua. Thẩm Hải Chu vội vàng mở miệng nói. Hứa Viêm lộ ra nụ cười, ngươi tự mình cho một cái giá đi, ngươi cho rằng trị giá bao nhiêu. Cái này Thẩm Hải Chu làm khó, ra giá thấp a, có chút vũ nhục chính mình chân tàng, tựa hồ cũng sẽ bị đối phương coi là vũ nhục. Ra giá cao a, ít nhiều có chút thịt đau. Lo nghĩ, hắn cắn răng một cái, dựng thẳng lên một ngón tay. Thành giao, liền 100 vạn linh tinh. Hứa Viêm một lời đáp ứng đạo, không, không phải, ý của ta là. Thẩm Hải Chu trợn tròn mắt, ta muốn nói là 1 vạn linh tinh a, ngươi trực tiếp mở miệng 100 vạn linh tinh. Cái đồ chơi này, trong mắt ngươi, cứ như vậy đáng tiền. Như thế nào, ngươi không phải ra giá 100 vạn linh tinh. Cái đồ chơi này, tất nhiên không đáng 100 vạn linh tinh. Cái kia muốn tới làm gì dùng, ta là thiếu linh tinh người. Hứa Viêm lông mày nhíu một cái, không vui nói. Giá trị, giá trị. Thẩm Hải Chu cắn răng một cái. Chính mình dù sao cũng là nhất lưu thế gia Thẩm gia đại thiếu. 100 vạn linh tinh mà thôi, không coi là cái gì. Huống hồ, những kho tàng này, chính mình thế nhưng là hoa rất nhiều tâm tư mới thu thập. Nếu là hủy, về sau cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thu thập trở về. Hứa Viêm vỗ vỗ cái dương, lộ ra nụ cười nói, cái kia đưa tiền à, ta bây giờ không có nhiều như vậy linh tinh. Thẩm Hải Chu một mặt vẻ xấu hổ, vậy ta vẫn ném đi à. Hứa Viêm làm bộ muốn đem cái dương ném vào Hắc Vân đầm lầy. Có tiền, có tiền, chờ một chốc lát. Thẩm Hải Chu vội vàng lại nói, tiếp đó vội vội vàng vàng chạy đến Đái Tuấn nơi đó đi, mượn 100 vạn linh tinh. Đái Tuấn kiểm đều tái rồi, tức giận đến nổi trận lôi đình, nói, không có, không mượn. Hừ, ta Thẩm Hải Chu mượn ngươi tiền là để mắt ngươi, chỉ là nhị lưu thế gia, cho vay nhất lưu thế gia, đó là vinh quang. Ngươi Đái Tuấn muốn vứt bỏ Đái gia vinh quang sao? Thẩm Hải Chu ngạo nghễ đạo. Đái Tuấn khí đến lồng ngực đều nhanh muốn nổ, cắn răng nói, không có, không mượn. Liên Thẩm Hải Chu đức hạnh này, cho mượn còn có thể có trả lại. Thẩm Hải Chu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi Đái Tuấn, thế nhưng là cầm ta Thẩm gia luyện thần thiên nhân nói chuyện qua. Đây là đại bất kính, ngươi một hai lưu con em thế gia, có tư cách gì, sách ta nhất lưu Thẩm gia luyện thần thiên nhân. Ngươi nếu là không mượn, sẽ phải tiếp nhận vọng luận nhất lưu thế gia luyện thần thiên nhân tội. Đái Tuấn trợn mắt trừng Thẩm Hải Chu, cắn răng nói, Thẩm Hải Chu, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chưa từng vọng luận luyện thần thiên nhân. Ngươi hành động mới là mất hết khuôn mặt thế gia. Đừng nói nhảm, hoặc là mượn, hoặc là ta chạy tới Trịnh Quốc Hoàng thất, nói ngươi Đái gia mục vô tôn tì, xem thường nhất lưu thế gia, trương cuồng vô cùng, thái độ ác liệt, càng là ý đồ tụ tập tùy tùng, vây công ta Thẩm Hải Chu. Mượn, Đái Tuấn kiểm biến sắc lại biến, cắn răng nói, Thẩm Hải Chu ra hỏa này là hoàn toàn không biết xấu hổ. Hắn thật đúng là sợ Thẩm Hải Chu đi quấy rối, dẫn đến Đái gia cùng Trịnh Quốc Hoàng thất thông gia xuất hiện một chút biến hóa. Đái Tuấn mặt đen lên, từ tùy tùng trên thân lại đem trên người mình mang theo linh tinh cùng linh phiếu toàn bộ đều lấy ra, mới miễn cưỡng góp đủ 100 vạn linh tinh, viết cái giấy vay nợ. Đái Tuấn lạnh mặt nói,
ngươi tại xem thường ta Thẩm Hải Chu, ta đường đường đại thiếu nhất lưu thế gia, há lại là người nói không giữ lời. Ngươi miệt thị ta Thẩm Hải Chu, chính là miệt thị ta Thẩm gia, ngươi vậy mà chất vấn nhất lưu thế gia uy tín, ai cho ngươi lá gan? Ngờ đâu, Thẩm Hải Chu nhảy dựng lên, tức giận giống hắn đạo, mà mẹ nó. Đái Tuấn hơi kém tức chết, hận không thể đem Thẩm Hải Chu đại tá 18 khối. Thẩm Hải Chu đắc ý mà trở về, từ Hứa Viêm trên tay, đổi về mình chân tàng. Đến nỗi 100 vạn linh tinh, đó lại không phải là chính mình xuất tiền, một chút đều không đau lòng. Đến nỗi trả tiền những chuyện này, hắn trực tiếp quên đi, không có bằng chứng, dám can đảm nói xấu hắn nhất lưu thế gia đại thiếu vay tiền không trả. Chán sống rồi, Hắc Vân đầm lầy độc trướng tán đi, Hắc Nham Sơn rõ ràng tích có thể thấy được, đứng sừng ở trong ao đầm, cực lớn ngọn núi màu đen, phảng phất mực nước đổ bê tông mà thành. Đi, tất cả thế lực thiên kiêu, phân phó dò đường võ giả, đi tới Hắc Nham Sơn. Đợi đến tất cả dò đường võ giả đều thuận lợi đến Hắc Nham Sơn mà không có ngoài ý muốn nổi lên, một đám thiên kiêu nhao nhao đằng không mà lên, bay về phía Hắc Nham Sơn. Hứa Viêm bước ra một bước, không nhanh không chậm, không có đuổi tại phía trước nhất, cũng không có rơi vào cuối cùng. Hắc Nham Sơn đen như mực, sườn núi chỗ có một khối tương đối nhô ra cự thạch, mở ra mộ miệng, có thiên kiêu phân phó nói, dò đường võ giả nhao nhao lấy ra vũ khí, khí thế bộc phát, đánh phía khối kia nhô ra màu đen cự thạch. Ầm ầm, đá vụn bay tán loạn, một tầng màu đen bụi đất sôi sục dựng lên, trong đó mấy khối đá vụn hướng về hai tên dò đường võ giả phóng tới. Hai tên võ giả nhao nhao ra tay ngăn cản bay vụt đến đá vụn. Bọn hắn ban đầu cũng không thèm để ý, dù sao bay vụt đến đá vụn lực đạo có hạn, nhẹ nhõm liền có thể chống cự xuống. Nhưng mà suy một tiếng, đá vụn vậy mà hủ thực bọn hắn lực lượng, trong nháy mắt liền đã chống đỡ đến gần người, lập tức giật nảy cả mình, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, quanh thân sức mạnh tuôn ra, tạo thành một đạo phòng ngự. Xùy, ai ngờ đá vụn giống như cục sắt nung đỏ, bắn vào dầu mỡ bên trong đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự, xuất tại trên người của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai tên võ giả trong nháy mắt ngã xuống đất. Cứu ta, bọn hắn bị đá vụn bắn trúng vị trí, đen kịt một màu, hơn nữa đang nhanh chóng khuếch tán. Đáng sợ hơn là, té lăn trên đất sau đó, phát ra suy suy thanh âm, quần áo trên người bọn họ, cư nhiên bị hủ thực. Chỉ chốc lát sau, da thịt trần trụi trên mặt đất, cùng màu đen nham thạch vừa tiếp xúc, trong nháy mắt toàn bộ phía sau lưng đều biến thành đen, hơn nữa không ngừng lan tràn quanh thân. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hai tên võ giả đã biến thành than đen đồng dạng, hơi thở mong manh, một câu nói đều không nói ra được. Hắc Nham Sơn toàn thân kịch độc, cẩn thận một chút, không cần tiếp xúc đến. Một đám thiên kiêu đều trong lòng run lên, do đường võ giả bây giờ đều cẩn thận, ứng đối bắn tung tóe mà đến đá vụn đều bắt đầu cẩn thận. Một cái sơ sẩy liền rơi vào hai người hạ tràng, đá vụn bay tán loạn, màu đen bụi đất tràn ngập. Một tiếng ầm vang, cự thạch biến mất, lộ ra một cái hình tròn cửa hang. Cao khoảng một trượng hình tròn cửa hang, phảng phất là một con cự xà chui ra ngoài. Một đám thiên kiêu lập tức trong lòng vui mừng, cái này tựa hồ thật là thanh thiên giao chi mộ. Đi vào, do đường võ giả, hai chân cách mặt đất, không dám đụng vào vách núi. Một cái tiếp theo một cái vào sơn động bên trong, một đám thiên kiêu nhìn nhau, cũng một cái đi theo một cái tiến vào. Huynh đệ, ngươi trước hết mời. Thẩm Hải Chu nở nụ cười đạo, ngươi trước tiên a. Hứa Viêm không có gấp chút nào, mở miệng nói, tốt, tốt. Thẩm Hải Chu bước vào cửa hang, Hứa Viêm cái cuối cùng tiến vào. Theo xâm nhập, trong động đã đen như mực, dù cho là võ giả, cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng tiến lên. Bên trong dò đường võ giả, người phía trước lấy ra Dạ Minh Châu, một tia ánh sáng trong bóng đêm sáng lên, tiếp tục tiến lên lấy, chợt ở giữa, cầm Dạ Minh Châu, đi ở tuốt đằng trước người, đột nhiên phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, theo sát phía sau hắn võ giả, thần sắc đại biến. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi, nhìn thấy người bị té xuống đất, đã không có khí tức, sắc mặt biến thành màu đen, trong bất tri bất giác, vậy mà đã thân trúng kịch độc. Không thể dùng Dạ Minh Châu, sẽ gây nên kịch độc. Ở vào vị thứ ba võ giả, trầm giọng nói, thần sắc hắn hoảng sợ, xuyên thấu qua ánh sáng Dạ Minh Châu, hắn thấy được từng sợi khí tức màu đen, theo dạ ánh sáng Minh Châu tràn vào thể nội người bị té xuống đất. Tiếp tục đi tới, hậu phương một cái thiên kiêu trầm giọng nói, do đường võ giả tiếp tục đi tới, chỉ có một bộ thi thể đen như mực ở lại tại chỗ. Trong động quật đen như mực, không người nào dám lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng, chỉ có dựa vào võ giả siêu phàm thị lực, cùng với bé nhạy cảm ứng, từng bước đi thẳng về phía trước. Hứa Viêm đi ở phía sau cùng, hắn đã ăn giải độc đan, trong miệng hàm chứa tị độc đan, yên lặng cảm ứng một phen. Những độc chất này mặc dù mãnh liệt, nhưng giải độc đan cùng tị độc đan, đối nó hữu hiệu như cũ. Đã như thế, hắn an tâm.
Hắc Nham Sơn phía dưới, một đầu dài hơn một trượng, toàn thân trong suốt như ngọc, đầu nâng lên một cái bọc nhỏ xà, bò lên trên Hắc Nham Sơn, đi tới trước cửa hàng. Một đôi mắt lộ ra âm u lạnh lẽo chi sắc, lưỡi rắn phun, thật thấp tự lẩm bẩm, đây là thuộc về ta, ai cũng không thể ngấp nghé, ta thế nhưng là Thanh Thiên Giao, sau đó, ta có giao huyết mạch, chỉ cần thu được bên trong giao long thân, ta huyết mạch thêm một bước thuần hóa, liền có thể đột phá ngũ giai. Toàn thân trong suốt xà, hướng về cửa hang mà đi, theo nó tiến vào đen như mực cửa hang, nguyên bản trong suốt thân rắn, dần dần biến sắc, đã biến thành màu đen, ẩn vào trong bóng đêm. Động đường hắc ám, hơn nữa hẹp dài, càng là xâm nhập, vượt có một loại gấp gáp cảm giác. Tất cả mọi người đều cảnh giác, âm thầm vận chuyển sức mạnh phòng hộ quanh thân, lấy ứng đối có thể đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Động đường bắt đầu nghiêng hướng xuống mà đi, dựa theo đoán chừng, bây giờ tựa hồ đã tiến vào đầm lầy vị trí. Chợt ở giữa, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt, trong lòng mọi người thở dài một hơi, nhất là dò đường võ giả, càng là như vậy, không khỏi bước nhanh hơn. Ánh sáng càng ngày càng sáng, từ động đường đi ra, tiến nhập một cái giống như tinh thần tô điểm tại thượng trong mộ thất, là Nguyệt Hoa Thạch, nhiều như vậy Nguyệt Hoa Thạch. Nghe đồn Thanh Thiên Giao yêu thích Nguyệt Hoa Thạch, ở đây có thể thật là Thanh Thiên Giao chi mộ, không thiếu thiên kiêu đều hưng phấn lên. Nguyệt Hoa Thạch, kỳ quang như trăng hoa, là linh vực để mà chiếu sáng vật phẩm một trong, bất quá Nguyệt Hoa Thạch sinh tại sương mù châu Bích Hải, khoảng cách Ngọc Châu xa xôi, lưu truyền đến Ngọc Châu Nguyệt Hoa Thạch số lượng tương đối thưa thớt, cho nên Ngọc Châu dùng Nguyệt Hoa Thạch giả không nhiều. Hứa Viêm vừa tiến vào mộ thất, liền đề cao cảnh giác, bất động thanh sắc ở giữa, tại hắn quanh người 10 trượng, đã kiếm ý bao phủ. Kiếm ý sáp nhập vào mộ thất trong hoàn cảnh, khiến người khó mà phát giác. Quanh người càng có tinh tế gió nhẹ lượn lờ, Tốn Phong kiếm ý cũng phát huy ra. Cực lớn mộ thất trung ương, phảng phất bàn nằm lấy một đầu cự long, mà tại cự long phía trước, là một gốc cao nửa trượng tiểu thụ, nhánh cây quay quanh như thuồng luồng, cành lá xanh biếc, cây bích giao. Tại đầu kia bàn nằm cự long hai bên, trên mặt đất lớn một tầng tinh tế màu nâu tiểu dây leo bên trên kết một chút nho nhỏ quả. Long tình quả, là cây bích giao. Một đám thiên kiêu hai mắt sáng lên. Long tình quả, ở đây, quả nhiên là Thanh Thiên Giao chi mộ, bằng không không hội trưởng ra cây bích giao cùng long tình quả. Tam phẩm linh dược cùng nhị phẩm linh dược, tại linh vực cũng thuộc về cao phẩm cấp linh dược, nhưng cũng không phải là khan hiếm phẩm cấp, mà cây bích giao cùng long tình quả, sở dĩ chân quý, chính là khan hiếm. Cây bích giao nghe đồn có mạnh nhục thân chi thần công hiệu, dù cho là đại thiên người võ giả, đều có thể tăng phúc gần tới một lần nhục thân chi lực. Mà long tình quả, có thể cường hóa tự thân chi thần, khiến cho tự thân chi thần càng thêm cứng cỏi, một khi đột phá luyện thần thiên nhân, ngưng luyện thần hồn, sẽ càng mạnh hơn một bậc. Cũng có nghe đồn, long tình quả có thể khiến người tăng thêm đột phá luyện thần thiên nhân xác suất thành công. Cũng chính bởi vì, đối với luyện thần thiên nhân mà nói, không có tác dụng gì, lúc này mới cuối cùng đạt tới hiệp nghị. Để cho riêng phần mình thế lực hậu bối thiên kiêu, tới đây tìm tòi, lại đọ sức một phen. Long tình quả số lượng tương đối nhiều, mà cây bích giao chỉ có một gốc. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu ở giữa bầu không khí ngưng trọng lên. Hứa Viêm thần sắc đạm nhiên, hắn không có trước tiên đi hái linh dược, đây là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Để người khác đi trước tìm kiếm cũng tốt, ở đây hắn thực lực tối cường, không có người có thể tranh đến qua hắn. Ngưng lông mày nhìn chằm chằm đầu kia cự long, hắn đột nhiên phát hiện, đầu này bàn nằm cự long, tựa hồ chính là Thanh Thiên Giao quan tài. Hơn nữa, cự long chi hình cũng không hoàn thiện, cùng chân chính chân long chi hình có một chút khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng không có gặp qua chân chính chân long, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bởi vì đầu này cự long không có loại kia chân long uy thế cảm giác. Hắn hàng long trưởng, thế nhưng là đã lĩnh ngộ ra long uy chí ý. Chợt, Hứa Viêm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía mộ thất cửa vào chỗ. Ngay tại vừa rồi, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào. Bởi vì không có tiến vào kiếm ý của hắn phạm vi, Hứa Viêm cũng không biết đến tột cùng là đồ vật gì. Thật là lợi hại ẩn nặc thuật. Hứa Viêm cảnh giác, kiếm ý thoáng làm lớn ra một chút phạm vi. Cây bích giao về ta, long tình quả ta muốn ba cái. Ngọc Thần Tông tên kia thanh niên nam tử, lạnh nhạt mở miệng nói. Ánh mắt rơi vào trên Thẩm Hải thân thuyền, chợt nhìn về phía Hứa Viêm. Ta không có ý kiến, Thẩm Hải Chu thờ ơ nói. Còn lại thiên kiêu tất cả trầm mặc một chút, gật đầu một cái. Ngọc Thần Tông, Ngọc Châu đệ nhất linh tông, đối phương bất luận là bối cảnh hay là thực lực, đều có tư cách này. Ngươi, đi đem cây bích giao đảo bới tới. Thanh niên nam tử chỉ điểm một cái dò đường vũ giả nói, là tên kia dò đường võ giả. Mặc dù không phải chuẩn bị làm gì thanh niên nam tử, nhưng cũng không dám chống lại. Đây chính là uy nghiêm Ngọc Châu đệ nhất linh tông. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không có bất kỳ cái gì dị trạng, không có nguy hiểm xuất hiện. Lập tức thở dài một hơi,
bắt đầu cúi người chuẩn bị đào bới cây bích dao. Hứa Viêm chợt thần sắc cứng lại, bất quá không có mở miệng, cũng không có ra tay. Xoát, mộ thất một góc phảng phất có kiếm quang lóe lên, trong một chớp mắt từ đào bới cây bích dao võ giả trên người xuyên qua, phù phù, người võ giả kia chết. Cẩn thận, ai ra tay rồi? Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu thần sắc đại biến, oanh, khí thế phun trào, vũ khí nơi tay, cảnh giác bốn phía, lại nhao nhao kéo dài khoảng cách, lẫn nhau để phòng lấy. Ngọc Thần Tông thanh niên thần sắc âm trầm, trên thân dũng động một tầng nhàn nhạt ngân quang, trong tay một thanh hẹp dài đao tỏa ra hàn mang. Ai xuất thủ, đây là khiêu khích ta Ngọc Thần Tông sao? Cái kia một đạo quang mang quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, đám người trước đây đều đã buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không có phát hiện cái kia một đạo quang mang là cái gì, dường như là một đạo kiếm quang. Các hạ là không muốn cho một lời giải thích? Ngọc Thần Tông thanh niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hứa Viêm. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất có thực lực này, chỉ có hắn, Hứa Viêm, Thẩm Hải Chu, mà Hứa Viêm là trong ba người duy nhất một cái kiếm đạo võ giả. Hắn hiểm nghi lớn nhất. Hứa Viêm đối xử lạnh nhạt nhìn đối phương một chút, ánh mắt rơi vào trên trường đao của hắn, như có điều suy nghĩ, đây chính là linh vực mới có linh khí sao, quả nhiên so bảo khí mạnh hơn nhiều. Âm thầm đả thương người ti tiện thủ đoạn, ta khinh thường làm thế. Lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục xem cây bích dao. Vừa rồi cái kia một đạo giống như kiếm quang công kích, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Là một cái rủi. Hứa Viêm trong lòng trầm ngâm. Ngọc Thần Tông thanh niên mặt âm trầm, nhìn về phía một tên khác dò đường võ giả, nói, đi, đem cây bích dao móc ra. Là, người võ giả kia nơm nớp lo sợ, cảnh giác bốn phía, tùy thời làm xong ứng đối tập kích chuẩn bị. Ngọc Thần Tông thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm. Những người còn lại cũng là như thế. Theo bọn hắn nghĩ, có thể là Hứa Viêm ra tay. Người võ giả kia đi tới bích dao dưới cây, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Viêm, tựa hồ không có ra tay. Lúc này mới thở dài một hơi, nhưng cũng không dám sơ suất, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị đào cây bích dao. Chợt ở giữa, một đạo quang mang lóe lên một cái, phốc, võ giả trong nháy mắt bị thấu thân mà qua, thi thể ngã xuống. Ai, lén lén lút lút, không dám gặp người. Ngọc Thần Tông thanh niên giận tím mặt, Hứa Viêm không có ra tay, ý vị này, còn có còn lại cường giả. Lần này, Hứa Viêm thấy rõ ràng cái kia một đạo quang mang, đến tột cùng là cái gì. Đó là một con rắn, linh thú. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh thú, mà con rắn này, thực lực vậy mà không kém. Nhất là tốc độ cùng ẩn nấp chi lực. Công kích thời điểm, toàn thân óng ánh, giống như một đạo kiếm quang, mà công kích đi qua, trong nháy mắt biến sắc, sáp nhập vào trong bóng tối. Ngọc Thần Tông thanh niên cầm trong tay linh đao, từng bước hướng đi cây bích dao, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta. Đứng ở trước cây bích dao, hắn không có cúi người đi đào cây bích dao, nếu không thì lộ ra sơ hở, ở vào trong nguy hiểm. Tới, đào cây. Quay đầu nhìn về phía một cái giò đường vũ giả đạo. Người võ giả kia sắc mặt trắng bệch, co vòi, phốc, thông báo tuyển dụng hắn tới tên kia thiên kiêu, chợt ra tay, đem hắn chém rớt tại chỗ. Âm thanh lạnh lùng nói, chống lại linh tông chi mệnh, đáng chém. Chỉ hướng người còn lại nói, ngươi, đi đào cây. Người võ giả kia sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ đi tới bích dao trước cây, nhìn thấy đứng ở một bên phòng bị Ngọc Thần Tông thanh niên, lập tức thở dài một hơi, cúi người đi, chuẩn bị đào cây bích dao. Chợt, tia sáng lần nữa lóe lên, Ngọc Thần Tông đã sớm chuẩn bị, ánh mắt lạnh lẽo, chém ra một đao. Nhưng mà, tia sáng chợt một cái rẽ ngoặt, tránh khỏi hắn một đao, phù một tiếng, xuyên qua chuẩn bị đào cây võ giả thân thể, lần nữa biến mất, là linh thú nhất tộc. Bây giờ Ngọc Thần Tông thanh niên trầm giọng quát lên, làm càn, xúc sinh dám trương cuồng như thế, rớt xúc sinh này, lại thương nghị bảo vật thuộc về. Một đám thiên kiêu lập tức giận dữ, nhao nhao chuẩn bị ra tay vây quét linh thú. Cẩn thận một chút, đây là tứ giai linh thú, rất có thể là tứ giai hậu kỳ linh thú. Đái Tuấn trầm giọng nói, tứ giai linh thú, tương đương với võ giả tụ thần cảnh tiểu thiên người. Một đám thiên kiêu ý thức được là linh thú sau đó, nhao nhao tản ra tới, càng có mấy người bảo vệ lấy cửa vào, phòng ngừa linh thú trốn chạy. Mộ thất tuy lớn, linh thú ẩn nặc thuật lại mạnh, bây giờ bại lộ, rất nhanh liền có thể được phát hiện vây quét. Chợt, tia sáng lần nữa lấp lóe, lần này cũng không phải là rớt người, mà là bắn về phía một khối nguyệt hoa thạch, phốc, viên kia nguyệt hoa thạch biến mất, nhanh ngăn lại nó. Một đám thiên kiêu giận dữ, nhao nhao ra tay, nhưng bởi vì chỉ sợ phá hủy trong mộ thất bảo vật, cho nên ra tay thời điểm, đều hết khả năng thu liễm, miễn cho tác động đến ra. Cái kia một đầu tiểu xà, tốc độ cực nhanh, tránh đi từng đạo công kích, tại trong mộ thất lập lòe, mỗi lấp lóe một lần, liền có một khối nguyệt hoa thạch tiêu thất. Thời gian dần qua, mộ thất bắt đầu tối lại, chớp,
Ngọc Thần Tông thanh niên nắm lấy cơ hội, đột nhiên chém ra một đao, bịch một tiếng, đem tia sáng chém bay ra ngoài. Một đám thiên kiêu nhao nhao hướng cái kia một đạo quang mang ra tay. Bây giờ, Hứa Viêm đã tới bích giao trước cây, lấy ra một cái thủng sắt, bắt đầu đào, tùy ý một đám thiên kiêu tại vây rớt đầu kia tiểu xà. Lúc này, mộ thất đã tối sầm lại, nhất là cây bích giao bên này, một đám thiên kiêu đều đem lực chú ý đặt ở vây quét tiểu xà bên trên, càng là không có phát hiện Hứa Viêm tại đào bới cây bích giao. Cây bích giao bị đào, dùng phong dược bạc phong tỏa sau đó, thu vào túi đựng đồ bên trong. Phong dược chi thuật, hắn đã từ Mạnh Thư Thư nơi đó học được. Quay đầu liếc mắt nhìn, một đám thiên kiêu như cũ đang vây công tiểu xà, giận mắng thanh âm không ngừng, mà tiểu xà tốc độ phi thường nhanh, một cái sơ sẩy liền sẽ có người thụ thương. Hơn nữa chỉ cần bắt được cơ hội, liền có một cái nguyệt hoa thạch tiêu thất. Hứa Viêm đoán được con rắn nhỏ ý đồ, mộ thất một khi hoàn toàn lâm vào hắc ám, chính là nó săn rớt thời khắc. Đào bới cây bích giao, tiếp lấy đi hái long tình quả. Hứa Viêm nhìn qua ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hái long tình quả người, cứ như vậy nhìn qua hắn không nói lời nào. Thẩm Hải Chu thần sắc có chút lúng túng. Ngươi, huynh đệ, đây đều là ngươi. Đem hái long tình quả, nhét vào trong tay Hứa Viêm, hắn di chuyển cái mông lui lại. Cùng một chỗ hái, nhanh một chút. Hứa Viêm đem long tình quả thu vào túi đựng đồ sau đạo. Mộ thất sắp hoàn toàn tối xuống, cái này tối sầm xuống, hái long tình quả dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Là, Thẩm Hải Chu không ngừng bận rộn gật đầu. Thế là hai người bắt đầu hái long tình quả, mà chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Mộ thất cũng không ngừng đen lại. Huynh đệ, trích xong, đều ở nơi này. Cuối cùng, long tình quả hái xong, Thẩm Hải Chu đem long tình quả đưa cho Hứa Viêm đạo. Ta không phải là bá đạo người, ngươi hái long tình quả, cho ta chín thành là được rồi. Hứa Viêm đang sắc đạo. Thẩm Hải Chu trong lòng thầm mắng, cái này còn không bá đạo. Huynh đệ quá trượng nghĩa, như thế chiếu cố ta một cái vốn không quen biết người, cảm tạ, mười phần cảm tạ. Thẩm Hải Chu một mặt vẻ cảm động, lưu lại mấy cái long tình quả, còn lại toàn bộ đều bỏ vào Hứa Viêm túi đựng đồ bên trong. Lúc này, chiến đấu thanh âm đột nhiên ngừng. Mộ thất đã rất tối tăm, chỉ còn lại có mộ thất trên đỉnh. Một cái lớn nhất nguyệt quang thạch tung xuống tia sáng chiếu sáng mộ thất. Đái Tuấn bọn người bây giờ đã mộng, chúng ta tại vây rớt linh thú, ngươi mẹ nó đang len lén đào bới linh dược. Còn có Thẩm Hải Chu tên hỗn đản kia, quả nhiên ném thế ra khuôn mặt a. Khóe miệng tiểu xà chảy máu, tiểu xà đang trong đại chiến, dù cho tốc độ cực nhanh, tránh thoát chín thành công kích, nhưng cũng bị thương. Bây giờ nó đôi mắt nhỏ trừng lớn, từng sợi ngọn lửa màu trắng tại trên người nó mãnh liệt dựng lên. Ta muốn rớt ngươi, ta muốn rớt ngươi, vậy mà trộm đào tiểu gia linh dược. Oanh, tiểu xà trong nháy mắt hóa thành 10 trượng cự xà, óng ánh trong suốt, ngọn lửa màu trắng trải rộng quanh thân, ngẩng đầu lên, hai mắt nộ trừng, là ngọc tinh xà. Thẩm Hải Chu giật mình nói, Đái Tuấn mấy người cũng là trợn mắt nhìn. Trừng Hứa Viêm nói, giao ra linh dược, bằng không đừng trách chúng ta. Hứa Viêm lại là không nhìn bọn hắn, mà là ngạc nhiên nhìn qua ngọc tinh xà, nói, vậy mà lại nói chuyện. Đỏ mèo là đại yêu, còn không biết nói chuyện đâu. Bình thường linh thú thì sẽ không nói tiếng người, chỉ có lục giai linh thú mới có thể lấy thần hồn trò chuyện. Bất quá đầu này ngọc tinh xà có chút đặc thù, nó sẽ tiếng người. Thẩm Hải Chu một bên giảng giải, một bên thận trọng thối lui. Chớt cho ta. Ngọc tinh xà giận dữ không thôi, thân thể lần nữa biến lớn, giống như một cây cự roi giống như đập xuống. Hứa Viêm đang muốn xuất thủ, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình lóe lên, trong một chớp mắt đã biến đổi phương vị, di hình hoán vị. Oanh, ngọc tinh xà cực lớn cái đuôi đột nhiên đập vào Hứa Viêm vừa rồi đứng yên chỗ. Mộ thất đều chấn động, đá vụn bay tán loạn, còn có một cỗ màu đen bụi đất tung bay dựng lên, tràn ngập tại trong mộ thất. Mơ tưởng độc chiếm linh dược, giao ra. Ngọc Thần Tông thanh niên bọn người gầm thét một tiếng, nhao nhao hướng Hứa Viêm ra tay. Hứa Viêm thân hình lần nữa lóe lên, trong nháy mắt biến đổi phương vị, mà giờ khắc này ngọc tinh xà công kích lần nữa mà đến. Một thân ảnh quỷ quỷ túy túy dán vào mộ thất bích, chậm rãi di chuyển, hai mắt nhìn chằm chằm mộ thất trung ương, cái kia một đầu bàn nằm cự long. Mồ hôi mịn từ trên trán hắn xông ra. Thẩm Hải Chu nuốt nước miếng một cái, tim gan có chút phát run. Ngay tại ngọc tinh xà công kích một sát na kia, hắn thấy được bàn nằm cự long tựa hồ rũng động một tia tinh tế gợn sóng, đó là thần hồn chi lực. Chẳng lẽ thanh thiên giao chưa chớt? Nghĩ đến đây cái khả năng, hai chân hắn đều có chút như nhũn ra. Kết quả là thừa dịp ngọc tinh xà cùng một đám thiên kiêu đều tại hướng Hứa Viêm ra tay thời điểm, hắn chậm rãi di chuyển thân hình, không kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ đi tới cửa vào phía trước. Bất quá hắn không có lập tức rời đi, nếu là nhìn chằm chằm mộ thất bên trong phân loạn không ngừng lấy quỷ dị thân pháp biến hóa phương vị Hứa Viêm,
trong lòng rung động không thôi, vị huynh đệ kia thực lực quả nhiên là cường đại. Soát, Hứa Viêm lại một lần biến hóa phương vị, đi tới bàn nằm cự long phía trước, mà giờ khắc này Ngọc Tinh Xà tức giận nhất kích đập xuống. Hứa Viêm thân hình lóe lên, di hình hoán vị đến cự long phía trước, tựa hồ sớm đã tại trong dự liệu Ngọc Tinh Xà. Cho nên Ngọc Tinh Xà nén giận nhất kích, cực lớn cái đuôi, thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, giống như một tia chớp bổ xuống. Nhưng mà, tại trong nó ánh mắt khiếp sợ, Hứa Viêm đột nhiên lại di hình hoán vị rời đi, bành, Ngọc Tinh Xà muốn thu hồi công kích. Đã không kịp, cực lớn cái đuôi, vẫn là rút tới phía trên cự long, ầm ầm, mộ thất chấn động, bàn nằm cự long, bị nhất kích đánh bể. Tại thời khắc muốn vỡ nát, có một cỗ thần hồn ba động chấn động mà ra. Mơ hồ trong đó, giống như có một đạo tiếng giống truyền đến. Một sát na này, Ngọc Thần Tông thanh niên mấy người thiên kiêu, tất cả đều hãi nhiên thất sắc.